xảy ra chuyện lớn rồi. Dương Tiêu biết chắc hẳn Bạch Du Tĩnh đang gặp rắc rồi. Anh lập tức liên hệ với Lý Thần Chiến, ngay sau đó Lý Thần Chiến lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ bức tường lửa của tòa nhà Quỳnh Lâu, chuyển đoạn video giám sát ra. Chỉ thấy sau khi Bạch Du Tĩnh đến phòng nghỉ thì không thấy cô ta quay lại, ngược lại có một người khiêng một chiếc bao tải lớn vội vã rời khỏi tòa nhà Quỳnh Lâu. Cùng lúc đó, Bạch Du Tĩnh bị trói ném lên giường trong một khách sạn chủ đề bên trong tòa nhà Quỳnh Lâu. Bạch Du Tĩnh tỉnh dậy không ngừng giãy giụa, đáng tiếc miệng bị nhét một chiếc khăn trắng, không thể kêu cứu được. Vừa rồi cô ta nhấp một chút trà trong phòng nghỉ thì bị hôn mê, khi tỉnh lại cô ta đã xuất hiện trong khách sạn. Cạch! Ngay sau đó, một người cầm thẻ phòng mở cửa đi vào. Du Tĩnh, em tỉnh rồi. Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Chỉ thấy Trương Tử Hào đã hoàn thành việc thả lỏng với người phụ nữ gợi cảm, đắm đuối nhìn chằm chằm vào cơ thể gợi cảm của Bạch Du Tĩnh trên giường. Nhìn rõ người tới, đầu óc Bạch Du Tĩnh choáng váng tại chỗ, cô ta thật sự không ngờ người bắt cô ta lại là Trương Tử Hào. Nhìn thấy dáng vẻ Bạch Du Tĩnh hoảng sợ, Trương Tử Hào liếm môi phấn khích nói, món ăn ngon đẹp, món ăn ngon đẹp. Năm đó, tôi thật sự không nhìn ra khi trưởng thành em lại xinh đẹp như vậy. Bạch Du Tĩnh à, lát nữa em sẽ trở thành người phụ nữ của tôi rồi. Năm đó ngay cả tay em cũng không cho ông đây chạm vào. Đợi lát nữa tôi không chỉ chơi em mà còn khiến em quỳ trước mặt tôi hát bài ca chinh phục. Vừa dứt lời, Trương Tử Hào hoàn toàn không để ý đến sự hoảng sợ của Bạch Du Tĩnh trực tiếp hôn lên má Bạch Du Tĩnh. Bạch Du Tĩnh vô cùng sợ hãi, cô ta chưa từng quan hệ với người khác giới, ngay cả tay cũng không cho người khác chạm vào, nghĩ rằng mình sẽ rơi vào móng vuốt của Trương Tử Hào, trong lòng Bạch Du Tĩnh tràn đầy tuyệt vọng. Bạch Du Tĩnh nào có thể phối hợp, mặc dù cô ta không nói được. Nhưng cô ta có thể quay đầu tránh. Không hôn được, Trương Tử Hào tức giận tát vào mặt Bạch Du Tĩnh, con đi còn không cho tôi hôn cô hả? Mẹ nó, có phải cô đã thích thằng Dương Tiêu rác rưởi khi nãy không? Hừ, thích thì làm được gì? Bây giờ anh ta có thể cứu cô chắc. Bạch Du Tĩnh sợ hãi đến mức sắp rơi nước mắt, từ nhỏ đến lớn cô ta không có bạn khác giới nào. Ngay lúc này, không biết vì sao trong lòng Bạch Du Tĩnh có một suy nghĩ. Đó là cô ta hy vọng Dương Tiêu có thể đến cứu cô ta thoát khỏi biển lửa này. Chỉ là mình không hề cho Dương Tiêu sắc mặt đẹp, cho nên dựa vào đâu mà anh ta sẽ tới cứu mình. Bạch Du Tĩnh chấp nhận mệnh của mình đi, đời này cô chỉ có thể là phụ nữ của Trương Tử Hào tôi. Hôm nay cho dù ông trời tới cũng không cứu được cô. Vẻ mặt Trương Tử Hào dữ tợn nói. Ồ, ông trời tới cũng không cứu được cô ấy. Xem ra anh rất tự tin. Ngay lúc Bạch Du Tĩnh đang tuyệt vọng, đột nhiên vang lên một giọng nói không hòa thuận dữ dội. Khoảnh khắc tiếp theo, cửa khách sạn bị đá văng sang một bên, bóng dáng Dương Tiêu bước vào với sắc mặt lạnh lùng. Danh con, là anh. Nhìn thấy Dương Tiêu xông vào, sắc mặt Trương Tử Hào thay đổi lớn. Anh ta thực sự không ngờ vào thời điểm quan trọng này Dương Tiêu lại có thể xông vào, điều này khiến anh ta không kịp cảnh giác. Dương Tiêu. Nhìn thấy bóng dáng Dương Tiêu, hốc mắt của Bạch Du Tĩnh đã ươn ướt. Sự xuất hiện của Dương Tiêu khiến Bạch Du Tĩnh hoàn toàn không ngờ tới. Dương Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tử Hào, Trương Tử Hào anh giỏi lắm, gan anh thật sự lớn, ngay cả cô Bạch mà anh cũng dám động, xem ra hôm nay anh cố ý tìm không thoải mái. Nếu Bạch Nguyên Kiệt biết anh không bảo vệ được Bạch Du Tĩnh, không biết ông Bạch sẽ buồn như thế nào. May mà anh đã đến kịp ngăn chặn tất cả những điều này. Hừ, Dương Tiêu, thiên đường có đường anh không đi, địa ngục không cửa anh lại tự tìm đến. Vốn tôi định lát nữa sẽ dạy dỗ anh, vì bây giờ anh đã tới thì đừng trách tôi không khách sáo. Bị Dương Tiêu phá hỏng chuyện tốt nhiều lần, Trương Tử Hào hoàn toàn dựng tóc gáy. Anh ta đã từng tập luyện Taekwondo, hiện là đai đen Taekwondo, với kỹ năng của anh ta thì thường 3 đến 5 người cũng không đủ để anh ta chiến đấu. Nhìn thấy Trương Tử Hào có tinh thần chiến đấu bước xuống giường, Dương Tiêu chế nhạo, sao? Anh còn muốn luyện tay với tôi? Luyện tay thì không cần thiết. Dương Tiêu cái đổ rác rưởi, xuống địa ngục đi. Đột nhiên Trương Tử Hào lấy một con dao găm trên người ra, đâm tới tấp vào người Dương Tiêu. Trương Tử Hào xứng đáng là con nhà luyện võ, anh ta cực kỳ sắc bén, trong khoảng thời gian rất ngắn, dao găm đã gần như cắm thẳng vào tim của Dương Tiêu. Nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, thân thể Bạch Du Tĩnh run lên, nội tâm cô ta kêu khàn cả giọng bảo Dương Tiêu mau tránh ra. Cô ta thực sự quên mất điều này. Trương Tử Hào đã học Taekwondo từ khi còn nhỏ, hầu hết mọi người đều không phải là đối thủ của anh ta. Dương Tiêu nhìn Trương Tử Hào hung ác cầm dao tấn công trước mặt, nói,
chỉ với thủ đoạn nhỏ của anh mà còn dám bày ra trước mặt tôi. Giết chết anh cũng đủ rồi. Trương Tử Hào tính trước tính sau cười khẩy. Dương Tiêu lắc đầu, anh thực tự tin quá rồi. Phút ngay khi con dao găm sắp rơi vào bộ phận quan trọng trên người Dương Tiêu xoay người, dễ dàng thoát khỏi đòn hung ác của Trương Tử Hào. Này, anh bạn, Trương Tử Hào lao ra cửa theo quán tính. Nghe thấy Dương Tiêu hét lên, Trương Tử Hào xoay người nhanh chóng muốn tấn công lại. Tuy nhiên, Dương Tiêu hoàn toàn không cho Trương Tử Hào cơ hội thứ hai. Ngay lúc Trương Tử Hào quay lại, chân phải của Dương Tiêu đã hóa thành một bóng ma đá mạnh vào ngực Trương Tử Hào. Trương Tử Hào trợn to hai mắt, còn chưa kịp né tránh, Dương Tiêu đã đá vào ngực anh ta ngay tại chỗ, một lực rất lớn đá anh ta bay ngay tại chỗ. Am! Dưới cái nhìn của Bạch Du Tĩnh, cơ thể của Trương Tử Hào giống như một con diều đứt dây đập vào bức tường trong hành lang. Phụt phụt! Vừa tiếp đất, thân thể Trương Tử Hào dâng trào nôn ra một ngụm máu tươi. Thật sự gặp quỷ! Hồn vía của Trương Tử Hào đều rét run, anh ta cảm nhận được rõ ràng Dương Tiêu là con nhà luyện võ. Không quan tâm đến nội thương, Trương Tử Hào đâu dám ở lại, anh ta ôm ngực lập tức chạy chồm. Dương Tiêu không thèm đuổi theo Trương Tử Hào, anh quay đầu nhìn Bạch Du Tĩnh, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Bạch Du Tĩnh đang đờ đẫn. Dương Tiêu cởi khăn trên miệng Bạch Du Tĩnh, cười nói, cô Bạch, cô không bị kinh hãi chứ? Anh, sao anh lại tới đây? Bạch Du Tĩnh sững sờ nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu bất lực duỗi tay, mặc dù cô Bạch có thành kiến với tôi, nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn, tôi không thể thấy chết không cứu, đúng không? Nhìn thấy dáng vẻ chân thành của Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh khẽ cắn môi, gương mặt xinh đẹp hơi xấu. Vào thời điểm quan trọng chính Dương Tiêu là người đã cứu cô ta thoát khỏi biển lửa, điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Bạch Du Tĩnh. Cảm ơn, cuối cùng Bạch Du Tĩnh nói ra hai chữ. Dương Tiêu lập tức giúp Bạch Du Tĩnh mở trói. Đều là bạn bè cả, đừng khách sáo với tôi, à, cô Bạch bây giờ cô vẫn sẽ quay lại tòa nhà Quỳnh Lâu chứ? Ừ, trở về đi, cảm xúc của Bạch Du Tĩnh rất tệ. Trương Tử Hào phát điên đến mức cho người bỏ thuốc vào trà, sau đó cho người bắt cóc cô ta nhằm xâm hại, điều này khiến Bạch Du Tĩnh không ngờ tới. Vốn cô ta đã rất ghét Trương Tử Hào, xảy ra chuyện như vậy khiến Bạch Du Tĩnh hoàn toàn căm ghét Trương Tử Hào đến tận xương tủy. Hội nghị thẩm định đá quý này chỉ được tổ chức 3 năm một lần, Bạch Du Tĩnh không muốn bỏ lỡ, hơn nữa cô ta đã sắp xếp từ trước, không thể vì những điều này mà kế hoạch bị hủy trong chốc lát. Cô ta cũng muốn mượn hội nghị thẩm định đá quý này nâng cao danh tiếng tập đoàn trang sức Bạch Thức của mình ở thành phố Trung Nguyên. Chật vật chạy trốn, lau vết máu đỏ trên khóe miệng, Trương Tử Hào chửi rủa quay trở lại tòa nhà Quỳnh Lâu. Nhìn thấy Trương Tử Hào xanh xao, người phụ nữ gợi cảm kinh ngạc hỏi, Tử Hào, anh sao vậy? Không phải bây giờ anh nên cuồng hoan với cô Bạch sao? Vừa rồi Trương Tử Hào cho người bắt cóc Bạch Du Tĩnh, người phụ nữ gợi cảm biết rất rõ ràng. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Trương Tử Hào, người phụ nữ gợi cảm đã bị sốc. Ừng ực, Trương Tử Hào uống hai ly nước, hai mắt như nứt ra nói, đừng nhắc tới nữa, khốn kiếp, bị tên khốn Dương Thiếu kia phá, vừa rồi tôi bị tên danh con kia đá nôn ra máu. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Tử Hào, anh yên tâm. Đợi lát nữa tôi sẽ thu xếp thủ hạ đến dạy dỗ tên nhóc đó. Người phụ nữ gợi cảm trầm giọng nói. Vào lúc này, sau khi sửa soạn lại quần áo Bạch Du Tĩnh và Dương Tiêu quay trở lại tòa nhà Quỳnh Lâu. Ngay khi bước vào hội trường, Dương Tiêu đã cảm nhận được sự căm ghét mãnh liệt từ Trương Tử Hào, thấy Trương Tử Hào đang trừng mắt nhìn anh với ánh mắt phẫn uất từ trên lầu 2 như một con rắn độc. Bạch Du Tĩnh cũng nhìn chằm chằm vào Trương Tử Hào, gương mặt cô ta lạnh cóng. Giống như một trận bão tuyết vào tháng 2. Dương Tiêu nhìn lên, ánh mắt dừng trên người phụ nữ gợi cảm bên cạnh Trương Tử Hào hỏi, cô Bạch, người phụ nữ bên cạnh Trương Tử Hào là ai? Ý anh là người mặc váy đen, Bạch Du Tĩnh trầm xuống nói. Dương Tiêu đáp, đúng. Người phụ nữ này tên là Vương Na, vốn là diễn viên tuyến 18 đẳng cấp thấp. Vương Na dựa vào sắc đẹp của mình quyến rũ Trương Vân Trạch người đứng đầu nhà họ Trương. Vì Vương Na, Trương Vân Trạch người đứng đầu nhà họ Trương không ngần ngại ly hôn với vợ của mình, cưới Vương Na làm chính thất. Bạch Du Tĩnh thấp giọng nói. Nghe xong, đầu óc Dương Tiêu như biến thành hồ nhão. Người phụ nữ này là chính thất của người đứng đầu nhà họ Trương. Vậy chẳng phải là mẹ kế trên danh nghĩa của Trương Tử Hào sao? Suýt chút nữa tam quan của Dương Tiêu sắp tan vỡ. Nhìn thấy vẻ mặt của Dương Tiêu thay đổi lớn, Bạch Du Tĩnh kinh ngạc nói, có vấn đề gì à? Anh không biết chuyện này sao? 2 năm trước,
vì chuyện này Trương Vân Trạch người đứng đầu nhà họ Trương phải chịu nhiều chỉ trích. Nếu không phải nhà họ Trương bị Tiền gia chèn ép tin tức tiêu cực, e rằng 2 năm trước sản nghiệp nhà họ Trương đã chịu đả kích lớn. Tôi thật sự không biết chuyện này. Dương Tiêu ngượng ngùng cười lễ phép. 2 năm trước, anh còn ở trong nhà họ Đường, còn bị mắng là phế vật, Dương Tiêu cũng không tìm hiểu gì về thế giới bên ngoài. Vừa rồi Dương Tiêu còn tưởng rằng người này là người yêu của Trương Tử Hào, không ngờ lại là mẹ kế của Trương Tử Hào, chuyện này thú vị thật. Nếu để Trương Vân Trạch người đứng đầu nhà họ Trương biết con trai của ông ta hưởng chung một người phụ nữ với mình, không biết ông ta có bùng nổ tức giận tại chỗ không? Dương Tiêu biết Bạch Du Tĩnh tức giận khó mà nguôi ngoai, anh cười đùa nói, cô Bạch, cô muốn nguôi giận không? Khiến Trương Tử Hào này thân bại danh liệt. Khiến Trương Tử Hào thân bại danh liệt, chỉ dựa vào anh, Bạch Du Tĩnh nhìn Dương Tiêu với ánh mắt chất vấn. Không phải Bạch Du Tĩnh không tin Dương Tiêu, mà là nhà họ Trương là một gia tộc hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Dương Tiêu cười thần bí, đúng vậy, cô chỉ cần chuẩn bị máy tính là đủ. Nhìn kỹ Dương Tiêu, thấy Dương Tiêu không giống nói đùa, Bạch Du Tĩnh nghi ngờ gật đầu. Những gì Trương Tử Hào làm hôm nay hoàn toàn khiến Bạch Du Tĩnh nổi giận, nếu không phải sợ nhà họ Trương là một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, Bạch Du Tĩnh thật sự muốn dạy dỗ Trương Tử Hào một trận. Bạch Tổng, bu ỏi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Thư ký tiến lên nhắc nhở Bạch Du Tĩnh. Dương Tiêu tò mò hỏi, đấu giá? Đấu giá gì? Hội nghị đá quý trong phòng triển lãm này chỉ là một phần của sự kiện thẩm định đá quý. Điểm nổi bật thực sự là đấu giá. Tất cả những viên đá bên trong đều là loại đá tốt nhất, mỗi viên đều có giá trị rất lớn. Dương Tiêu đã cứu cô ta, thái độ của Bạch Du Tĩnh dành cho Dương Tiêu cũng đã tốt lên rất nhiều. Dương Tiêu chợt nhận ra, nhìn Bạch Du Tĩnh, vậy, hay cô dẫn tôi đi tham quan thử? Có lẽ tôi có thể giúp được chuyện gì? Bạch Du Tĩnh không từ chối. Những người có thể tới địa điểm đấu giá đều là những nhân vật lớn ở thành phố Trung Nguyên. Vừa mới tới địa điểm đấu giá, hầu hết chỗ ngồi đã chật kín người dày đặc. Bạch Du Tĩnh không thích náo nhiệt, cùng Dương Tiêu ngồi vào ghế sau. Nghe nói tiết mục cuối là nguyên liệu thô để vương xanh lục, nhưng không biết có phải thật hay không. Một doanh nhân giàu nơi khác thấp giọng nói. Người anh em, tin tức là thật. Chúng tôi đến đây là vì Ngọc Phỉ Thúy đế vương xanh lục này. Một doanh nhân lớn cười khẽ. Dương Tiêu đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa những người đấu giá này. Đế vương xanh lục, đây là Ngọc Phỉ Thúy tốt nhất, không có cái thứ hai. Ngọc Phỉ Thúy mà Cung Thiên Tề chuẩn bị cho lễ mừng thọ của bà cụ Đường lần trước tuy không quá lớn, nhưng rất có giá trị. Cho dù nhìn trên toàn thế giới, đế vương xanh lục cũng không phổ biến, đặc biệt là trang sức được đánh bóng bằng đế vương xanh lục là cực kỳ đắt tiền. Vẻ mặt Bạch Du Tĩnh trịnh trọng, lần này cô ta đến cũng là vì miếng Ngọc Phỉ Thúy này, loại ngọc cực phẩm này rất hấp dẫn đối với những người làm nghề kinh doanh châu báu như họ. Ngồi ở hàng đầu tiên, Trương Tử Hào chế nhạo, Bạch Du Tĩnh, đồ đĩ. Dám đem thằng dế nhũi này tới đây. Tốt nhất là thằng dế nhũi này đừng đấu giá, nếu không tôi sẽ khiến anh vô cùng xấu hổ. Là cậu chủ của nhà họ Trương, một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên, Trương Tử Hào giàu có phú quý, bố anh ta đã giao toàn bộ quyền lực của sự kiện đá quý lần này cho Trương Tử Hào, điều này đủ chứng tỏ Trương Vân Trạch rất coi trọng Trương Tử Hào. Đúng 10 giờ, một ông già phong trần, xương sẩu cầm cây búa nhỏ chậm rãi bước xuống. Ông già cười ấm áp, các vị Mộ Dung Lãng tôi sẽ không giới thiệu quá nhiều. Hầu hết tất cả các vị ở đây đều là những gương mặt lão làng. Mọi người đều biết rất rõ phong cách đấu giá của ông già này. Chúng ta đi thẳng vào chủ đề ngày hôm nay. Nhiều doanh nhân lớn ở hiện trường mỉm cười, ông già là nhà đấu giá số 1 ở thành phố Trung Nguyên, có địa vị nổi bật trong giới đấu giá, về cơ bản tất cả mọi người ở hiện trường đều biết Mộ Dung Lãng. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc đồng phục mang nguyên liệu thô đầu tiên ra đấu giá. Nâng tấm vải đỏ lên, ông già nói, miếng đá thô này rất lớn, sau khi kiểm tra, trong đó có chứa ngọc phỉ thúy đích thực. Giá khởi điểm là 100.000 tệ. 150.000 tệ. Lời nói của ông già vừa rơi xuống, một thương nhân châu báu trực tiếp ra giá. 180.000 tệ. Một giọng nói khác vang lên. 200.000 tệ. Chỉ trong chốc lát, miếng đá thô này đã được đấu giá với giá cao ngất ngưỡng 200.000 tệ. Mặc dù Dương Tiêu chưa bao giờ chơi đá quý, nhưng anh đã nghe nói nhiều, viên ngọc phỉ thúy này là ngọc tầm trung hoặc cấp trung. Phải nói rằng miếng đá thô này quả thực không hề nhỏ, tạo cho người khác cảm giác đã rất nặng. Dương Tiêu mở mắt rồng muốn xem thành phần bên trong của miếng đá thô này, không nhìn thì không biết,
vừa nhìn Dương Tiêu đã giật mình. Nhìn kỹ một chút, viên ngọc phỉ thúy băng chủng này là thứ yếu. Thật ra bên trong ẩn chứa một viên ngọc phỉ thúy lớn, ngọc phỉ thúy bên trong gần như chảy ra màu xanh lục. Với sự hiểu biết của Dương Tiêu về phỉ thúy, màu sắc của phỉ thúy bên trong, sợ là có thể vô giá. 300.000 tệ, người cuối cùng do dự hô lên một cái giá. Ra giá 300.000 tệ, hội trường to lớn bỗng chốc im lặng. Đối với ngọc phỉ thúy băng chủng, vừa nhìn là có thể thấy kích thước của ngọc không thể đánh giá bằng bên ngoài, 300.000 tệ cho viên đá thô đã là giới hạn. Ông già liếc nhìn cảnh tượng hô lên, 300.000 tệ lần 1, còn ai đưa giá cao hơn không? 300.000 tệ lần 2. 350.000 tệ. Ông già còn chưa nói xong, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nghe thấy giá này, rất nhiều người tại hiện trường đều tập trung ánh mắt vào Dương Tiêu. Bạch Xu Tĩnh giật mình, cô ta nhìn Dương Tiêu, 350.000 tệ. Anh biết không, dựa vào màu sắc của miếng đá thô này, chẳng đáng giá chút nào. Không sao cả, mặc kệ là lãi hay lỗ vui vẻ là được. Dương Tiêu cười nhẹ. Ông già tiếp tục hét lên, 350.000 tệ lần thứ nhất. 500.000 tệ, đột nhiên, Trương Tử Hào gân cổ hét lên. 500.000 tệ, không phải chứ. Khi lời nói của Trương Tử Hào rơi xuống, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc. Ở hiện trường có rất nhiều chuyên gia thẩm định đá quý, bọn họ có ánh mắt cay độc, dựa trên kinh nghiệm của họ, miếng đá thô này căng lắm là 300.000 tệ. Trương Tử Hào nhìn Dương Tiêu khiêu khích, dế nhũi, đấu với tôi, anh có tư cách gì? Mặc cho thua lỗ, chỉ cần có thể khiến Dương Tiêu ăn quả đắng, Trương Tử Hào không quan tâm đến số tiền chỉ 100.000 tệ này. 1.000.000 tệ, Dương Tiêu trực tiếp tăng giá lên gấp đôi. 1.000.000 tệ, hội trường vang lên tiếng cảm thán. Hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng Dương Tiêu điên rồi, 1.000.000 tệ không phải số tiền nhỏ, ở trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là sẽ lỗ. Bạch Xu Tĩnh lộn xộn nói, anh hiểu đá quý không? Anh thật sự muốn chọc tức tôi à? Tin tôi, Dương Tiêu ôm ngực cười nói. Bạch Xu Tĩnh tức giận trợn mắt, tôi tin cái đầu quỷ anh, 1.000.000 tệ, anh có 1.000.000 tệ không? Tiền của anh là do gió thổi tới à? Lúc này, Bạch Xu Tĩnh cho rằng Dương Tiêu cố ý, mục đích là để đối đầu với Trương Tử Hào. Một miếng băng chủng 1.000.000 tệ, trước khi đi ra ngoài tên dế nhũi này quên uống thuốc sao? Trương Tử Hào, khít mũi, anh ta ngừng đấu giá, gài Dương Tiêu mấy 100.000 tệ, Trương Tử Hào cảm thấy vui vẻ. Tất cả mọi người đều lắc đầu, cho rằng Dương Tiêu hồ đồ, không ai biết Dương Tiêu đã phát hiện ra miếng đá thô này là cặp ngọc phỉ thúy. Giành được miếng đá thô đầu tiên, những miếng đá thô khác tiếp tục xuất hiện, nhiều doanh nhân giàu có đua nhau báo giá. Dương Tiêu biết miếng đá thô mình giành được chỉ là món khai vị, phần tiếp theo mới là điểm nhắn. Ánh mắt của Bạch Xu Tĩnh rất chính xác, cô ta đã liên tiếp lấy được một vài miếng đá thô có tiềm năng rất lớn. Là người tổ chức hội nghị thẩm định đá quý, Trương Tử Hào rất hào phóng, mua rất nhiều miếng đá thô. Cuối cùng, một miếng đá thô đế vương xanh lục không to không nhỏ xuất hiện, mọi người đều tỏ vẻ cảm thán. Ngọc phỉ thúy đế vương xanh lục là loại ngọc cao quý ở khắp mọi nơi trên thế giới. 80% doanh nhân giàu có tại hiện trường đổ xô đến vì đế vương xanh lục. Chỉ trong vòng 10 giây, miếng đá thô đế vương xanh lục này đã được bán đấu giá 30.000.000 tệ. 31.000.000 tệ, Bạch Xu Tĩnh ra giá. Trương Tử Hào quyết tâm đoạt được ngọc phỉ thúy đế vương xanh lục này, anh ta hét lớn một tiếng, 40.000.000 tệ. 40.000.000 tệ, không hổ danh là cậu chủ của một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, quả nhiên ra tay rất hào phóng. Một đám người cảm thán. 40.000.000 tệ, không ai ra giá nữa, ngay cả Bạch Xu Tĩnh cũng bó tay. Bọn họ chỉ nhìn thấy lớp bề mặt của miếng đá thô này đúng là ngọc phỉ thúy đế vương xanh lục. Nhưng bằng mắt thường họ không thể phát hiện ra kích thước của đế vương xanh lục bên trong. Nếu miếng ngọc phỉ thúy đế vương xanh lục này nhỏ, thì bọn họ sẽ mắt sạch. Đối với bất kỳ doanh nhân châu báu nào 40.000.000 tệ này không phải là con số nhỏ, có thể so sánh với một gia tộc hạng ba hàng đầu. Ai dám tranh với tôi? Sau khi báo giá 40.000.000 tệ, Trương Tử Hào đắc thắng nói. 50.000.000 tệ. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, đột nhiên vang lên một giọng nói cực kỳ không hòa thuận. Trong chốc lát, một nhóm người lại tập trung nhìn vào Dương Tiêu. 50.000.000 tệ không phải là số tiền nhỏ, thêm nữa Trương Tử Hào nhất định phải đoạt được miếng đá thô đế vương xanh lục này, hiển nhiên hai người này sẽ có một cuộc đấu giá đỉnh cao. 50.000.000 tệ, anh đến đây gây chuyện à hai? Nghe thấy Dương Tiêu ra giá,
Bạch Du Tĩnh gần như suy sụp. Phải biết rằng miếng đá thô này có kích thước trung bình, cho dù Ngọc Phỉ Thúy Đế Vương xanh lục bên trong cũng không quá nhỏ, phải gia công hoàn hảo thì mới bảo đảm được giá thành sẽ không bị lỗ. Nếu là nguyên liệu Ngọc Phỉ Thúy tinh khiết, Đế Vương xanh lục có mức 40 triệu tệ đã là giá trên trời. Suy cho cùng, trong quá trình gia công, chế tác trang sức xảy ra hư hỏng, chưa nói đến chuyện tiền mất tật mang, 40 triệu tệ sẽ đổ sông đổ biển. Vốn dĩ tham gia vào lĩnh vực châu báu đã vô cùng rủi ro, theo quan điểm của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu chỉ đang gây chuyện. Dương Tiêu cười nói, không sao, chơi vui là được. Chơi, anh lại dám nói chơi. Nhiều tiền như vậy mà anh lại thản nhiên nói chơi. Bạch Du Tĩnh hoàn toàn suy sụp. Khi miếng đá thô cuối cùng xuất hiện, Dương Tiêu mở mắt rồng nến kiểm tra nó. Chỉ là miếng Ngọc Phỉ Thúy Đế Vương xanh lục bên trong rất nhỏ, không đáng bao nhiêu. Vừa rồi mình mua miếng đá thô chứa băng chủng đã bị Trương Tử Hào gài, Dương Tiêu cũng không phải là người chịu thua thiệt, anh có thể thấy Trương Tử Hào đã quyết tâm giành lấy miếng đá thô Đế Vương xanh lục này, cho nên đây là đòn phản công của Dương Tiêu đối với Trương Tử Hào. Anh gài tôi mấy trăm nghìn tệ, thì tôi sẽ gài anh hàng chục triệu tệ. Nghe thấy Dương Tiêu lại ra giá như vậy, Trương Tử Hào càng tức giận hơn, một thằng ré nhưỡi như anh mà dám ra giá với tôi. 60 triệu tệ. Thì ngay sau khi anh ta vừa rút lời, tất cả các doanh nhân giàu có tại hiện trường đều bị sốc. Bỏ 60 triệu tệ ra mua một miếng đá thô Đế Vương xanh lục, hành động này đơn giản là quá điên rồ. Người thẩm định bên cạnh Trương Tử Hào nhanh chóng nói, cậu chủ, đừng hấp tấp, miếng đá thô này không đáng bao nhiêu. Hừ, ông thì biết cái gì, người tranh nhau một hơi thở, Phật tranh nhau một nén nhang, 60 triệu tệ thì tính là gì? Trương Tử Hào lạnh lùng nói. Bởi vì Dương Tiêu mà hôm nay anh ta rất mất mặt, còn bị Dương Tiêu đá, càng không nói đến trong lòng Trương Tử Hào hận Dương Tiêu đến mức nào. 70 triệu tệ, Dương Tiêu thờ ơ nói. 80 triệu tệ, sau khi Dương Tiêu đưa ra giá, Trương Tử Hào lập tức ra giá theo. Điên rồi, hai người này điên rồi. Nhìn thấy hai người đối đầu nhau, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều ngắn ra. Dương Tiêu vui vẻ nói, 90 triệu tệ. Còn theo. Sắc mặt Trương Tử Hào run lên một lúc. Mặc dù anh ta không thiếu tiền, nhưng anh ta không phải là một kẻ ngốc, anh ta đã đập hàng chục triệu vào đó, như vậy thì chẳng khác nào một kẻ ngốc còn gì. Lúc này, đột nhiên Trương Tử Hào nghĩ đến cốt truyện trong các tiểu thuyết giả tưởng trước đây của mình, mỗi lần trong cuộc đấu giá nhân vật chính sẽ thêm một chút, cuối cùng lại bị nhân vật phản diện gài bẫy. Suy đi nghĩ lại, đầu óc của Trương Tử Hào chợt sáng lên, anh ta cười điên cuồng, 90.010.000 tệ. Số tiền đấu giá tối thiểu là 10.000 tệ, Trương Tử Hào đã thêm giá khởi điểm. Anh ta quyết định đợi đến khi Dương Tiêu ra giá 100 triệu tệ thì anh ta sẽ không theo nữa, gài Dương Tiêu một cái bẫy lớn. 90.010.000 tệ lần thứ nhát. Sau vài giây im lặng, ông già hét lên. Tuy nhiên, Dương Tiêu đang đấu giá với Trương Tử Hào lại đột nhiên ngừng nói. Trong chốc lát, trong lòng Trương Tử Hào dâng lên một dự cảm, không lẽ mình bị gài bẫy. Nhìn thấy nụ cười đùa giỡn trên gương mặt của Dương Tiêu, trong lòng Trương Tử Hào lộp bộp một tiếng nhận ra rằng mình đã bị gài bẫy. 90.010.000 tệ lần thứ hai, chúc mừng Trương Tử Hào, cậu chủ Trương. Ông già cầm lấy búa đấu giá nện xuống bàn. Ôi! Sau lời nói cuối cùng, hội trường đấu, giá rộng lớn đã sôi động lên, không ai ngờ Trương Tử Hào thực sự đã bỏ ra hơn 90 triệu tệ để có được miếng đá thô Đế Vương xanh lục này. Trương Tử Hào tức đến mức méo mũi. Đột nhiên anh ta đứng lên trừng mắt nhìn Dương Tiêu, danh con, mẹ nó mày dám gài tao. Gài anh, cậu chủ Trương hiểu lầm gì à? Tôi có qua có lại thôi. Dương Tiêu cười xấu xa. Có qua có lại. Nghĩ đến đây, Trương Tử Hào tức giận suýt nôn ra máu. Vừa nãy anh ta gài Dương Tiêu mấy trăm nghìn tệ, trong nháy mắt tên khốn kia đã lừa mình mấy chục triệu tệ, không nói đến lúc này trái tim của Trương Tử Hào đang điên cuồng như thế nào. Lúc này gương mặt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh muốn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Vậy mà Dương Tiêu đã gài Trương Tử Hào theo cách này, điều này thực sự khiến cô ta cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Hừ, không phải chỉ hơn 90 triệu tệ thôi sao? Đáng bao nhiêu đâu, có lẽ trong đó có một miếng đế vương xanh lục lớn, gia công thành trang sức sẽ có trị giá 100 triệu tệ. Trương Tử Hào tự an ủi. Vốn dĩ anh ta định dùng tình tiết trong tiểu thuyết giả tưởng gài bẫy Dương Tiêu. Ai biết lại bị Dương Tiêu gài lại, Trương Tử Hào chưa bao giờ nghĩ Dương Tiêu sẽ không đánh bài theo lẽ thường. Dương Tiêu trêu chọc, vậy thì tôi chúc cậu chủ Trương may mắn nhé.
mở miếng đá thô đế vương xanh lục ra cho tôi. Trên mặt Trương Tử Hào xuất hiện máy vạch đen hét lên. Muốn mở ra sao? Nghe vậy, đám người có mặt tại hiện trường đều tập trung ánh mắt vào miếng đá thô đế vương xanh lục này. Thân là miếng đá thô, nhiều người có mặt tại hiện trường đã đến đây là vì miếng đá thô đế vương xanh lục này. Mọi người đều muốn xem đế vương xanh lục ở bên trong miếng đá thô đế vương xanh lục này lớn như nào. Dương Tiêu chỉ cười không nói lời nào, vừa nãy anh mới dùng mắt rồng nến phát hiện ra đế vương xanh lục bên trong đó rất nhỏ, nhỏ đến mức đáng thương, ước chừng gia công thành đồ trang sức cũng không đáng bao nhiêu. Một chuyên gia mài đá chuyên nghiệp lập tức bước tới mài đá cho Trương Tử Hào. Khi Dương Tiêu chuẩn bị thanh toán miếng đá thô mà anh đã đấu giá được, thì nhân viên nội bộ nói với anh rằng Bạch Du Tĩnh đã thanh toán xong. Dương Tiêu dở khóc dở cười, tôi nói này cô Bạch, không cần đến mức như vậy chứ. Anh có tiền không? Đó là 1 triệu tệ. Bạch Du Tĩnh không nóng không lạnh nói. Theo quan điểm của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu không giàu, chắc chắn không thể đưa ra được 1 triệu tệ. Vừa nãy Dương Tiêu gài Trương Tử Hào một hố, khiến Bạch Du Tĩnh nở mày nở mặt, đây coi như là phần quà đáp lại Dương Tiêu. Được rồi, Dương Tiêu sờ mũi. Anh không thể nói với Bạch Du Tĩnh rằng trong tài khoản của mình có hơn 10 tỷ tệ, đúng không? Đợi lát nữa lấy đế vương xanh lục ra, sẽ làm mù mắt chó của mày. Trương Tử Hào liếc mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu giễu cợt nói, ồ, tôi thật sự rất mong chờ. Hừ, Trương Tử Hào tỏ vẻ kiêu ngạo. Anh ta đã tưởng tượng đợi lát nữa lấy ra được một miếng đế vương xanh lục thật to khiến toàn bộ khán giả phải chấn động. Bạch Du Tĩnh cũng rất mong đợi liệu miếng đá thô đế vương xanh lục này có thể khiến cô ta ngạc nhiên hay không. Tuy nhiên, trong sự mong đợi của mọi người, chuyên gia mài đá ra với tốc độ nhanh nhát, chỉ thấy một miếng đế vương xanh lục có kích thước bằng trứng chim bồ câu. Đậu xanh rau má, không phải chứ? Nhìn thấy miếng đế vương xanh lục này chỉ bằng trứng chim bồ câu, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Nếu chỉ lớn như thế này, căng hết cỡ làm mặt dây chuyền đế vương xanh lục thì cũng chỉ có 30 triệu tệ. Nói cách khác, trong trường hợp bán Trương Tử Hào sẽ lỗ ít nhất hơn 60 triệu tệ. Mài, tiếp tục mài cho tôi, có lẽ bên trong còn có một miếng đế vương xanh lục lớn khác. Trương Tử Hào điên cuồng hét lên. Trương Tử Hào có thân phận tôn quý, chuyên gia mài đá không dám lơ là, tiếp tục mài, khi miếng đá thô này đã hoàn toàn bị mài hết, chẳng thấy bóng dáng đế vương xanh lục nào đâu cả. Làm sao có thể, nhìn chằm chằm vào đống đá thô trống rỗng, Trương Tử Hào như hứng chịu tiếng sét đánh giữa trời quang, trên mặt lộ ra vẻ bàng hoàng. Đế vương xanh lục này chỉ có kích thước bằng trứng chim bồ câu. Nếu gia công thành đồ trang sức cũng không đáng bao nhiêu. Đúng vậy, lần này cậu chủ Trương lỗ lớn rồi. Cũng may. Vừa rồi tôi không tiếp tục đấu giá, nếu không ngay cả quần đùi cũng không có mà mặc. Đánh cược trên đá rất mạo hiểm. Đặc biệt là với loại nguyên liệu thô đỉnh cao này, rủi ro càng lớn. Một nhóm người lắc đầu thở dài. Chết tiệt, phổi của Trương Tử Hào như muốn nổ tung. Vốn dĩ bị Dương Tiêu gài đã vô cùng mất mặt, lại mở ra miếng đế vương xanh lục rất nhỏ, bây giờ khuôn mặt già của Trương Tử Hào hoàn toàn không chịu nổi. Nhìn thấy Trương Tử Hào đang vô cùng u ám, Dương Tiêu cười nói, cậu chủ Trương, xem ra vận may của anh cũng chẳng đâu vào đâu cả, khiến tôi mong chờ vô ích. Trong lòng Bạch Du Tĩnh rất thoải mái, Trương Tử Hào mất mấy chục triệu tệ, khiến cô ta nguôi ngoai được cơn giận. Một thằng dế nhu ưỡi như mày còn dám cười nhạo tao. Chẳng phải mày vừa mua miếng đá thô rác rưởi nhất sao? Đắc ý cái nỗi gì? Trương Tử Hào tức giận khi nghe thấy lời châm chọc của Dương Tiêu. Dương Tiêu giễu cợt nói, miếng đá thô rác rưởi nhất. Cậu chủ Trương chắc chắn như vậy. Chẳng thế còn gì, Trương Tử Hào tức giận, khinh thường nhìn Dương Tiêu. Những thương nhân châu báu có mặt tại hiện trường cũng lắc đầu, không ai lạc quan về Dương Tiêu, ngay cả Bạch Du Tĩnh cũng không nói đỡ cho Dương Tiêu. Thường thì miếng đá thô đầu tiên được đưa ra đầu giá là món khai vị, để tăng thêm bầu không khí và chuẩn bị cho miếng cuối cùng. Dương Tiêu không thèm so đo với Trương Tử Hào, anh lấy miếng đá thô của mình ra đưa cho chuyên gia mài đá, thầy mài đá, phiền ông mài giúp tôi. Mài, chuyên gia mài đá sửng sốt. Điều đáng nói là mài đá nói chung được chia thành hai loại, loại phổ biến nhất là đá cắt và loại thứ hai là đá mài. Loại cắt rất đơn giản, đó là dùng các dụng cụ chuyên nghiệp cắt lên, cách này tuy đơn giản nhất nhưng rất dễ làm hỏng ngọc bên trong. Đá mài rất phiền phức, chuyên gia mài đá dùng công cụ mài, hiệu suất thấp nhất nhưng bảo vệ được ngọc tốt nhất. Dương Tiêu gật đầu, phiền ông. Chuyên gia mài đá nhìn Bạch Du Tĩnh,
có thể thấy Dương Tiêu có quan hệ với Bạch Du Tĩnh. Hiện nay Bạch Du Tĩnh là một nhân vật nổi tiếng trong ngành châu báu ở thành phố Trung Nguyên. Cho dù miếng đá thô này không có ngọc phỉ thúy, ông ta cũng không thể biểu hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt Bạch Du Tĩnh. Rác rưởi mà cũng cho rằng là bảo bối. Thật lãng phí thời gian của mọi người, Trương Tử Hào khinh thường nói. Khóe mắt đám thương nhân châu báu giật giật, bọn họ cũng cho rằng Dương Tiêu đang lãng phí thời gian. Trừ khi đó là ngọc phỉ thúy loại cao cấp hoặc loại thượng hạng mới cần phải mài, ngọc phỉ thúy cỡ trung bình thường được cắt trực tiếp. Loại nguyên liệu thô này thuộc loại băng chủng, mà loại băng chủng thuộc loại ngọc phỉ thúy trung bình. Dương Tiêu cười nhạt, không nói gì. Sau khi chuyên gia mài đá chuyên nghiệp mài xong, một miếng ngọc phỉ thúy lớn hơn trứng chỉm bồ câu một chút đã xuất hiện. Nhìn thấy loại ngọc phỉ thúy băng chủng này chỉ lớn hơn ngọc phỉ thúy đế vương xanh lục của mình một chút, Trương Tử Hào đột nhiên châm chọc nói, yo. Vậy mà nó chỉ lớn hơn của tao một chút, cho dù loại hàng hóa này được gia công hoàn mỹ thì giá bán trên thị trường cũng chỉ có 100.000 tệ, kiếp trước mày đã thắp hương cao rồi. Đúng vậy, nhóm thương nhân châu báu nhao nhao gật đầu. Miếng ngọc phỉ thúy băng chủng này thật sự nhỏ đến mức đáng thương, nó không có giá trị bao nhiêu. Bạch Du Tĩnh cũng thất vọng, cô ta còn tưởng Dương Tiêu có một con mặt phi thường, trong miếng đá thô này sẽ có gì kỳ lạ. Với giá đấu giá được là 1 triệu tệ, mức định giá đưa ra là 100.000 tệ, tức là lỗ toàn bộ 900.000 tệ. Dương Tiêu nhìn về phía chuyên gia mài đá, thầy mài đá, vất vả cho ông hãy tiếp tục giúp tôi. Còn mài, chuyên gia mài đá giật mình. Vẻ mặt có chút khó chịu. Một viên ngọc phỉ thúy trung bình thôi cũng đã lãng phí rất nhiều thời gian của ông ta, với kinh nghiệm nhiều năm của ông ta, mật độ màu của miếng đá thô này là trung bình, có một miếng ngọc phỉ thúy loại băng chủng đã tốt lắm rồi. Nhìn dáng vẻ của Dương Tiêu, như thể miếng đá thô này có cặp ngọc phỉ thúy, nhưng có rất ít miếng đá thô có cặp ngọc phỉ thúy. Bạch Du Tĩnh nói, thầy mài đá, mài đi. Bạch Du Tĩnh muốn xem trong bầu của Dương Tiêu bán loại thuốc gì. Chẳng lẽ trong miếng đá thô này thực sự có cặp ngọc phỉ thúy? Chưa thấy sông Hoàng Hà chưa từ bỏ, thứ rác rưởi nho nhỏ này mà còn muốn tiếp tục mài. Thật nực cười. Trương Tử Hào chế nhạo. Việc Dương Tiêu mất 900.000 tệ khiến Trương Tử Hào vui sướng không thôi, đánh chết Trương Tử Hào cũng không tin trong đó có ngọc phỉ thúy. Dương Tiêu nghiền ngẫm nói, đừng đắc ý quá sớm, nhỡ mục nát biến thành thần kỳ thì sao? Biến mục nát thành thần kỳ, danh con. Mày đang nằm mơ vẫn chưa tỉnh à? Trương Tử Hào khinh thường nói. Đi thôi, đi thôi. Không ít thương nhân châu báu có mặt cũng mất kiên nhẫn, xoay người bỏ đi. Tuy nhiên, ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, chuyên gia mài đá thốt lên, lại xuất hiện màu xanh lục. Cái gì, lại xuất hiện màu xanh lục? Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của chuyên gia mài đá, đám thương nhân châu báu lập tức quay lại chờ xem. Nhìn chăm chú thì thấy trong miếng đá thô này có một màu xanh ngọc bích đậm màu xuất hiện trước ánh mắt của mọi người. Cái này, là đế vương xanh lục sao? Ánh mắt của đám thương nhân châu báu kinh hãi. Gương mặt hoàn mỹ của Bạch Du Tĩnh cũng vô cùng kinh ngạc, đế vương xanh lục. Đúng vậy, đây chính là đế vương xanh lục. Cặp ngọc phỉ thúy, trời ạ, trong miếng đá thô này thực sự có cặp ngọc phỉ thúy, vậy mà chúng ta đều nhìn nhầm. Trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng. Không ai ngờ rằng lại có cặp ngọc phỉ thúy được cất giấu trong lớp miếng đá thô như vậy. Điều quan trọng nhất là miếng ngọc phỉ thúy thứ hai lại là vương giả đề vương xanh lục. Đề vương xanh lục, Trương Tử Hào cứng đờ, trong mắt trọn lên suýt nữa rơi ra ngoài. Trên mặt Dương Tiêu lộ ra một nụ cười hấp dẫn, lúc nãy anh không chắc đó có phải là đế vương xanh lục hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy Trương Tử Hào mở ra một miếng đế vương xanh lục bằng trứng chim bồ câu, Dương Tiêu đã chắc chắn, anh rất may mắn có được đế vương xanh lục cùng loại. Xác nhận bên trong là đế vương xanh lục, chuyên gia mài đá trông có vẻ trang nghiêm, cẩn thận mài viên đá. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng một mảng đế vương xanh lục hơn bao cát cũng đã xuất hiện. Sau khi rửa sạch đế vương xanh lục bằng nước sạch, chuyên gia mài đá đặt ngọc phỉ thúy lên một chiếc khăn trắng trợn mắt há hốc mồm nói, thật không thể tin được trong miếng đá thô này lại ẩn chứa một miếng ngọc phỉ thúy lớn như vậy. Một miếng lớn như vậy, nguyên liệu ngọc phỉ thúy đế vương xanh lục tinh khiết này đáng giá không ít tiền đúng không? Nếu gia công bán ra sẽ dễ dàng bán được hàng trăm triệu tệ. Mọi người có mặt tại hiện trường đều ngắn ra. Một ông già vỗ ngực nói, không ngờ ông già này thẩm định nhiều năm như vậy mà lại có thể nhìn nhầm. Đúng vậy, ai mà biết trong một miếng đá thô lại có một miếng đế vương xanh lục lớn như vậy? Một đám người thổn thức.
Những người vừa nãy không coi trọng Dương Tiêu đều lộ vẻ xấu hổ, Đề Vương Xanh Lục, chấn động toàn hội trường. Trương Tử Hào mở to miệng, mí mắt nhảy loạn xạ, không thể tin rằng miếng đá thô bình thường này đã thực sự biến mục nát thành thần kỳ. Xem ra vận may hôm nay của tôi không tệ, giọng điệu Dương Tiêu nhẹ như mây bay. Nghe vậy, nghĩ đến thái độ khinh thường của mình vừa nãy, Trương Tử Hào chỉ cảm thấy có một cái tát tát vào mặt, khiến anh ta rất xấu hổ. Một miếng đá thô 1 triệu tệ mở ra Đế Vương Xanh Lục trị giá hàng 100 triệu tệ. Một miếng đá thô hơn 90 triệu tệ lại mở ra một miếng Đế Vương Xanh Lục bằng trứng chim bồ câu. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người khác xa một trời một vực. Miếng Đế Vương Xanh Lục này có một màu duy nhất, rất xanh, chất nhờn màu xanh lục, gần như nhỏ ra nước, là màu tốt nhất của Đế Vương Xanh Lục. Này người anh em, bán nguyên liệu Đế Vương Xanh Lục này với giá 50 triệu cho tôi, thế nào? Một ông già trực tiếp nói. Ngay sau đó, một thương nhân châu báu lên tiếng, ông già này, ông ghê tởm ai vậy? Miếng Đế Vương Xanh Lục cực phẩm này ông chỉ đưa ra giá 50 triệu tệ. Người anh em, tôi đưa cho cậu 60 triệu tệ, cậu suy nghĩ xem. Chỉ 60 triệu tệ thì đã là cái thá gì? 70 triệu tệ, một người khác hét lên. PT nghe thấy trong nháy mắt giá đã lên cái giá trên trời 70 triệu tệ, nhiều người hít thở không khí. Không khỏi sửng sốt trước sự ra tay hào phóng của những doanh nhân giàu có này. Đừng quên, đây chỉ là nguyên liệu thô Đế Vương Xanh Lục chưa qua gia công. Hiện trường không thiếu những thẩm định viên đá quý có ánh mắt cay độc, có thể thấy được Đế Vương Xanh Lục này không đơn giản, nếu được xử lý hoàn mỹ, chắc chắn có thể bán được hàng 100 triệu tệ trong một nhà đấu giá tầm cỡ thế giới. Trương Tử Hào như bị hứng chịu 10.000 điểm sát thương, sắc mặt của anh ta trở nên xanh mét. Mình mua miếng đá thô Đế Vương Xanh Lục hơn 90 triệu tệ bị thua thiệt lớn, nhưng Dương Tiêu chỉ dùng 1 triệu tệ thôi đã kiếm được một đống tiền, không cần phải nói lúc này khuôn mặt của Trương Tử Hào xấu đến mức nào. Dương Tiêu cười nói, thực xin lỗi, miếng Đế Vương Xanh Lục này thuộc sở hữu của cô Bạch. Thuộc sở hữu của tôi, Bạch Du Tĩnh kinh ngạc nói. Dương Tiêu cười nhẹ, đúng vậy, cô thanh toán tiền, đương nhiên miếng đá thô này thuộc về cô, mở ra được Đế Vương Xanh Lục thì đương nhiên cũng là của cô. Nhưng, Bạch Du Tĩnh muốn giải thích. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói, không nhưng nhị gì hết, cô Bạch, của cô thì sẽ là của cô. Bạch Du Tĩnh cực kỳ thông minh, cô ta biết Dương Tiêu đang giúp cô ta tăng độ nổi tiếng cho tập đoàn trang sức Bạch Thức, nên Bạch Du Tĩnh không nói nhiều. Ôi, tiếc thật đấy, nhiều người thở dài lắc đầu. Khi Đế Vương Xanh Lục này ở trong tay Bạch Du Tĩnh, bọn họ muốn mua nó sẽ khó như lên trời. Đồng hành là kẻ thù của nhau. Bạch Du Tĩnh không tốt bụng đến mức chuyển Đế Vương Xanh Lục qua tay bọn họ. Khi mọi người giải tán, Bạch Du Tĩnh cảm kích nói, cảm ơn, chờ lát nữa miếng Đế Vương Xanh Lục này sẽ được trả lại cho anh. Không cần, giữ lại đi, giao cho tôi cũng vô dụng, thà rằng đưa cho cô ra công bán với giá tốt. Dương Tiêu cười nhẹ nói, dù Đế Vương Xanh Lục có tốt, có giá trị đến mấy, nhưng Dương Tiêu thực sự không thiếu chút tiền này. Nếu anh muốn thì chỉ cần gọi một cuộc gọi sẽ có một lượng lớn Đế Vương Xanh Lục được gửi đến cho anh. Bạch Du Tĩnh không động tâm với Đế Vương Xanh Lục cực phẩm này thì chắc chắn là giả, Bạch Du Tĩnh gật đầu nói, được. Vậy tôi sẽ nhận, sau khi gia công bán xong, tôi sẽ chia lợi nhuận cho anh, bảo đảm sẽ kiếm được nhiều hơn miếng đá thô mà anh mua. Ok, Dương Tiêu cũng không khách sáo. Mặt Bạch Du Tĩnh ửng hồng, cô ta nhìn Dương Tiêu nhắc nhở, anh đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ không chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình. Ha, nghe thấy lời nói này của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Đến lúc này mà Bạch Du Tĩnh vẫn cho rằng mình lấy lòng cô ta, cho. Rằng mình có mục đích. Đáng tiếc là Bạch Du Tĩnh thực sự đã suy nghĩ quá nhiều, anh yêu Đường Mộc Tuyết, sở dĩ anh giúp Bạch Du Tĩnh vì Bạch Nguyên Kiệt nhờ. Khi cuộc đấu giá kết thúc, sự kiện đá quý cũng kết thúc theo. Trước khi bức màn kết thúc, hầu hết tất cả các thương nhân châu báu có mặt tại hiện trường, cũng như các nhân vật có máu mặt đều tập trung tại một hội trường lớn. Sau khi đấu giá, Trương Tử Hào thay quần áo khác ra đại diện. Sự kiện đá quý này là do nhà họ Trương, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên tổ chức, tự nhiên người nhà họ Trương sẽ lên sân khấu tổng kết. Giờ phút này, trên mặt Trương Tử Hào tràn đầy ánh sáng đỏ, là cậu chủ nhà họ Trương, thay mặt nhà họ Trương đứng lên diễn thuyết. Vì để tổng kết kết thúc anh ta đã soạn bài cẩn thận. Mục đích là muốn tạo bất ngờ cho toàn hội trường. Dương Tiêu nhìn Bạch Du Tĩnh, cô Bạch, máy tính mà tôi nhờ cô chuẩn bị cho tôi đâu? Anh định làm gì? Bạch Du Tĩnh ngạc nhiên hỏi. Dương Tiêu cười nói,
không phải vừa nãy tôi đã nói với cô rồi sao? Khiến Trương Tử Hào thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt, Bạch Du Tĩnh nghi ngờ nhìn Dương Tiêu. Vừa nãy ở địa điểm đấu giá Bạch Du Tĩnh cho rằng đó đã là thủ đoạn của Dương Tiêu đánh trả Trương Tử Hào, nhưng không ngờ lúc này màn trình diễn hay mới chính thức bắt đầu. Dương Tiêu thúc giục, đừng chậm chạp nữa, xem kịch hay là chính. Được, Bạch Du Tĩnh nháy mắt, thư ký lập tức đưa một chiếc máy tính xách tay cho Dương Tiêu. Dương Tiêu bật máy tính, lấy điện thoại di động ra gửi video vào máy vi tính, sau đó tay Dương Tiêu bay nhanh, gõ ra một mã lập trình. Cùng lúc đó, Trương Tử Hào lấy một ổ USB đưa vào đa phương tiện, mở tài liệu và chuẩn bị phát biểu. Lúc này, rất nhiều người đã nhìn Trương Tử Hào với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhìn trong toàn bộ gia tộc họ Trương, thế hệ mới mạnh nhất trong gia tộc không ai khác chính là Trương Tử Hào, cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ ở Trung Nguyên. Lúc mở tài liệu ra, Trương Tử Hào nhìn Dương Tiêu khiêu khích, như thể Dương Tiêu là dế nhũi không bao giờ có thể bước lên sân khấu, càng không nói đến sẽ được phát biểu trong dịp quan trọng như vậy. Không tệ, nhìn thấy khí chất phi thường của con trai, Trương Vân Trạch người đứng đầu nhà họ Trương ngồi ở hàng ghế đầu hài lòng gật đầu. Ngồi bên cạnh Trương Vân Trạch là Vương Na người phụ nữ gợi cảm, hai người họ thể hiện thân phận độc đáo và cao quý của mình tại hiện trường. Tuy nhiên, thời điểm Trương Tử Hào mở tài liệu ra, màn hình đa phương tiện chợt lóe sáng, tài liệu mà Trương Tử Hào chuẩn bị cẩn thận đã biến thành một đoạn video. Cái quái gì vậy? Nhìn thấy tài liệu biến thành video, Trương Tử Hào vô thức bấm vào video. Không có màn dạo đầu, sao lại có đức hạnh giống như bố của mình vậy? Lát nữa anh muốn làm hại cô gái nhà nào? Anh còn làm được không? Tại thời điểm video được mở ra, đột nhiên vang lên một giọng nói gợi cảm. Để tôi hòa hoãn 10 phút. Vẫn sẽ như cũ bước vào trận đấu, bớt nói nhảm mau cởi quần đi. Sau đó, một giọng nam đột nhiên vang lên. Nghe thấy hai giọng nói này, tất cả mọi người tại hiện trường đều ngước mắt lên khóa mắt nhìn màn hình đa phương tiện lớn. Chỉ nhìn thấy trên màn hình lớn là một video, một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi trên chiếc Bentley dần dần bắt đầu cuồng hoan. Quần áo trên người phụ nữ chưa cởi, còn người thanh niên kia nửa mở nửa đóng. Ở hiện trường đều là người trưởng thành. Ai mà không biết đôi nam nữ kia làm chuyện xấu hổ ở trong xe. Nhưng sao giọng nói của người phụ nữ và người đàn ông này lại quen thuộc đến vậy? Do bãi đậu xe ngầm tương đối mờ, có cửa sổ ô tô chắn tầm nhìn nên hình ảnh video rất mờ. Đột nhiên, một người ngạc nhiên nói, sao hai người này lại quen thuộc như vậy? Hình như là Trương Tử Hào cậu chủ Trương và Vương Na cô vợ đương nhiệm của Trương Vân Trạch chủ nhà họ Trương. Ôi địch, anh nói vậy trông cũng giống thật. Hình như là hai người đó, mọi người xem biển số xe Bentley đi, không sai, đây là chiếc Bentley của Vương Nai. Cái gì, người trong xe là Trương Tử Hào và Vương Na. Vương Na là mẹ kế của Trương Tử Hào, sao bọn họ có thể làm chuyện như thế? Đây là loạn luân. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong toàn bộ khán đài đều bùng nổ. Đây không phải là mình sao? Nhìn chằm chằm vào video đa phương tiện, đồng tử của Trương Tử Hào co lại. Khuôn mặt đầy kinh hoàng. Nghiệt chướng, Trương Vân Trạch chủ nhà họ Trương vừa nhìn thoáng qua đã biết thân phận của hai người trong xe. Trương Tử Hào nhìn xuống hàng ghế đầu, cảm nhận được cơn ớn lạnh toát ra từ trên người Trương Vân Trạch, Trương Tử Hào sợ tới mức toàn thân rùng mình, một cơn ớn lạnh từ gót chân đi thẳng lên đỉnh đầu. Vương Na người phụ nữ gợi cảm ngồi bên cạnh Trương Vân Trạch chủ nhà họ Trương cực kỳ hoảng sợ. Cô ta không thể tin được trên màn hình đa phương tiện lớn lại đang chiếu hình ảnh cô ta và Trương Tử Hào vụng trộm. Trương Vân Trạch tức giận, ông ta túm lấy quần áo của Vương Na giận dữ hét lên, đồ đĩ, dám làm chuyện vô sỉ vụng trộm sau lưng tôi. Lúc này, mắt Trương Vân Trạch đỏ ngầu. Năm đó để cưới Vương Na, ông ta không ngần ngại ly hôn với người vợ kết tóc, bị người dân ở Trung Nguyên chỉ trích. Điều khiến Trương Vân Trạch càng tức giận hơn là Vương Na lại dám cặp kè với con trai mình. Đã vậy còn được phát sóng trước công chúng. Đây là muốn tạo phản sao? Hừ, Trương Vân Trạch, nếu không phải của ông ngắn nhỏ yếu, mỗi lần đều không kiên trì nổi 2 phút, tôi sẽ cặp kè với Tử Hào chắc. Nếu mọi chuyện đã bại lộ, Vương Na cũng không thèm che đậy hét lên. Mỗi lần đều không kiên trì nổi 2 phút, nghe vậy, nhiều người có mặt tại đây không nhịn được bật cười. Hai mắt Trương Vân Trạch bừng bừng lửa giận, ông ta biết Vương Na nói ngay tại chỗ đã khiến ông mất hết mặt mũi. Đối với một người đàn ông, điều sợ nhất là bị người khác nói của mình ngắn nhỏ yếu, có thể ví von như một sự xấu hổ của đàn ông. Chát! Trong khoảnh khắc tiếp theo,
Trương Vân Trạch đã tát vào mặt Vương Na một cái. Vương Na làm sao có thể chịu được lực mạnh như vậy, cô ta trực tiếp ngã xuống đất. Hai mắt Trương Vân Trạch như nứt ra, phát tay hét lên, trông chừng cô ta kỹ cho tôi, lát nữa tôi sẽ dạy dỗ con đĩ này xô. Vâng, nhóm vệ sĩ của Trương Vân Trạch đồng thanh hét lên. Ngay sau đó, Trương Vân Trạch tức giận nhìn Trương Tử Hào. Nhìn thấy Trương Vân Trạch phát điên, sắc mặt Trương Tử Hào tái mét, anh ta đâu dám do dự lao thẳng ra bên ngoài hội trường. Nghiệt chướng, mày còn muốn chạy? Trương Vân Trạch tức giận hét lên. Má ơi, sự việc bại lộ nhìn thấy bố mình nổi giận, Trương Tử Hào sợ hãi suýt tè ra quần. Bịch, ngay lúc Trương Tử Hào co giò bỏ chạy, Trương Vân Trạch bước lên đá vào lưng Trương Tử Hào. Dưới một lực rất lớn, Trương Tử Hào mất trọng tâm, anh ta ngã xuống đất, ngã như một con chó gặm bùn. Trương Vân Trạch sắp bùng nỏ, cô vợ nhỏ của ông ta lại ở cùng với con trai ông ta, điều này khiến ông ta vô cùng mất mặt, khuôn mặt già nua của ông ta hoàn toàn mất sạch. Trương Tử Hào sợ hãi nói, bó, bó, bố nghe con giải thích, bố nghe con giải thích đã. Giải thích, mọi chuyện đã như vậy, mày còn có thể giải thích cái gì? Trương Vân Trạch cởi đôi giày ra, đánh về phía mặt Trương Tử Hào. Trương Tử Hào là người luyện võ, anh ta đứng dậy đẩy Trương Vân Trạch chạy trốn một lần nữa. Trương Vân Trạch bị Trương Tử Hào đẩy suýt ngã bệt xuống đất, tức giận nói, ngăn thằng nghiệt chướng này lại cho tôi. Tất nhiên thân thủ của Trương Tử Hào không bình thường, nhưng nhóm thuộc hạ của Trương Vân Trạch không ăn chay, một nhóm người bước lên cùng xử lý Trương Tử Hào gọn lẹ. Chạy, nghiệt chướng mày chạy tiếp đi, Trương Vân Trạch nắm chặt hai tay. Trong lòng Trương Tử Hào vô cùng hoảng loạn, bố, mọi chuyện không như bố thấy đâu, hãm hại, đúng vậy, chắc chắn là có người đổ tội hãm hại con. Đổ tội hãm hại, tao đánh hỏng cháu trai rùa đen của mày. Trương Vân Trạch rút đôi giày da của mình, đánh tới tấp vào mặt Trương Tử Nhiễm. Bóp 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 bóp. Trong chốc lát, chỉ thấy gương mặt già nua của Trương Vân Trạch hung dữ đánh tới tấp vào mặt Trương Tử Hào. Dưới sự chứng kiến của mọi người, khuôn mặt Trương Tử Hào từ tái nhợt đến tím tái rồi từ tím thành đen, cuối cùng là màu đen thành tím đen, miệng Trương Tử Hào trào ra máu. Tao đánh chết mày thằng súc sinh. Trương Vân Trạch tức giận nổi điên. Không, a à, không, giọng nói nguyên gốc thê lương thảm thiết của Trương Tử Hào vang lên khắp khán đài. Trương Vân Trạch phát điên, dường như muốn đánh chết Trương Tử Hào. Nhìn thấy Trương Tử Hào đang hấp hối, một số người không bình tĩnh, họ không thể nhìn Trương Tử Hào bị đánh chết tại chỗ, đúng không? Lão Trương, cũng đủ rồi, cũng đủ rồi. Một người bước lên. Trương Vân Trạch nổi nóng hét lên, đừng cản tôi, đừng cản tôi. Tôi phải đánh chết thằng khốn kiếp này, nếu biết trước sẽ như thế này thì năm đó tao nên ném mày vào chảo dầu, tao đánh hỏng cháu trai rùa đen của mày. Lão Trương, đừng hấp tấp, Tử Hào còn nhỏ, chẳng qua bị bốc đồng thôi. Một đám người bước lên kéo Trương Vân Trạch. Nếu không phải có một đám người ngăn cản Trương Vân Trạch, thì e rằng hôm nay Trương Tử Hào sẽ bị đánh chết. Trương Tử Hào như được miễn tội, hai mắt tối sầm, nằm liệt trên mặt đất như một con chó chết. Nhìn Trương Tử Hào buồn khổ. Dương Tiêu cười đùa, đã nói để anh thân bại danh liệt thì sẽ khiến anh thân bại danh liệt thật. Bạch Xu Tĩnh che đôi môi đỏ mọng gợi cảm của mình, cô ta biết sau sự việc này, Trương Tử Hào sẽ thực sự kết thúc. Ở cùng vợ của bố mình, đã hoàn toàn chà đạp lên uy thế của gia đình giàu có, hơn nữa Trương Vân Trạch không chỉ có một mình Trương Tử Hào là con trai, sợ rằng sau này địa vị của Trương Tử Hào ở trong nhà họ Trương sẽ giảm mạnh, địa vị cậu chủ của anh ta chắc chắn sẽ bị tước bỏ. Một khi mất đi thân phận là cậu chủ nhà họ Trương, Trương Tử Hào bước ra khỏi cửa sẽ hoàn toàn là một trò đùa, cả đời này cũng đừng mong ngóc đầu lên. Bạch Xu Tĩnh nhìn vào máy tính, thấy máy tính xách tay đang thao tác đa phương tiện, phát hình ảnh. Bạch Xu Tĩnh kinh ngạc hỏi, anh, sao anh làm được? Anh lấy đâu ra đoạn video giám sát này? Ha, Trương Tử Hào cũng thật xui xẻo, vừa nãy anh ta vụng trộm với Vương Na trong xe thì bị tôi vô tình nhìn thấy. Vốn tôi còn chưa muốn để anh ta thân bại danh liệt, ai biết thằng này bị mỡ lợn làm mù mắt, dám có ý đồ xấu động tay động chân với cô, tôi không thể tha thứ được. Dương Tiêu cười nhẹ nhàng. Nghe vậy, hai má Bạch Xu Tĩnh đỏ bừng, trong lòng dâng lên một dòng chảy ấm áp. Bạch Xu Tĩnh nghiền răng nghiền lợi, sau đó thái độ lạnh lùng, cảm ơn. Tôi rất cảm kích anh đã giúp tôi xả giận, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận anh. Dương Tiêu cười khổ, mình thật sự không có ý đó. Mình quan tâm đến Bạch Xu Tĩnh là vì Bạch Nguyên Kiệt, không hề liên quan gì đến Bạch Xu Tĩnh. Lúc này tâm trạng Bạch Xu Tĩnh rất phức tạp,
lớn như vậy cô ta rất ít được người khác giới quan tâm, Dương Tiêu lại là một người thực sự quan tâm đến cô ta. Tuy nhiên, Dương Tiêu đã kết hôn, cô ta không có tình cảm với Dương Tiêu, chỉ đơn giản là cảm kích. Trò hề bắt đầu thì hội nghị đá quý này cũng kết thúc tại đây. Vừa ra khỏi tòa nhà Quỳnh Lâu, thì thấy một chiếc xe cảnh sát đang từ từ đen gân dừng lại trước mặt Dương Tiêu và Bạch Du Tĩnh. Ngay sau đó, Hình Kiến mặc đồng phục bước xuống xe. Cục trưởng Hình, Bạch Du Tĩnh bất ngờ nói. Hình Kiến lịch sự mỉm cười, chào cô Bạch. Sau đó Hình Kiến nở nụ cười nhìn Dương Tiêu, cậu Dương, chúc mừng. Chúc mừng, tôi có gì mà đáng chúc mừng? Dương Tiêu nghi ngờ hỏi. Hình Kiến cười nói, đương nhiên là chúc mừng cậu Dương đã được vinh danh là một trong 10 người nổi bật nhất năm nay ở thành phố Trung Nguyên. Không lẽ cậu Dương không biết sao? Hả, 10 người nổi bật nhất Trung Nguyên? Tôi không biết, Dương Tiêu sửng sốt. Hình Kiến cười ha ha nói, xem ra cậu Dương ít khi để ý đến diễn đàn chính thức. Lúc trước xảy ra vụ nổ khí đốt tự nhiên ở thành phố cũ, cậu Dương đã vào cứu người bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, sau đó dựa vào năng lực tinh thần không sợ hãi phát hiện vụ video của cửa hàng đồ lót. Trong vài ngày qua, lại lẻn vào đầm rồng hang hồ hạ gục sòng bạc đại phú hào hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên. Nếu cậu Dương không thể trở thành 10 nhân vật nổi bật nhất năm nay của thành phố Trung Nguyên, thì còn có ai có thể trở thành tấm gương nổi bật? Không phải chứ, Dương Tiêu ngắn ra. Anh vào biển lửa cứu người là có lý do, phát hiện bị quay lén trong cửa hàng bán đồ lót là một sự trùng hợp, hạ gục được sòng bạc đại phú hào là do Dương Tiêu không quen nhìn bọn xã hội đen tác oai tác quái. Trước sự ngạc nhiên của Dương Tiêu, anh đã trở thành một trong 10 nhân vật nổi bật nhất ở thành phố Trung Nguyên. Mà Bạch Du Tĩnh đang đứng ở bên cạnh, dường như bị trúng một tiếng sét, cô ta nhìn Hình Kiến nói với vẻ nghi ngờ, cục trưởng Hình, ông. Ông nói người anh hùng vô danh đã cứu mọi người khỏi vụ nổ khí đốt tự nhiên trong thành phố cũ là Dương Tiêu. Đúng vậy, cô Bạch có nghi ngờ gì sao? Hình Kiến hỏi. Bạch Du Tĩnh sững sờ tại chỗ, nếu Dương Tiêu là anh hùng thầm lặng cứu người thoát khỏi biển lửa, thì chẳng phải Dương Tiêu là người cô ta thích sao? Trời ạ! Nghĩ đến đây, mặt Bạch Du Tĩnh lập tức đỏ bừng, trên mặt lộ rõ tâm hồn thiếu nữ. Nhìn dáng vẻ vô hại của Dương Tiêu, não của Bạch Du Tĩnh trống rỗng. Nhìn dáng vẻ vô hại của Dương Tiêu, não của Bạch Du Tĩnh trống rỗng. Hình Kiến giao tiếp với Bạch Du Tĩnh không ít, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy gương mặt Bạch Du Tĩnh lộ ra vẻ tâm hồn thiếu nữ. Trong ấn tượng của ông ta, Bạch Du Tĩnh luôn là hình tượng của một nữ chủ tịch thanh cao, lạnh lùng. Cô Bạch, cô bị sao vậy? Hình Kiến ngạc nhiên hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh xấu hổ đến mức sắp chảy nước, cô ta nhìn Dương Tiêu hỏi. Anh thật sự là anh hùng vô danh đã cứu người thoát khỏi biển lửa ở thành phố cũ sao? Ừ, chắc là vậy, Dương Tiêu chớp mắt. Nghe được câu trả lời của Dương Tiêu, trong lòng Bạch Du Tĩnh vô cùng xấu hổ, trước đây cô ta rất khinh thường Dương Tiêu, đồng thời cô ta đã nói nhiều lần trước mặt Dương Tiêu rằng người cô ta thích là anh hùng vô danh cứu người khỏi biển lửa trong thành phố cũ. Điều mà Bạch Du Tĩnh không ngờ là hóa ra Dương Tiêu lại là anh hùng vô danh, người mà cô ta thích. Nghĩ đến mình đối xử lạnh lùng với người trong lòng mình, Bạch Du Tĩnh xấu hổ chỉ muốn tìm một chỗ chui xuống. Đặc biệt là cách đây 2-3 tiếng, cô ta còn nói cho dù Bạch Du Tĩnh tôi bị xe tông chết, đói chết, nhảy lầu cũng sẽ không thích anh. Nhớ lại cảnh tượng đó, trong lòng Bạch Du Tĩnh sụp đổ cực độ, cô ta thật sự không ngờ lời cảnh cáo lại ứng nghiệm lên người mình. Đúng vậy, từ lâu Bạch Du Tĩnh đã coi anh hùng vô danh cứu người trong biển lửa là hình mẫu lý tưởng của mình. Từ khi còn nhỏ, Bạch Du Tĩnh đã thích kiểu đàn ông dám làm dám chịu, tinh thần đàn ông thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mối tình đầu thời trung học đó đã khiến Bạch Du Tĩnh tổn thương sâu sắc, khiến Bạch Du Tĩnh càng kiên định vào niềm tin hơn. Anh, sao anh có thể xấu như vậy? Hai mắt Bạch Du Tĩnh đỏ hoe. Đột nhiên Dương Tiêu trở thành người trong lòng của cô ta, Bạch Du Tĩnh ngắn ra tay chân luống cuống, cô ta không biết phải đối mặt với Dương Tiêu như thế nào. Vẻ mặt Dương Tiêu bối rồi, tôi xấu. Đây là chuyện gì? Anh xấu chết đi được. Bạch Du Tĩnh đỏ mặt, thẹn thùng trừng mắt nhìn Dương Tiêu, dậm chân, hai tay ôm má nóng rực xấu hổ chạy khỏi hiện trường, đâu còn có dáng vẻ chủ tịch lạnh lùng thanh cao. Đó hoàn toàn là một hình ảnh ngượng ngùng của một cô gái trẻ mới bắt đầu tình yêu của mình trước mặt nam thần. Nhìn thấy Bạch Du Tĩnh xấu hổ bỏ đi, Hình Kiến sững sờ, giơ ngón tay cái lên với Dương Tiêu, cao, cậu Dương cậu thật cao tay. Cục trưởng Hình, ông đừng nói đùa. Dương Tiêu nở một nụ cười gượng gạo. Từ đầu đến cuối,
Dương Tiêu không định nói với Bạch Du Tĩnh rằng anh là anh hùng vô danh đã cứu mọi người ra khỏi biển lửa, mục đích là để tránh tình huống xấu hổ. Ai biết vận mệnh trêu người, anh lại được chọn vào một trong 10 người nổi bật nhất ở thành phố Trung Nguyên, điều này khiến cho thân phận của anh bị bại lộ. Bây giờ thật xấu hổ, chắc hẳn Bạch Du Tĩnh cho rằng mình trêu đùa cô ta, mục đích là để xem chuyện cười của cô ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hình Kiến nở nụ cười của một người lão làng, hiểu, tôi hiểu, cậu Dương tôi đến đây để làm việc, nên tôi đi trước. Được, tôi cũng đi về. Dương Tiêu bắt lực nhún vai. Bên trong biệt thự của bà cụ Đường. Đường Hạo và Đường Dĩnh ngồi đối diện với bà cụ Đường, sắc mặt Đường Hạo ảm đạm nói, bà nội, chúng ta không thể để cho Đường Mộc Tuyết phát triển như vậy, nếu theo tốc độ tiến bộ của Đường Mộc Tuyết, thì e rằng sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Trong 2 ngày qua, Đường Mộc Tuyết bàn bạc được thêm 2 hợp đồng lớn, khiến Đường Hạo cảm thấy hoàn toàn khủng hoảng. Đúng vậy bà nội, đã đến lúc phải ra tay với con đi Đường Mộc Tuyết này. Đường Dĩnh phụ họa. Gương mặt già nua của bà cụ Đường ngập tràn vẻ không hài lòng, khi nghĩ đến Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết bà ta cảm thấy ớn lạnh. Trong khoảng thời gian này, hai người họ đã đối đầu với bà ta ở khắp mọi nơi, cháu trai và cháu gái của bà đã suýt chết ở Tây Song Bản Nạp trong chuyến du lịch gia đình. Chưa kể bà cụ Đường đã ghét bọn họ đến mức nào. Hơn nữa, Đường Mộc Tuyết cũng không phải cháu ruột của bà ta, nếu Đường Mộc Tuyết khống chế thế lực của nhà họ Đường, thì chẳng phải cuối cùng nhà họ Đường sẽ trở thành nhà họ Dương sao? Suy cho cùng, đứa con của Đường Mộc Tuyết họ Dương, là con của Dương Tiêu, bà ta sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Bà cụ Đường từ tốn nói, hai anh em các cháu có biện pháp gì hay không? Thấy bà cụ Đường quan tâm, Đường Dĩnh kích động nhìn Đường Hạo. Đường Hạo tàn nhãn nói, bà nội, chuyện này đơn giản thôi, trực tiếp giảm bớt quyền lợi của Đường Mộc Tuyết. Ồ, giảm bớt như thế nào? Bà cụ Đường hỏi. Bây giờ Đường Mộc Tuyết đã là tổng giám đốc của tập đoàn Y Dược Đường Nhân, lại được Lý Minh Hiên chống lưng, việc lay chuyển được Đường Mộc Tuyết không phải là chuyện dễ dàng. Đường Hạo giễu cợt nói, muốn giảm bớt quyền lợi của Đường Mộc Tuyết rất đơn giản, trực tiếp ra tay từ khách hàng của Đường Mộc Tuyết. Chỉ cần Đường Mộc Tuyết mắt khách hàng. Cô ta chẳng khác gì một tên tôm tép nhãi nhép. Ra tay từ khách hàng, đôi mắt già nua của bà cụ Đường đột nhiên sáng lên. Phải nói rằng trong thời gian Đường Mộc Tuyết làm giám đốc bộ phận marketing của tập đoàn Y Dược Đường Nhân, cô đã giành được nhiều đơn hàng lớn. Nói trắng ra, gần một nửa số đơn đặt hàng lớn trong nội bộ của công ty đều do Đường Mộc Tuyết đảm nhận một mình. Đường Dĩnh nói, đúng vậy bà nội, bà nghĩ xem, Đường Mộc Tuyết không có tài nguyên khách hàng cũ. Địa vị trong nhà họ Đường của cô ta nhất định sẽ giảm xuống, lương cơ bản một tháng chỉ là 1.800 tệ. Khi chúng ta nắm giữ tất cả tài nguyên khách hàng ngoại trừ nhà họ Lý ở Đông Hải ra, chúng ta sẽ nhắm vào Lý Minh Hiên. Trụ sở chính của Đông Hải là ở khu vực Đông Hải. Cháu không tin chỉ vì Đường Mộc Tuyết mà Lý Minh Hiên sẽ bất chấp mọi giá chống lại nhà họ Đường chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đã ký hợp đồng, có bản hợp đồng. Tiền bồi thường cũng đủ để nhà họ Đường chúng ta nằm trong số những đại gia hạng nhất ở Trung Nguyên. Trên mặt bà cụ Đường tràn đầy vui mừng, bà ta rất tán thành lời nói của Đường Dĩnh. Không có tài nguyên của khách hàng, Đường Mộc Tuyết là một chỉ huy trống rỗng, không có gì cả. Lý Minh Hiên là một người ở địa phương khác, anh ta có thể tung ra sóng gió gì? Cùng lắm là cá chết lưới rách thưa kiện, bọn họ có hợp đồng, chỉ cần kiện ra tòa chắc chắn bọn họ sẽ thắng. Nhà họ Đường có trụ sở chính ở thành phố Trung Nguyên, nhà họ Lý có trụ sở chính ở Đông Hải, cho dù nhà họ Lý muốn trả thù nhà họ Đường cũng không phải dễ dàng. Muốn giành được khách hàng trong tay Đường Mộc Tuyết không phải chuyện dễ. Bà cụ Đường thở dài. Đường Hạo cười âm hiểm nói, bà nội, chuyện này không thành vấn đề. Nói cho tất cả khách hàng của Đường Mộc Tuyết biết Đường Mộc Tuyết là một người ngây thơ dễ dao động. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham lam sắc đẹp của Đường Mộc Tuyết. Đôi bên gây chuyện lật trò, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội. Tốt lắm, chuyện này giao cho hai anh em các cháu xử lý. Bà cụ Đường trầm giọng nói. Cần phải áp chế Đường Mộc Tuyết, bà cụ Đường thật sự không muốn nhìn thấy Đường Mộc Tuyết dù chỉ trong chốc lát. Về phần Lý Minh Hiên, có hợp đồng, bà ta hoàn toàn không sợ, cùng lắm là vạch mặt. Chỉ là một gia tộc ở nơi khác, bà ta không tin còn có thể tùy ý hung hăng càn quấy ở thành phố Trung Nguyên. Được sự cho phép của bà cụ Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh lập tức gọi điện cho tất cả những khách hàng mà Đường Mộc Tuyết đã giành được, nói với họ rằng Đường Mộc Tuyết là người bán thân, chỉ cần mở miệng là có thể chơi đùa. Đột nhiên, nhóm khách hàng mà Đường Mộc Tuyết giành được đã bị nổ tung.
Đờ mờ, còn có chuyện như vậy. Trước đây tôi cũng không biết. Khoan hãy nói, dáng người của Đường Mộc Tuyết thực sự hăng hái, nếu như có thể sảng khoái, nhất định sẽ có hương vị tuyệt vời. Mẹ kiếp, tôi đã nói Đường Mộc Tuyết là người bán thân từ lâu rồi, nếu không làm sao có thể thu phục được nhiều khách hàng lớn như vậy. Không được, tôi nhất định phải gửi tin cho cô ta. Tôi ký hợp đồng là vì sắc đẹp của Đường Mộc Tuyết, cuối cùng cơ hội này cũng đã đến. Một vị khách hàng lớn đã mê mệt Đường Mộc Tuyết từ lâu, trực tiếp gọi điện cho Đường Mộc, người đẹp nhỏ à, em có bận không? Có muốn thuê một phòng cùng vui vẻ không? Vương Tổng, anh gọi nhầm à? Đường Mộc Tuyết nhíu mày. Người này nghe vậy liền chế nhạo nói, Đường Mộc Tuyết, cô bớt giả vờ thuần khiết trước mặt tôi đi, ai không biết cô là người bán thân. Tôi đã thuê phòng xong rồi, Đường xây dựng khách sạn lớn Kim Tôn. Tôi sẽ đợi cô tới, nếu cô không đến thì cứ chờ tôi hủy hợp đồng đi. Nghe thấy tiếng cười thô bỉ, Đường Mộc Tuyết tức giận cúp điện thoại. Rung rung. Vừa cúp máy, lại có một cuộc gọi khác. Sau khi trả lời vài cuộc gọi, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết trở nên tái nhợt, tất cả các cuộc gọi đều muốn vui vẻ với cô. Điều này làm cho Đường Mộc Tuyết vô cùng suy sụp, cô thật sự không biết những khách hàng này bị kích thích gì. Vào buổi chiều, một vụ vi phạm hợp đồng đơn phương được gửi đến, Đường Mộc Tuyết cảm thấy mình giống như bị sét đánh. Cô không phải là một kẻ ngốc, suy nghĩ một chút Đường Mộc Tuyết biết có người đang giở trò sau lưng, cô thật sự không dám tin những khách hàng nói chuyện vui vẻ trước kia lại nhục nhã cô. Mộc Tuyết, có chuyện gì sao? Trạng vạng Dương Tiêu lái xe đến đón Đường Mộc Tuyết tan làm. Đường Mộc Tuyết nhìn thấy Dương Tiêu tất cả những ấm ức trong lòng cô tuôn ra, cô nhào vào trong vòng tay của Dương Tiêu, bật khóc, Dương Tiêu, em bị người ta bắt nạt. Em bị người ta bắt nạt, Mộc Tuyết, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Dương Tiêu đột nhiên cứng lại. Đường Mộc Tuyết là vảy ngược của anh, nghe thấy Đường Mộc Tuyết bị bắt nạt, trong lòng Dương Tiêu nổi lên lửa giận. Bây giờ, Dương Tiêu là chỗ dựa lớn nhất của Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết không hề che đậy nói cho Dương Tiêu biết mọi chuyện. Dương Tiêu nghe xong, vẻ mặt vô cùng u ám, còn có chuyện như vậy. Chắc chắn có người giở trò quỷ trong bóng tối. Em thật khó có thể tưởng tượng được bọn Vương Tổng hòa ái dễ gần kia lại đưa ra những yêu cầu quá đáng như vậy với em. Đường Mộc Tuyết tan nát cõi lòng không thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, số đối tác đưa ra đề nghị xấu hổ với cô đã lên tới 80%, một nửa trong số họ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Điều khiến Đường Mộc Tuyết không thể chấp nhận được là những ông chủ thanh lịch, dễ tính trước kia lại thực sự, có ý định làm loạn với cô. Cô cũng biết một khi mất đi những nguồn khách hàng này, địa vị trong nhà họ Đường của cô chắc chắn sẽ giảm. Dương Tiêu an ủi, Mộc Tuyết, anh đã biết chuyện này, em yên tâm, anh sẽ giúp em đòi một lời giải thích. Đòi một lời giải thích, nực cười, lúc này, Đường Hạo và Đường Dĩnh cùng nhau bước ra khỏi công ty. Nhìn thấy hai người, ánh mắt Dương Tiêu toát ra một tia lạnh như băng, anh nhìn Đường Hạo. Chuyện hôm nay là do hai anh em các người làm đúng không? Cái loại thủ đoạn thấp hèn này thật đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ, Dương Tiêu, một thằng phế vật như mày có tư cách gì mà chỉ này chỉ nọ bọn tao? Thương trường như chiến trường, khắp nơi đầy rẫy mưu mô lừa lọc. Đường Mộc Tuyết chỉ là chi thứ mà đòi kế thừa dòng dõi nhà họ Đường, ngu ngốc nằm mơ đi. Đường Hạo không hề giấu giếm gì. Bây giờ, bà cụ Đường đã đứng cùng một chiến tuyến với bọn họ. Hoàn toàn vạch mặt với Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Vì đôi bên phải có một người chết, nên đương nhiên anh ta không cần giấu giếm. Điều quan trọng nhất là họ đã lên kế hoạch chắc chắn, rất nhiều khách hàng của Đường Mộc Tuyết đã thay đổi quyết định, ký lại hợp đồng mới với Đường Hạo. Bên Lý Minh Hiên thì đã có hợp đồng, bọn họ không còn sợ hãi nữa. Nghe thấy lời thẳng thắn vô liêm sỉ của Đường Hạo, một loại hơi thở chết chóc mạnh mẽ tuôn ra từ trong cơ thể Dương Tiêu, nếu Đường Mộc Tuyết không có mặt. E rằng Dương Tiêu sẽ không dễ dàng buông tha cho hai anh em hung ác này. Đường Mộc Tuyết rất tức giận, các người không biết xấu hổ. Cô chịu khổ, nhưng không chịu nổi loại ấm ức này, đặc biệt là loại ấm ức bị người khác nhục mạ mình là người bán thân. Đường Mộc Tuyết, cô bớt tỏ vẻ thế này đi, cô bẩn hay không chẳng lẽ trong lòng cô không biết. Lý Minh Hiên, Lý Thần Chiến, cô đều có một chân đúng không? Chậc chậc. Đường Dĩnh chế nhạo. Dương Tiêu trầm giọng nói. Xem ra lần này các người hoàn toàn quyết tử một trận với bọn tôi. Quyết tử một trận, Dương Tiêu, mày thật sự đánh giá bản thân mình quá cao đấy. Mày chỉ là một kẻ vô dụng, không có Đường Mộc Tuyết mày chẳng là gì cả. Bây giờ chúng mày đã mất quyền lực, chúng mày có tư cách gì mà đấu với bọn tao? Đường Hạo kiêu ngạo thách thức. Đường Dĩnh nói tiếp, Đường Mộc Tuyết,
tôi không ngại nói với cô, lần này đều là ý của bà nội. Chỉ cần bà nội đứng ở bên chúng tôi, các người hoàn toàn xong đời. Muốn có được vị trí chủ nhà kế nhiệm của nhà họ Đường à, các người nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Các người, gương mặt ngọc xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tràn đầy xấu hổ và tức giận. Đặc biệt là hai bên xé rách mặt, đằng sau còn có bóng dáng của bà cụ Đường, đây là điều mà Đường Mộc Tuyết không muốn nhìn thấy. Dù sao đi nữa, bà cụ Đường cũng vẫn là bề trên, Đường Mộc Tuyết kính trọng bà ta, ai ngờ vì muốn nhắm vào mình bà cụ Đường lại cho phép Đường Hạo và Đường Dĩnh có thể dùng những thủ đoạn thấp hèn như vậy. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hai người, trong lòng Dương Tiêu có chút hối hận, nếu anh biết sẽ có chuyện, thì lẽ ra khi ở Tây Song Bản Nạp anh phải trực tiếp giết chết hai anh em hung ác này. Dương Tiêu vỗ vai Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, nói thêm cũng vô dụng, chúng ta đi thôi. Vâng, Đường Mộc Tuyết thất vọng bước lên xe. Nhìn Maserati chậm rãi rời đi, Đường Hạo khinh thường nói, hừ. Hai đứa khốn kiếp chúng mày không trụ nổi mấy ngày đâu. Đúng vậy, anh, ngày mai sau khi chúng ta ký hợp đồng mới với những khách hàng mà Đường Mộc Tuyết giành được, nhà họ Đường sẽ không còn chỗ đứng cho Đường Mộc Tuyết nữa. Đường Dĩnh âm hiểm nói. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, như thể Đường Mộc Tuyết đã bị nhà họ Đường trục xuất. Ngồi trên xe, tâm trạng Đường Mộc Tuyết xuống dốc không phanh, cô không dám tin tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay, không ngờ Đường Hạo và Đường Dĩnh lại không biết xấu hổ như vậy. Dương Tiêu thấp giọng nói, Mộc Tuyết, bọn họ đều là châu chấu không chịu nổi mấy ngày, tin anh sẽ khiến bọn họ trả giá gấp 10 lần những gì mà bọn họ đã làm với em. Vâng, Đường Mộc Tuyết tin tưởng Dương Tiêu vô điều kiện. Nghe vậy, trong lòng Đường Mộc Tuyết trở nên bình tĩnh hơn, chỉ cần có Dương Tiêu ở bên cạnh cô, Đường Mộc Tuyết tin tưởng tất cả mưa gió không phải là trở ngại gì. Về đến nhà, Dương Tiêu tận dụng lúc Đường Mộc Tuyết đang tắm rửa gọi điện cho Lý Thần Chiến, không phải bên anh có hacker hàng đầu sao. Tôi gửi cho anh một số thông tin của mấy người, anh tra rõ toàn bộ cả bối cảnh của bọn họ cho tôi, đặc biệt là những chuyện tình trăng hoa kia. Tôi hiểu thưa Điện Hạ, Lý Thần Chiến cung kính nói. Làm xong tất cả chuyện này, ánh mắt Dương Tiêu lóe lên, Đường Hạo, Đường Dĩnh và những khách hàng câu kê làm chuyện xấu, ngày mai chờ mà xem L. Chuyện Đường Mộc Tuyết bị bắt nạt thực sự khiến Dương Tiêu tức giận, vì Long Ngũ bị thương nên Dương Tiêu đẩy kế hoạch đã chuẩn bị sẵn đàn áp nhà họ Đường lùi lại mấy ngày. Không ngờ Đường Hạo, Đường Dĩnh, bà cụ Đường lại chủ động làm chuyện bậy bạ, không biết xấu hổ, đừng trách Dương Tiêu anh không khách sáo. Sau khi tắm rửa xong, cứ chốc chốc điện thoại của Đường Mộc Tuyết sẽ vang lên. Đường Mộc Tuyết nhìn cuộc gọi, rồi lại nhìn những tin nhắn đe dọa của khách hàng gửi đến, cô thực sự rất đau lòng. Mộc Tuyết, tắt máy đi ngủ đi, việc còn lại cứ giao cho anh. Dương Tiêu dịu dàng nói. Đường Mộc Tuyết gật đầu nhẹ nhàng, tắt điện thoại nằm trên giường, bình tĩnh lại tâm trạng bồn chồn. Lý Thần Chiến làm việc rất hiệu quả, rất nhanh đã có được thông tin mà Dương Tiêu muốn. Dương Tiêu dặn dò, kiểm tra xem ngày mai ai sẽ đến tập đoàn y dược Đường Nhân. Sau đó gửi tất cả thông tin tìm được cho gia đình bọn họ. Vâng, Lý Thần Chiến đáp. Làm xong những việc này, trên mặt Dương Tiêu lộ ra một nụ cười hấp dẫn, chơi lửa với tôi. Đáng tiếc, các người chỉ dẫn lửa thiêu thân. Ngày hôm sau, nhiều chiếc ô tô sang trọng đậu ở lối vào của tập đoàn y dược Đường Nhân, rất nhiều người mặc vest và đi giày tập trung trong phòng họp của nhà họ Đường. Chào buổi sáng, Vương Tổng, Đường Hạo ân cần chào hỏi trong phòng họp của nhà họ Đường. Một người đàn ông trung niên bụng phệ cười nói, Đường Tổng sớm. Không lâu sau, trong phòng họp có mấy chục bóng người, hầu hết đều là khách hàng lớn mà Đường Mộc Tuyết đã giành được, còn có người nhà của khách hàng đi cùng. Sau khi họ yêu cầu Đường Mộc Tuyết ngủ với họ và bị từ chối, tất cả những người này trở nên tức giận, muốn thay. Đổi người phụ trách hợp tác để trả đũa Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo đã sớm bàn bạc với những người hợp tác này, trên cơ sở vốn có để lại ưu đãi cho bọn họ. Những người này không cưỡng lại được đồng ý hợp tác với Đường Hạo. Điều mà Đường Hạo phải làm bây giờ là lại giới thiệu dược phẩm của nhà họ Đường cho các đối tác, hy vọng những đối tác này có thể tăng quy mô hợp tác, đồng thời ký kết hợp đồng mới. Nhìn thấy số lượng lớn khách hàng của Đường Mộc Tuyết đều tụ tập ở đây, trên mặt Đường Hạo tràn đầy vẻ đắc ý, anh ta tin chắc Đường Mộc Tuyết sẽ hoàn toàn mất đi chỗ đứng trong nhà họ Đường. Cùng lúc đó, Dương Tiêu ở trong phòng làm việc cầm máy tính xách tay của Đường Mộc Tuyết lạnh lùng nói, kiếm chuyện với tôi. Rất tốt, vậy thì hãy để cơn bão bùng phát dữ dội hơn. Cót két ngay sau đó, cửa phòng họp bị đẩy sang một bên, đi vào là bóng dáng của bà cụ Đường. Bà Đường chào buổi sáng, một nhóm đối tác đứng lên lịch sự nói.
Hiện nhà họ Đường là gia tộc đứng đầu hạng 2 ở thành phố Trung Nguyên, nhóm đối tác vẫn phải cho bà Đường thể diện tối thiểu. Hôm nay, người phụ trách hợp tác được chọn lại, bà cụ Đường phải đích thân có mặt để chứng minh tầm quan trọng của những đối tác này. Bà cụ Đường cười hiền hậu, mọi người chào buổi sáng, cảm ơn đã cho tôi mặt mũi, để Hạo Hạo là người phụ trách hợp tác mới. Nên làm, đều là chuyện nên làm, nhóm đối tác cười nói. Đường Hạo nhìn đồng hồ, nói nhỏ với bà cụ Đường, bà nội, cũng không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu đi, lát nữa các ông tổng còn phải xử lý chuyện của công ty. Ừ, cũng được, bà cụ Đường gật đầu. Nhóm đối tác đang ngồi dán mắt vào màn hình trong phòng họp của nhà họ Đường, họ muốn biết mức độ chiết khấu lần này mà nhà họ Đường sẽ cho họ là bao nhiêu. Ngả theo chiều gió, chỉ cần giá ưu đãi khiến họ cảm thấy hứng thú thì họ sẽ không thèm hợp tác với Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo tràn đầy năng lượng, bật đa phương tiện lên, hưng phấn nói, các ông chủ, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các vị hiệu suất và thị phần của dược phẩm mới phát triển của tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Đồng thời, tôi sẽ nói cho các vị biết về việc ký hợp đồng mới, mức chiết khấu mà nhà Đường có thể cho các vị. Đường Tổng, mời nói. Nhóm đối tác rất mong đợi. Tục ngữ nói, có tiền thì không làm đồ khốn kiếp, là thương nhân thì không gian không thương, bọn họ trông chờ vào sức mạnh mức ưu đãi mới của nhà họ Đường. Bão tố hoàn toàn bắt đầu rồi. Trong biệt thự đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh, Dương Tiêu cười lạnh nói. Ngay sau đó, tay của Dương Tiêu bay nhanh, anh gõ ra một loạt mã chương trình, lấy tốc độ bưng tai sét đánh hack hệ thống đa phương tiện của phòng họp tập đoàn Y, Dược Đường Nhân. Đường Hạo đỏ mặt, tối hôm qua anh ta đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch PPT. Sau khi hắng giọng, khi Đường Hạo mở PPT chuẩn bị phát biểu, trên PPT đột nhiên không có tư liệu mà anh ta chuẩn bị, chỉ thấy một hình ảnh lớn đập vào mắt mọi người. Nhìn kỹ vào màn hình, chỉ thấy một người đàn ông mập mạp, bụng phệ đè lên người một cô gái đang rong ruổi như điên. Đây không phải là Vương Tổng sao? Nhìn thấy bức ảnh này, mọi người trong phòng họp đều sửng sốt, tập trung vào một người đàn ông mập mạp. Đờ mờ, người đàn ông trung niên mặc vest nổ tung tại chỗ. Ánh mắt ông ta dán vào hình ảnh trên đa phương tiện, cả người không còn bình tĩnh nữa. Vương Tổng thật sự biết chơi. Ha ha ha, khuôn mặt của nhóm đối tác đều mang dáng vẻ của một tay chơi lão làng. Sau khi bị mọi người chế giễu, người đàn ông trung niên bụng phệ không nhịn được. Trước mặt rất nhiều người, hình ảnh xấu hổ của ông ta và em gái nhỏ bị tung ra, điều này rõ ràng không phải làm ông ta xấu hổ sao. Mặt mũi người đàn trung niên bụng phệ tối sầm lại, dùng sức vỗ xuống bàn tức giận trừng mắt nhìn Đường Hạo, Đường Tổng, cậu có ý gì? Không phải cậu muốn giới thiệu dược phẩm sao? Chẳng lẽ người nhà họ Đường các người định công khai làm nhục tôi? Tôi, nhìn thấy hình ảnh trước mặt mí mắt Đường Hạo nhảy loạn xạ. Đầu óc anh ta đầy những dấu chấm hỏi đen, trong lòng anh ta không ngừng hét lên, còn những lời giới thiệu sản phẩm mà anh ta đã thực hiện một cách tỉ mỉ thì sao? Tại sao đột nhiên nó trở thành một hình ảnh không đứng đắn của Vương Tổng? Sắc mặt bà cụ Đường thay đổi, tức giận nhìn Đường Hạo, Hạo Hạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh, có phải anh nhầm rồi không? Đường Dĩnh cũng nhìn Đường Hạo. Nhóm đối tác trong phòng họp nhìn Đường Hạo, cảnh tượng này tuy rằng rất buồn cười, nhưng theo quan điểm của bọn họ, nhà họ Đường cũng không nên nhàm chán lấy ra mấy tấm ảnh không đứng đắn để cho bọn họ xem, đúng không? Cảm nhận được lửa giận trên toàn thân Vương Tổng, cả người Đường Hạo run lên, anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Bà nội, cháu không biết chuyện gì đang xảy ra, thứ cháu làm rõ ràng là giới thiệu sản phẩm, Đường Hạo sững sờ. Dương Tiêu tiếp tục nhập mã chương trình, anh cười lạnh, Vương Tổng đúng không? Dám uy hiếp Mộc Tuyết nhà tôi, hôm nay xuống tay từ ông trước. Còn những người khác, đừng vội cười, lát nữa sẽ đến lượt các người khóc. Lần này Dương Tiêu lập kế hoạch chắc chắn, dám bắt nạt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu sẽ không tha cho tất cả những người này. N ra có thể bọn họ bị Hạo Hạo, còn không trong phòng họp, bà cụ Đường NS, hãm hại, bà ta nhanh chóng N mau tắt PPT đi. Đúng, tắt đi, nhất định phải tắt, Đường Hạo phản ứng lại, muốn đóng màn hình PPT. Tuy nhiên, điều khiến Đường Hạo suy sụp là trang đa phương tiện hoàn toàn không do anh ta điều khiển, con chuột cũng không thể di chuyển được. Đột nhiên, hình ảnh thay đổi, một hình ảnh không đứng đắn khác của một người xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Sắc mặt một người đàn ông trung niên mặc vest, giày da khác thay đổi điên cuồng, đây. Đây là ảnh tôi cuồng hoan trong hộp đêm Giang Nam, tại sao lại xuất hiện ở đây? Giang Tổng, không ngờ ông cũng không thành thật. Nhóm đám đối tác nhìn ông ta với ánh mắt giễu cợt.
Té trầu ngay sau đó, hình ảnh lại thay đổi, lần này không chỉ có hai người trong ảnh mà là hai phụ nữ và một nam giới, cả hai người phụ nữ đều nép vào vòng tay của người đàn ông, trong khi bàn tay của người đàn ông chạm vào vùng kín khó tả của hai người phụ nữ. Nhìn thấy bức ảnh này, một tiếng hét có cường độ hơn 120 decibel chói tai vang lên, Hồ Thụy, bà đây phải giết ông, cái đồ ăn cây táo rào cây sung dám ăn vụng sau lưng bà đây, lại còn một lần hai người. Mỗi lần yêu cầu ông giao bài tập ông không giao, hóa ra ông ăn vụng bên ngoài. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên toàn thân hung dữ tức giận túm chặt một người đàn ông trung niên đeo kính. Bà xã, bà nghe tôi giải thích, nghe tôi giải thích. Người đàn ông tên Hồ Thụy kinh hãi kêu lên. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng người đàn ông tên Hồ Thụy này đã bị ngũ mã phanh thây. Người phụ nữ hung dữ hét lên, Hồ Thụy, đồ khôn kiếp, ông đi giải thích với quỷ đi. Nói xong, người phụ nữ hung dữ đấm vào bụng dưới của người đàn ông, bụng dưới bị chịu một lực lớn, người đàn ông suýt ngất xỉu. Tách, 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 tách. Đột nhiên, những hình ảnh không đứng đắn trên màn hình đa phương tiện lớn liên tục thay đổi, tất cả các đối tác có mặt tại hiện trường đều xuất hiện trên đó. Chỉ cần có tiền, bất kỳ người đàn ông nào cũng trăng hoa, cho dù không tìm phụ nữ, thì một số phụ nữ sẽ không do dự chủ động dính lên mình. Anh hùng khó qua mỹ nhân. Có rất ít đàn ông có thể chịu được sự cám dỗ của người đẹp. Tống Hạo, ông làm cái trò gì vậy hả? Lại là một người phụ nữ khác tức giận nhảy vào hét lên. Bà xã, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Được lắm Trương Việt, ông lại dám có lỗi với tôi. Người phụ nữ thứ ba tức giận nói. Tú Tú, mọi chuyện không như bà thầy đâu. Đột nhiên, toàn bộ phòng họp bùng nổ, tất cả các thành viên trong gia đình đối tác cùng nhau chiến đấu với nhau. Suy cho cùng, lừa dối và phản bội là điều không được phép trong tình yêu của bất kỳ ai. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà cụ Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh đều ngắn ra. Nhóm đối tác đều tràn đầy phẫn nộ, bọn họ chỉ muốn xé xác Đường Hạo thành từng mảnh. Đường Tổng, mẹ nó cậu có ý gì? Công khai làm nhục chúng tôi. Một người hét lên. Đúng vậy, nếu hôm nay Đường Hạo không cho chúng tôi một lời giải thích, tao sẽ giết chết cái đồ chó nhà mày. Một người đàn ông trung niên tức giận xắn tay áo lên. Đường Hạo, nói cho cậu biết, nếu vợ tôi biết chuyện này, tôi sẽ tự tay giết cậu. Đường Hạo, chỉ trong vài giây, một nhóm người đồng loạt tiến lên, tức giận xô đẩy về phía Đường Hạo. Tôi, Đường Hạo kinh hãi, trực tiếp bị dọa sợ. Anh ta nghĩ vỡ đầu cũng không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra, làm sao một lời giới thiệu sản phẩm hay lại có thể trở thành máy hình ảnh khiếm nhã của nhóm khách hàng này. Sắc mặt bà cụ Đường run lên, bà ta biết nếu không ra tay ngăn cản, thì e rằng Đường Hạo sẽ bị nhóm người này đánh chết. Dù sao Đường Hạo cũng là cháu của bà cụ Đường không kịp nghĩ nhiều, lập tức gượng cười bước đến trước mặt Đường Hạo, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Các vị hãy bình tĩnh đi, tôi sẽ lập tức điều tra ngay, nhất định sẽ cho các vị một lời giải thích. Giải thích, chuyện đã như thế này, bà lấy cái gì giải thích? Bà già hôi thối. Chắc chắn là các người cấu kết làm nhục chúng tôi, đánh chết bọn rác rưởi này. Một người đàn ông bị vợ đánh lập tức xông lên hét to. Bà cụ Đường nhận thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, bà ta lại nói, hiểu lầm, đây thật sự là hiểu lầm. Hiểu làm ông nội bài. Người đàn ông tức giận như phát điên, ông ta vung tay tát rất mạnh vào gương mặt già nua của bà cụ Đường. Chát! Trong tích tắc, một cái tát cực kỳ thô bạo rơi xuống mặt của bà cụ Đường. Bà cụ Đường tuổi cao sức yếu, dù thường xuyên chú ý giữ gìn sức khỏe nhưng dù có trở lại thời kỳ đỉnh cao cũng không thể chịu được cái tát của người đàn ông trung niên. Chịu đựng một cái tát, đầu óc bà cụ Đường ong ong, hai mắt nổ đom đóm, bà ta loạng choạng ngã xuống đất. Thấy bà cụ Đường ngã xuống đất, người đàn ông trung niên tức giận nói, bà già còn muốn giả chết hả? Đám chó rác rưởi chúng mày, muốn hại chúng tôi, được, xem hôm nay ai sẽ chết trước. Nhóm đối tác có mặt tại hiện trường đều vô cùng tức giận, họ biết rằng một khi sự việc lan rộng, không chỉ khiến họ mất mặt mà sân sau của nhà bọn họ sẽ xảy ra hỏa hoạn. Bà nội, Đường Hạo kêu lên khi nhìn bà cụ Đường ngã xuống đất. Vương Tổng bụng phệ hét lên, mọi người, lên, giết đám khốn khiếp nhà họ Đường này. Cảm nhận được lửa giận đang hoành hành trên người bọn họ, Đường Hạo không quan tâm đến sống chết của bà cụ Đường vội chạy trồn ra ngoài phòng họp. Đáng tiếc. Hiện trường có nhiều người như vậy, Đường Hạo không thể chạy thoát. Các ông chủ, mọi chuyện thực sự không phải như những gì các ông nhìn thấy. Bản PPT tôi làm đều là giới thiệu sản phẩm.
Đường Hạo hoảng sợ nói. Đánh, đánh chết Đường Hạo. Một đám người xắn tay áo, hung hăng đánh Đường Hạo. Ở vị trí cao, nhiều người đoán rằng Đường Hạo đã bị hãm hại. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không tìm được người đứng sau hậu trường, vốn chuyện này là do Đường Hạo gây ra, trong cơn tức giận bọn họ đều trút giận lên Đường Hạo. Không, đừng, đừng, nhìn thấy tay chân của bọn họ nhao nhao tới Đường Hạo ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Bốp bóp bốp bóp bóp. Trong phút chốc, một đám người nhào lên người Đường Hạo đánh tới tấp, toàn bộ phòng họp tràn ngập tiếng gào thét thảm thiết của Đường Hạo. Đường Dĩnh sợ hãi, cô ta đứng dậy muốn nhanh chóng rời đi. Không ngờ có một người để ý thấy Đường Dĩnh muốn chạy đã trực tiếp túm tóc Đường Dĩnh ăn đau không thể thoát ra được. Cô ta quay đầu nhìn người đàn ông trung niên với vẻ mặt thất thần, sợ hãi nói, đại ca, chuyện này không liên quan đến tôi, thả tôi đi đi. Chỉ cần mình sống là được, chỉ cần cô ta bình an vô sự, cho dù bà cụ Đường và Đường Hạo bị nhóm bọn họ đánh chết, cô ta cũng sẽ không quan tâm. Không liên quan đến cô, nhà họ Đường các người không ai là người tốt cả. Người đàn ông trung niên túm lấy cổ áo Đường Dĩnh, vung vài cái tát vào mặt Đường Dĩnh. Đột nhiên, hàng chục người trong phòng họp nổi giận đánh đập bà cụ Đường, Đường Dĩnh một cách thô bạo. Làm xong tất cả những điều này, Dương Tiêu mỉm cười, Mộc Tuyết, hôm nay anh sẽ để cho tất cả những kẻ bắt nạt em phải nhận hình phạt mà bọn họ đáng phải chịu. Hôm nay, Dương Tiêu không cần động tay, anh bày mưu tính kế, quyết thắng ở xa vài nghìn dặm. Những thứ này đều được Dương Tiêu chuẩn bị kỹ lưỡng. Chính là dùng những bức ảnh chụp không đứng đắn phá hoại quan hệ giữa hai bên. Lý Thần Chiến, có thể bắt đầu bước thứ hai trong kế hoạch rồi. Dương Tiêu thấp giọng nói. Đã nhận, Lý Thần Chiến đáp lại. Leng keng. Không lâu sau, chuông cửa trong một biệt thự ở thành phố Trung Nguyên vang lên. Một người phụ nữ trung niên nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa nhìn ra thấy một thanh niên, nghi ngờ hỏi, cậu là ai? Có chuyện gì không? Chào bà Tần. Có người nhờ tôi đưa cho bà thứ này. Người thanh niên đưa một phong bì cho người phụ nữ, trung niên. Người phụ nữ trung tuổi tò mò cầm lấy chiếc phong bì mở ra, chỉ thấy bên trong đầy áp những bức ảnh không đứng đắn của chồng mình đang cặp kè với những người phụ nữ khác. Cái gì? A An, Vương Hùng, tôi sinh con dưỡng cái cho ông lại dám tìm phụ nữ sau lưng tôi. Đồ đáng chết, tôi phải giết ông. Cùng lúc này, nhiều thuộc hạ của Lý Thần Chiến đưa phong bì cho nhiều người phụ nữ trung niên khác. Đây không phải là chồng tôi sao? Vậy mà ông ta lại lừa dối tôi. Ly hôn, tôi muốn ly hôn với ông ta. Đồ khốn nạn, dám chơi gái sau lưng bà đây, tôi phải giết chết đồ khốn nạn nhà ông. Trong chốc lát, tất cả những người phụ nữ mở phong bì giận dữ hét lên. Cục trưởng hình, một người tên Dương Tiêu nhờ tôi đưa cho ông tài liệu này. Bên trong cục cảnh sát ở thành phố Trung Nguyên, một sĩ quan cảnh sát đưa một tập tài liệu tới trước mặt Hình Kiến. Hình Kiến vừa nghe thấy là Dương Tiêu gửi tới, ông ta lập tức đứng dậy nói, mau, đưa nó cho tôi. Dương Tiêu là ân nhân của nhà họ Hình, Dương Tiêu liên tiếp phá được vụ án cửa hàng đồ lót, vụ án sòng bạc đại phú hào, giúp đỡ ông ta rất nhiều. Vì vậy, Hình Kiến rất tôn trọng Dương Tiêu. Ông ta mở tài liệu ra, cảnh tượng trước mắt khiến ông ta sửng sốt. Trên trán Hình Kiến lắm tắm mỏ hôi. Tài liệu này ghi lại chính xác những tội ác của nhiều ông tổng ở thành phố Trung Nguyên, trong số đó có một số trường hợp giết người bí mật, ăn chơi đàn đúm là chuyện nhỏ. Sau khi đọc kỹ nó, Hình Kiến không khỏi hít thở sâu, trong đó vẫn còn vài vụ án mạng mà họ vẫn chưa phát hiện ra. Tất cả hãy gác công việc trên tay lại, theo tôi đi làm nhiệm vụ, liên hệ với các phân cục khác, nhanh chóng tăng cường qua. Hình Kiến lạnh giọng nói. Vâng. Cục trưởng Hình, một cảnh sát hô lên. Đừng đánh nữa, tôi sắp chết rồi, tôi thật sự sắp chết rồi. Đường Hạo đau khổ cầu xin. Trong phòng họp nhà họ Đường, Đường Hạo bị đánh như một con chó chết, hai tay bị đè xuống, mặt mũi sưng vù, miệng đầy máu. Vừa rồi giống như một cơn ác mộng, hơn 20 người nhắm vào anh ta, suýt chút nữa đánh chết Đường Hạo. Hu hu, Đường Dĩnh cũng không khá hơn, mặt sưng lên. Bà cụ Đường cũng không tránh khỏi tai họa, cũng bị đám người đánh cho tơi bời, thân thể sắp rã rời. Một người đàn ông trung niên đi tới phía trước đa phương tiện, di chuyển chuột trực tiếp tắt màn hình PPT, sau khi tắt xong, người trung niên đá Đường Hạo một cái, tức giận nói, không phải mày nói không tắt được sao? Đường Hạo, tao thầy là mày đang tìm chết. Không không không, tôi không muốn chết, vừa rồi tôi thật sự không tắt được. Đường Hạo sợ hãi nói.
thấy nếu tiếp tục đánh có thể sẽ chết người nên bọn họ dừng lại, nhưng nhóm đối tác vẫn tức giận không thôi. Vương Tổng bụng phệ dẫn đầu nhổ nước bọt xuống đất, tôi nói cho người nhà họ Đường các người biết, tốt nhất là không có ý đồ xấu, nếu không tôi muốn toàn bộ nhà họ Đường các người xong đời. Vương Tổng nói đúng, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, tôi sẽ khiến nhà họ Đường các người đẹp mặt. Một người khác cũng đồng tình. Vâng vâng vâng, vâng vâng vâng, Đường Hạo, Đường Dĩnh, bà cụ Đường hoảng sợ đáp lại. Mẹ nó, chó má thật mà. Đám đối tác vừa mắng vừa đi về phía bên ngoài phòng họp nhà họ Đường. Dương Tiêu kiểm soát được tình hình chung, tính toán thời gian cũng gần xong, anh gọi cho Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, em ra ngoài xem một chút, sẽ có bất ngờ. Không thể tưởng tượng xảy ra. Vâng, nhận được điện thoại của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết đáp lại. Cúp điện thoại, Đường Mộc Tuyết tò mò mở cửa phòng làm việc ra nhìn, cô đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Bịch, bịch. Đúng lúc này, Hình Kiến dẫn một lượng lớn người đến, trực tiếp chặn một nhóm đối tác. Hình Kiến chỉ vào Vương Tổng có bụng phệ nói, Vương Đại Lực, ông có liên quan đến vụ án mạng ở quận mới Trịnh Đông 2 năm trước, mời ông đi cùng tôi. Cảnh sát, các người có nhầm người không? Vương Tổng kinh hãi hỏi. Hình Kiến cười lạnh, nhầm người. Xin lỗi, chứng cứ vô cùng xác thực, mang người đi. Hai nhân viên cảnh sát lập tức bước tới trực tiếp còng tay Vương Tổng. Hồ Thụy, ông có liên quan đến vụ rửa tiền của công ty Thiên Chính, ông hãy đi cùng chúng tôi. Lý Hiểu Ba, ông đút lót nhiều lần, mời ông đi cùng chúng tôi. Hùng Giai, ông dính líu. Trong chốc lát, hầu hết các đối tác có mặt tại hiện trường đều bị bắt. Nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, Đường Mộc Tuyết không tự chủ được che đôi môi đỏ mọng gợi cảm, nước mắt xúc động rơi xuống. Cô biết tất cả những chuyện này là Dương Tiêu làm cho cô, giúp cô trút giận. Những đối tác may mắn không bị bắt trợn mắt về nhà, trong nhà những bà vợ cầm tấm ảnh không đứng đắn nổi trận lôi đình. Thoáng chốc, người bị bắt thì bị bắt giữ, sân sau bốc cháy. Ngùn ngụt, miêu tả là gà bay chó chạy cũng không quá. Dương Tiêu kiểm soát tình hình chung, khóe miệng hơi nhếch lên, các người tưởng chuyện này đến đây là kết thúc rồi sao? Không, đây mới chỉ là bắt đầu. Nhiều đối tác của nhà họ Đường đã bị bắt, ngay khi biết tin này, thành phố Trung Nguyên đã sôi sục. Trung Nguyên to lớn không khác gì một trận động đất lớn, một số gia tộc giàu có đã vô cùng bàng hoàng trước sự việc này. Thành công trong mọi việc, nói trắng ra, chỉ cần các gia tộc lớn nhỏ ở thành phố Trung Nguyên có thể có được tình cảnh như ngày hôm nay, thì hơn 90% đều có quá khứ bản thỉu. Một khi những quá khứ không thể lộ ra này bị người khách vạch ra, họ sẽ phải vào tù. Cô Đường, xin lỗi cô vì chuyện ngu ngốc trước đây của tôi, cô đừng để bụng. Cô Mộc Tuyết. Tôi bị mỡ lợn làm mù mắt, xin hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Cô Đường. Những đối tác làm nhục Đường Mộc Tuyết hôm qua, sáng nay không tới phòng họp của tập đoàn Y Dược Đường nhân thấy tin tức, tất cả đều dùng mình, vội vàng xin lỗi Đường Mộc Tuyết. Chuyện này thật kinh khủng, bọn họ đều biết nếu ông lớn sau lưng Đường Mộc Tuyết tức giận, chỉ cần cảnh sát điều tra thì bọn họ sẽ không chịu nổi. Nghe thấy những lời xin lỗi này, Đường Mộc Tuyết gọi cho Dương Tiêu, em mệt rồi. Mệt thì về nhà nghỉ ngơi thật tốt, Mộc Tuyết, bây giờ anh tới đón em ngay. Dương Tiêu dịu dàng nói. Anh biết rất rõ Đường Mộc Tuyết gặp phải chuyện này thì tâm trạng sẽ có cảm giác như bình ngũ vị hương bị đổ, rất khó chịu. Bà cụ Đường bị đánh không nhẹ, khi mọi người giải tán bà cụ Đường mới ngất đi. Sau khi kiểm tra, Đường Hạo bị thương nặng nhất, không chỉ bị gãy mất hai chiếc răng, não còn chấn động nhẹ. Đường Dĩnh cũng không khá hơn, mặt mũi sưng vù. Cả khuôn mặt giống như đầu heo, gần như biến dạng. Vì vậy, khi cả ba người đều nằm viện, Đường Mộc Tuyết là người có quyền lớn nhất trong toàn bộ tập đoàn Y Dược Nhân Đường. Ngay sau khi chuyện này xảy ra, cả nhà họ Đường đều hoảng sợ, bọn họ đều nghe nói chuyện Đường Hạo và Đường Dĩnh sẽ đối phó Đường Mộc Tuyết, nhưng không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại có kết quả như thế này. Đưa Đường Mộc Tuyết về nhà, Dương Tiêu ở lại bên cạnh Đường Mộc Tuyết, sau khi Đường Mộc Tuyết ngủ, Dương Tiêu mới đứng dậy lái xe đi về phía bệnh viện. Khi đến bệnh viện, Dương Tiêu không tìm thấy Long Ngũ, anh vội hỏi y tá, xin chào, bệnh nhân tên Long Hiên ở phòng chăm sóc đặc biệt đâu? Anh ấy xuất viện rồi à hai? Chiều hôm qua anh Long Hiên đã xuất viện, y tá lễ phép đáp. Dương Tiêu thầm sửng sốt, chỉ mới mấy ngày, vậy mà Long Ngũ đã xuất viện. Anh liên lạc với Long Ngũ, biết hiện giờ Long Ngũ đã trở về nhà. Hiện tại Long Ngũ và Đường Vận đã mua được một căn nhà mới, tuy là nhà cũ nhưng có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách.
ở trong thành thị, phong cảnh xung quanh rất đẹp, sống ở đây cũng không tệ. Dương Tiêu mua một ít thuốc bổ đến cửa thăm hỏi nói đùa, Long Ngũ đại ca, anh không sợ thân thể rã rời à, sao lại vội vàng xuất viện làm gì? Sợ tôi không thanh toán nổi tiền thuốc men à? Ha, tôi thật sự không chịu nổi mùi thuốc trong bệnh viện. Đừng coi thường xương cốt của tôi, lúc đó tôi mất rất nhiều máu, nhưng bây giờ càng ngày càng khôi phục rồi. Long Ngũ cười sảng khoái mở cửa cho Dương Tiêu. Dương Tiêu quan sát Long Ngũ cẩn thận, bị khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của Long Ngũ làm cho sững sờ. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, khi anh còn ở trong đội đặc chiến, ngoài bản thân anh ra, dường như không ai có khả năng tự chữa lành vết thương có thể so sánh với Long Ngũ. Anh không khỏi cảm khái, nếu năm đó Long Ngũ lựa chọn gia nhập quân đội thay vì hòa mình vào xã hội, thì chắc chắn anh ấy sẽ là một tuyển thủ giỏi. Đường Vận lên tiếng chào hỏi, đúng vậy, anh Hiên sợ nhất là mùi thuốc, Dương Tiêu mau vào trong ngồi đi. Dương Tiêu tìm một chỗ đặt thuốc bổ rồi ngồi xuống. Đường Vận nhẹ nhàng cười nói, đừng cười nhé, nhà mới mua, còn chưa có thời gian sửa sang lại, rất đơn giản. Này thì có là gì đâu, hồi đó tôi và Mộc Tuyết sống ở nhà trong phố cũ, chắc hẳn chị Đường Vận cũng biết tình trạng như thế nào mà. Dương Tiêu cười nhẹ. Long Ngũ nhìn Dương Tiêu, không có chuyện sẽ không đến làm phiền, nói đi, tên nhóc cậu không chỉ đơn giản tới thăm tôi đúng không? Với sự hiểu biết của Long Ngũ về Dương Tiêu, lúc này Dương Tiêu tìm đến chắc chắn không chỉ đơn thuần là hỏi thăm vết thương của anh. Nếu Long Ngũ đại ca không có vấn đề gì lớn về xương cốt, thì có phải anh nên quan tâm tới chuyện của tập đoàn mới rồi không? Dương Tiêu cười nhẹ. Nghe vậy, Long Ngũ nhìn về phía Đường Vận, đấy vừa nãy anh đã nói gì, chắc chắn thằng nhóc này sẽ không để cho anh nhàn rỗi. Đường Vận nhẹ nhàng cười nói, vâng vâng, anh nói đúng, hai người nói chuyện trước đi, em đi pha trà cho hai người. Nhìn Long Ngũ và Đường Vận, Dương Tiêu không khỏi cảm khái, bọn họ là trời sinh một cặp, vợ chồng trẻ tình cảm rất tốt. Đáng tiếc, trên người anh mang mối thù 5 năm trước của đội đặc chiến, nhà họ Dương tài phiệt ở đế đô nợ anh, Dương Tiêu cần thời gian xử lý từng chuyện một. Trên lưng anh gánh trách nhiệm quá nhiều thứ, muốn bỏ xuống thì quá khó. Không phải anh không muốn bỏ xuống, mà là ý thức sứ mệnh không cho phép. Nói đi, kế tiếp cậu muốn làm gì? Đường Vận đi pha trà, sắc mặt Long Ngũ dần dần trở nên nghiêm túc. Dương Tiêu đưa cho anh 3 tỷ tệ cũng đủ cho thấy thái độ của Dương Tiêu với tập đoàn mới. Nếu không phải anh bị thương nằm viện vài ngày, thì tập đoàn mới đã hoàn tất việc chuẩn bị, có lẽ bây giờ công ty đã được đăng ký. Dương Tiêu cười nói, Long Ngũ đại ca, vốn tôi muốn để anh nghỉ vài ngày, nhưng người trong nhà họ Đường rất đáng giận, khiến cho tôi rất phiền chán. Ồ, xảy ra chuyện gì? Long Ngũ tò mò hỏi. Dương Tiêu chỉ đơn giản nói với Long Ngũ về việc Đường Mộc Tuyết bị bắt nạt. Long Ngũ nghe xong cũng tức giận, đám người nhà họ Đường này thật đúng là bắt nạt người quá đáng. Vì muốn đối phó với em dâu mà dám làm chuyện mất trí, bị ổi như vậy. Bây giờ Long Ngũ hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Dương Tiêu lúc này, nếu đổi lại là Đường Vận bị bắt nạt, Long Ngũ không thể chờ đợi chỉ muốn ngay lập tức dùng dao chém chết tên rác rưởi bắt nạt Đường Vận. Nếu có thể, thì chiều nay anh đi đăng ký công ty mới đi. Việc tuyển dụng nhân sự cũng tạm ổn rồi. Đương nhiên tiền đề là Long Ngũ đại ca đừng gắng gượng. Dương Tiêu lo lắng nói. Long Ngũ cười nói, yên tâm, tôi không mỏng manh như thế, cậu nói đi, cậu muốn đặt tên công ty mới là gì? Tập đoàn Tuyết Tiêu, Dương Tiêu nói thẳng. Tên tập đoàn mới được Dương Tiêu nghĩ ra từ rất lâu, Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu, lấy chữ cuối của mỗi tên là Tuyết Tiêu. Nước chảy 3.000 năm, chỉ yêu Đường Mộc Tuyết. Hai mắt Long Ngũ sáng lên, tập đoàn Tuyết Tiêu. Đường Mộc Tuyết Dương Tiêu, tên hay, ngụ ý hay. Người anh em, anh đây không nhìn nhầm cậu là một người đàn ông thực thụ. Lát nữa tôi sẽ đưa số điện thoại của Lý Minh Hiên cho anh có thể thảo luận cụ thể với Lý Minh Hiên. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Long Ngũ gật đầu, anh ấy nhìn Dương Tiêu tò mò hỏi, có một chuyện tôi vẫn luôn không hiểu. Với năng lực của cậu, rõ ràng có thể tiêu diệt được nhà họ Đường. Tại sao lại dùng thủ đoạn phiền phức như vậy để khiến nhà họ Đường vạn kiếp bất phục? Bởi vì điều tôi muốn không phải là tiêu diệt nhà họ Đường, mà là để Đường Mộc Tuyết lên nắm quyền. Dương Tiêu nói thật. Đúng vậy, với thực lực hiện tại của anh, khiến nhà họ Đường tan thành mây khói cũng không thành vấn đề, nhưng thứ mà Dương Tiêu muốn không phải là chuyện này, mà là để Đường Mộc Tuyết trở thành người đứng đầu nhà họ Đường. Đầu tiên, Đường Mộc Tuyết sinh ra trong nhà họ Đường, dù sao trên người Đường Mộc Tuyết cũng chảy một nửa dòng máu gia tộc nhà họ Đường.
Thứ hai, lúc ông cụ Đường còn sống có ơn với Dương Tiêu, ông muốn đưa nhà họ Đường tiếp tục phát triển thịnh vượng trên cơ sở nền tảng vốn có của nhà họ Đường. Long Ngũ nhìn Dương Tiêu tràn đầy kính nể, đúng là một người đàn ông có khí phách, Long Ngũ tôi nể phục. Buổi chiều, tập đoàn Tuyết Tiêu chính thức được thành lập, có trụ sở chính tại tòa nhà Ngân Cơ ở khu đô thị mới, với số vốn đăng ký 3 tỷ tệ. Ngay khi tin này vừa được tung ra đã gây chấn động toàn thành phố Trung Nguyên. Sau khi tập đoàn mới được thành lập, Dương Tiêu sờ cằm nghiền ngẫm, bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh, chuẩn bị chịu cơn giận của Dương Tiêu tôi đi. Tập đoàn Tuyết Tiêu nào? Sao tôi không biết, trong phòng bệnh, sau khi nhận được một cuộc gọi Đường Hạo ngắn ra. Người nhà họ Đường gọi điện đến thận trọng nói, anh Hạo, tôi thật sự không nói đùa với anh, nếu anh không tin thì hãy tra xem. Mới chiều nay, một công ty tên là Tập đoàn Y Dược Tuyết Tiêu đã chính thức được thành lập có số vốn đăng ký là 3 tỷ tệ. Vừa mới thành lập, công ty đó đã liên kết với một số ngành công nghiệp dược phẩm quy mô lớn ở thành phố Trung Nguyên. Anh nói gì? Vốn đăng ký là 3 tỷ tệ. Đùa gì vậy? Đường Hạo trợn mắt sắp rơi ra ngoài. Trong ấn tượng của anh ta, nhìn toàn bộ thành phố Trung Nguyên, ngoài tứ đại gia tộc và 10 đại gia, còn ai có năng lực có số vốn đăng ký 3 tỷ tệ? Người nhà họ Đường kia trực tiếp nói tiếp, anh Hạo, tôi đã kiểm tra. Đây không phải doanh nghiệp do người nơi khác điều hành, mà là doanh nghiệp do người địa phương ở Trung Nguyên điều hành. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tên là Long Hiên. Long Hiên, Đường Hạo càng ngắn người hơn. Anh ta nhớ lại, trong 10 năm qua ở thành phố Trung Nguyên, chưa từng có một doanh nhân nào tên là Long Hiên. Long Hiên, sao tên này nghe quen quen vậy? Hình như, đại ca thống trị vùng đất xám ở Trung Nguyên 10 năm trước tên là Long Hiên đúng không? Đường Hạo đột nhiên giật mình. Tuy rằng có chút chấn động, nhưng Đường Hạo lại càng không ngờ tới lại là trong giới phong ba. Suy cho cùng, nhà họ Đường là nền tảng sự nghiệp của Đường Hạo, nếu nhà họ Đường sụp đổ, anh ta nhằm vào Đường Mộc Tuyết thì còn có ý nghĩa gì? Sở dĩ anh ta liên tục trần áp Đường Mộc Tuyết là muốn lầy. Được vị trí đứng đầu nhà họ Đường, được mọi người trong nhà Đường công nhận, đồng thời nắm chắc trong tay tài nguyên khách hàng mà Đường Mộc Tuyết giành được. Bây giờ một tập đoàn Tuyết Tiêu đột nhiên xuất hiện, Đường Hạo cảm thấy khủng hoảng chưa từng thấy. Tập đoàn Tuyết Tiêu, chẳng lẽ Tuyết ám chỉ Đường Mộc Tuyết, Tiêu là Dương Tiêu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vốn đăng ký 3 tỷ tệ, hai người bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đường Hạo suy nghĩ cẩn thận. Phải biết rằng số vốn đăng ký không phải là thứ có thể tùy ý điền, đối với số vốn đăng ký lớn như vậy, nhất định Cục Công Thương sẽ đi xác minh vốn. Bây giờ tập đoàn Tuyết Tiêu đã được thành lập, điều đó đủ để chứng minh bên kia thực sự có vốn 3 tỷ tệ. Hơn nữa, người đại diện theo pháp luật của xí nghiệp là Long Hiên, điều này khiến Đường Hạo sinh ra một loại ảo giác chủ nhân thực sự của tập đoàn Tuyết Tiêu chắc chắn không phải là Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Anh ta lập tức truy cập trang web chính thức kiểm tra xem, tìm được số chứng minh thư và ảnh của Long Hiên, Đường Hạo đặc biệt kinh ngạc, thực sự là Long Ngũ 10 năm trước đó. Long Ngũ tên thật là Long Hiên, trong nhà là con thứ năm, anh ta lăn lộn ngoài xã hội, được xưng là Long Ngũ. Điều khiến Đường Hạo ngạc nhiên là Long Ngũ thực sự đã đăng ký một công ty mới với số vốn 3 tỷ tệ. Anh ta làm như thế nào? Trong đầu Đường Hạo chỉ toàn là dấu hỏi chấm. 10 năm trước, đại ca lăn lộn trong xã hội bây giờ lại đăng ký một công ty vốn 3 tỷ tệ, quả thật là khó tin. Đường Hạo nhận ra có gì đó không đúng, lập tức đứng dậy đi tìm bà cụ Đường. Bây giờ bà Đường già mặc một bộ đồ bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái mét, hôm nay bị đánh bà cụ Đường thực sự cảm thấy xương già gần như dã rời. Đường Hạo kể cho bà cụ Đường nghe toàn bộ câu chuyện. Bà cụ Đường nghe xong thì trợn tròn má ấp đoàn Tuyết Tiêu. Chẳng lẽ là Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu thành lập tập đoàn? Bây giờ bà cụ Đường vừa nghe thấy Tuyết thấy Tiêu thì không khỏi nghĩ đến Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu. Chắc chắn mọi việc trong phòng họp nhà họ Đường sáng nay là do Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết làm, nhưng bà cụ Đường không có chứng cứ nên chỉ biết căn răng nuốt vào trong bụng. Không có cách nào, bọn họ là người nhắm vào Đường Mộc Tuyết trước, hiện tại có kết cục này, tất cả đều là do bọn họ gieo gió gặt bão. Bà nội, không phải bọn họ, vừa rồi cháu đã kiểm tra, là Long Ngũ, chính là đại ca Long Hiên lăn lộn trong xã hội 10 năm trước. Đường Hạo vội vàng nói. Bà cụ Đường sửng sốt nói, Long Ngũ, không có khả năng, cậu ta lấy vốn đăng ký 3 tỷ tệ ở đâu ra? Không sợ, Cục Công Thương kiểm tra vốn sao? Bà nội, bà nghĩ xem, số vốn đăng ký lớn như vậy, chắc chắn Cục Công Thương sẽ thẩm tra rồi mới thông qua. Bây giờ nhà họ Đường chúng ta phải làm sao?
Đường Hạo lo lắng nói. Lúc này bà cụ Đường đắm chìm trong suy nghĩ. Hiện nay hoàn cảnh trong nước không tốt, cùng ngành cạnh tranh rất gay gắt, tập đoàn y dược tương đối khá hơn, nhưng ít ai dám đầu tư nhiều tiền vào y dược như vậy. Đặc biệt ở khu vực nội địa, mức đầu tư cho y dược ở thành phố Trung Nguyên cao nhất cũng chỉ là 1-2 tỷ hộ. Khá lắm, bây giờ đột nhiên nổi lên một tập đoàn Tuyết Tiêu với số vốn đăng ký 3 tỷ tệ, nó đã trực tiếp trở thành thống lĩnh của y dược thành phố Trung Nguyên. Điều quan trọng nhất là nhà họ Đường luôn có mối quan hệ vô cùng vi diệu với Long Ngũ. Nghĩ đến đây, bà ta không thể không nghĩ đến tình yêu giữa Đường Vận và Long Ngũ 10 năm trước. 10 năm trước, Đường Vận và Long Ngũ gây ra một trận chấn động lớn trong nhà họ Đường. Rất nhiều người, đứng đầu là bà cụ Đường phản đối việc Đường Vận ở bên Long Ngũ, nhà họ Đường không dám chấp nhận Long Ngũ. Thân phận của Long Ngũ quá đặc biệt, nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện, nhà họ Đường bọn họ có thể bị liên lụy. Sau đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên cứng nhắc và tình cảm của họ đổ vỡ, Long Ngũ đột nhiên rút lui khỏi giang hồ, trở thành chủ khách sạn Yên bên cạnh tập đoàn y dược Đường Nhân, bọn bà cụ Đường đều biết những điều này. Long Ngũ có rất nhiều kẻ thù, bà cụ Đường sợ Long Ngũ cho tàn lại cháy. Những năm gần đây bà ta không dám chọc thủng chuyện này sợ đắc tội Long Ngũ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhà họ Đường gần như không để ý tới Đường Vận. Giờ đây Long Ngũ đã trở thành người đại diện pháp lý của tập đoàn Tuyết Tiêu với số vốn đăng ký 3 tỷ tệ khiến bà cụ Đường hoàn toàn bất ngờ. Hạo Hạo, dù sao nhà họ Đường chúng ta cũng có quan hệ với Long Ngũ, duỗi tay không đánh mặt tươi cười, chắc chắn tập đoàn Tuyết Tiêu là một chiếc bánh lớn. Cháu đại diện cho nhà họ Đường của chúng ta hợp tác với Long Ngũ. Nhớ kỹ, cháu phải hạ thấp thái độ, chơi chiêu tình cảm. Bà cụ Đường trầm giọng nói. Đường Hạo trịnh trọng nói, vâng bà nội. Cháu nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Ừ, đi đi, bà cụ Đường đáp. Kít Đường Hạo nhanh chóng bỏ qua vết thương của mình, lái xe về phía tòa nhà ngân cơ trụ sở của tập đoàn Tuyết Tiêu. Đồng thời, tập đoàn Tuyết Tiêu đã chính thức bắt đầu hoạt động. Những ngày này, dưới sự quan tâm của Lý Minh Hiên, tập đoàn Tuyết Tiêu đã tuyển dụng được 500 nhân viên, trong đó ban lãnh đạo được tuyển chọn từ nội bộ của nhà họ Lý ở Đông Hải, tất cả đều là những người ưu tú. Vốn đăng ký của tập đoàn Tuyết Tiêu là 3 tỷ tệ, toàn bộ thành phố Trung Nguyên đã bị chấn động. Nhiều gia tộc kinh doanh y dược đã đến chúc mừng, bày tỏ thiện chí hợp tác với tập đoàn Tuyết Tiêu. Dương Tiêu ký hợp đồng với Kim Đại Trung đầu tiên, Kim Đại Trung kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe, không thể thiếu thuốc. Sau khi biết chủ của tập đoàn Tuyết Tiêu là Dương Tiêu, Kim Đại Trung chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Trong số 10 đại gia tộc thuộc tứ đại gia tộc có nhà họ Cung, nhà họ Hoa, cùng với Tống Công Minh của nhà họ Tống trước đây đều đã ký hợp đồng hợp tác với Dương Tiêu. Tập đoàn Tuyết Tiêu đã ký hợp đồng với nhà họ Cung gia tộc mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên cùng với 3 gia tộc lớn với tốc độ cực nhanh, điều này còn gây sốc hơn. Cùng lúc đó, Lý Minh Hiên thông báo chỉ nhánh bên Trung Nguyên của nhà họ Lý ở Đông Hải đã ký hợp đồng với tập đoàn Tuyết Tiêu, đây là một liều thuốc mạnh khác. Trong chốc lát, vô số người từ thành phố Trung Nguyên đã tập trung lại trong tập đoàn Tuyết Tiêu. Ai cũng muốn biết ai mới là chủ nhân thực sự của tập đoàn Tuyết Tiêu. Không chỉ có đại ca Long Ngũ, người mạnh nhất làm mưa làm gió 10 năm trước làm người đại diện của tập đoàn, mà còn có thể ký nhiều đơn hàng y dược một cách nhanh chóng như vậy. Ngay lúc Dương Tiêu, Lý Minh Hiên và Long Ngũ đang họp trong phòng họp, đội trưởng bảo vệ ở tầng dưới gõ cửa bước vào. Long Ngũ nhìn về phía Dương Tiêu trước, Dương Tiêu gật đầu ra hiệu, sau đó Long Ngũ mới hỏi, làm sao vậy? Đường Hạo người đại diện của nhà họ Đường đến gặp anh. Đội trưởng đội bảo vệ nói. Dương Tiêu vừa nghe thấy đã không nhịn được bật cười, ai? Đường Hạo người đại diện nhà họ Đường. Lúc này Đường Hạo chạy tới đây làm gì? Muốn chia một chén canh? Tên này vẫn chưa biết ông chủ thực sự của tập đoàn Tuyết Tiêu, nếu biết thì không biết sẽ nôn ra máu suy sụp như thế nào. Long Ngũ cười xấu xa. Lý Minh Hiên xem qua thực chất của vấn đề, xem ra nhà họ Đường đã luống cuống rồi. Điện hạ, tiếp theo anh định làm gì? Sau trộn, Dương Tiêu cười tinh nghịch, vậy thì sao, để Đường Hạo chờ ở bên ngoài, chỉ cần anh ta có lòng đợi, thì cứ để anh ta đợi đi. Vâng, đội trưởng đội bảo vệ kính cẩn nói. Nhìn thấy đội trưởng đội bảo vệ bước ra khỏi tập đoàn Tuyết Tiêu, trên người Đường Hạo chẳng chịt những vết thương nhanh chóng tiến lên nịnh nọt nói, anh bảo vệ, thế nào? Có phải Long Tổng muốn gặp tôi không? Xin lỗi, hiện tại Long Tổng có cuộc họp, anh đợi đi. Đội trưởng đội bảo vệ không nóng không lạnh đáp. Không sao, tôi sẽ đợi Long Tổng ở đây. Đường Hạo cho rằng là thật.
chỉ cần có thể hợp tác với tập đoàn Tuyết Tiêu, cho dù để anh ta chờ mãi ở đây anh ta cũng nguyện ý. Trong phòng họp tập đoàn Tuyết Tiêu, Dương Tiêu nhìn Long Ngũ và Lý Minh Hiên nói, bây giờ tập đoàn Tuyết Tiêu chính thức được thành lập, tôi sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Long Ngũ đại ca anh có toàn quyền xử lý, có vấn đề ở chỗ nào thì trực tiếp tìm Lý Minh Hiên. Đã hiểu, Long Ngũ và Lý Minh Hiên lần lượt đáp lại. Lý Minh Hiên không thể kiêm nhiều việc, thỉnh thoảng hỗ trợ Long Ngũ là được, mà Long Ngũ là một người rất thông minh, anh ấy có thể hiểu được những cách kinh doanh này. Dương Tiêu nói tiếp, tiếp theo, tôi có hai kế hoạch. Kế hoạch đầu tiên là thuê một người phát ngôn cho công ty. Người phát ngôn này phải là một người nổi tiếng ở trong nước. Thứ hai, tôi sẽ tìm Liễu Giang Hà để Liễu Giang Hà trở thành người đứng đầu kiểm tra chất lượng của công ty đảm bảo chất lượng của dược phẩm mà chúng ta sản xuất. Nên nhớ, tập đoàn Tuyết Tiêu không chỉ nhằm vào một mình nhà họ Đường, mục tiêu cuối cùng của tập đoàn Tuyết Tiêu là tiến vào thị trường quốc gia, bước ra sân khấu thế giới. Đúng vậy, Dương Tiêu đã thành lập tập đoàn Tuyết Tiêu không chỉ nhằm vào một mình nhà họ Đường, mà còn chuẩn bị cho một làn sóng y học. Năm đó khi thực hiện nhiệm vụ ở châu Âu, anh đã hỗ trợ nhiều gia tộc tài phiệt đẳng cấp thế giới, thậm chí anh còn hỗ trợ nhà họ Lý của Lý Minh Hiên ở Đông Hải. Bây giờ anh đã quyết định dành phần đời còn lại của mình cho Đường Mộc Tuyết, đương nhiên Dương Tiêu sẽ đưa nhà họ Đường phát triển để Đường Mộc Tuyết đứng trên đỉnh thế giới. Ý tưởng của Dương Tiêu rất đơn giản, đầu tiên, anh sử dụng năng lượng của tập đoàn Tuyết Tiêu hạ gục tập đoàn Y Dược Đường Nhân, hỗ trợ Đường Mộc Tuyết lên hàng trên. Sau đó, tập đoàn Tuyết Tiêu sáp nhập với tập đoàn Y Dược Đường Nhân, chiếm lĩnh thị trường nội địa, cuối cùng càn quét thế giới. Có thể, chuyện này vô cùng có thể. Long Ngũ nghe vậy nhiệt huyết sôi trào. Thân là đống nam nhi bảy thước, đầu đội trời chân đạp đất, ai chẳng muốn làm ăn lớn. Lý Minh Hiên cũng rất hào hứng, mặc dù nhà họ Lý ở Đông Hải không phải là một tập đoàn tài phiệt tầm cỡ thế giới, nhưng đây là một trong số ít những gia tộc lớn của đất nước. Năm đó nhà họ Lý ở Đông Hải phát triển hoàn toàn là do Dương Tiêu và bố anh ta Lý Minh Dương liều mình làm ra, anh ta đã không tham gia vào toàn bộ quá trình. Nghĩ đến lúc này có thể đi theo Dương Tiêu, Lý Minh Hiên cũng tràn đầy nhiệt huyết. Anh ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Dương Tiêu, bởi vì anh ta biết khi Dương Tiêu phát huy sức mạnh của mình sẽ đáng sợ như thế nào. Dương Tiêu búng tay, được rồi, hiện tại chúng ta giải quyết việc đầu tiên, chính là chọn người phát ngôn, hai người thấy thế nào. Nếu cậu đã nói như vậy thì ít nhất chúng ta phải tìm một ngôi sao lớn trong nước làm người phát ngôn cho chúng ta nhỉ. Long Ngũ phân tích, thành thật mà nói, trong nước có rất nhiều tập đoàn dược phẩm, nhưng thực sự không có nhiều người yêu cầu người nổi tiếng làm người phát ngôn cho họ. Vừa nói, Long Ngũ vừa kể một số tên ngôi sao nổi tiếng trong nước. Nghe xong mấy tên ngôi sao mà Long Ngũ kể, Dương Tiêu liên tục lắc đầu, không được, không được. Những người này có sức ảnh hưởng quá nhỏ, chúng phải tìm người ở cấp độ thiên hậu ảnh đế, mà còn không được lỗi thời. Tôi muốn tập đoàn Tuyết Tiêu trở nên nổi tiếng ở trong nước ngay lập tức. Chuyện này hơi khó, Long Ngũ có chút khó khăn. Tầm ảnh hưởng của thiên hậu ảnh đế thời trước còn rất sâu rộng, nhưng với sự thay đổi của thời cuộc, hiệu quả phát ngôn của họ rất kém. Thiên hậu ảnh đề mới thì không có trọng lượng, hầu hết đều là chạy theo sổ thu chi, hàm lượng vàng quá thấp. Lý Minh Hiên cân nhắc một lúc, đột nhiên nói, Điện Hạ, tôi có một ứng cử viên rất thích hợp, tùy thuộc vào việc Điện Hạ có thể tiếp nhận hay không. Ồ, là ai? Dương Tiêu hứng thú hỏi. Lý Minh Hiên cười nói, Thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung. Tô Thiên Lung Thiên hậu châu Á trẻ tuổi. Nghe thấy cái tên này Dương Tiêu kinh ngạc. Long Ngũ vô cùng ngạc nhiên, phân tích. Không thể không nói Tô Thiên Lung là thiên hậu châu Á trẻ tuổi, tay không cũng rất hot ở trong nước. Không ai có thể so sánh với Tô Thiên Lung, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Sự nổi tiếng đã được ghi trong kỷ lục Guinness. Nhưng đáng tiếc, từ khi ra mắt Tô Thiên Lung chưa từng có bất kỳ tin tức tiêu cực nào, chứ chưa nói đến việc làm đại ngôn cho bất kỳ sản phẩm nào. Nghe nói, một gia tộc ở Âu Mỹ đã đưa cho Tô Thiên Lung gần 200 triệu tệ phí đại ngôn, nhưng Tô Thiên Lung đã từ chối. Lý Minh Hiên cười nói, anh Long Ngũ, chúng ta không làm được nhưng không có nghĩa Điện Hạ không làm được, phải không Điện Hạ? Con nhóc này không ở đoàn ca múa chạy tới đây làm gì? Dương Tiêu vuốt cằm buồn bực hỏi. Không thể không nói Tô Thiên Lung thiên hậu châu Á trẻ tuổi thực sự rất quen thuộc với anh. Tô Thiên Lung một cô gái đến từ một vùng nông thôn ở Đại Sơn, bố làm kiến trúc, do các biện pháp an ninh không đúng cách nên đã chết thảm thương khi rơi từ tòa nhà xuống. Mẹ nhiễm bệnh hiểm nghèo. Sau khi hạ sinh Tô Thiên Lung thì qua đời.
Bà nội ông nội Tô Thiên Lung qua đời sớm, cô ấy lớn lên trong một cô nhi viện gần đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng. Trời sinh Tô Thiên Lung có hứng thú với ca hát, lại rất thân thiết với Dương Tiêu, thường xuyên bí mật tới đội đặc chiến tìm Dương Tiêu, nhưng mỗi lần đều bị nhân viên làm nhiệm vụ ngăn cản, Dương Tiêu dở khóc dở cười nhiều lần, chào hỏi để Tô Thiên Lung vào. Phó đội trưởng Lăng Ảnh Huyên cũng rất thích Tô Thiên Lung, thường dạy Tô Thiên Lung múa, tốc độ học tập của Tô Thiên Lung khiến nhiều người kinh ngạc. 5 năm trước, Dương Tiêu xuất ngũ đã đặc biệt tiến cử Tô Thiên Lung vào đoàn ca múa quốc gia. 5 năm qua, Dương Tiêu ẩn mình trong nhà họ Đường, không để ý đến thông tin bên ngoài. Không ngờ con nhóc này lại trở thành thiên hậu châu Á trẻ tuổi. Lúc này Long Ngũ mới nhớ Dương Tiêu đã từng là một quân nhân, anh ấy đột nhiên nhận ra, đúng vậy. Thằng nhóc cậu đã từng là một quân nhân, trước đây Tô Thiên Lung đã từng tham gia đoàn ca múa quốc gia, có lẽ hai người biết nhau, người quen thì nói chuyện dễ rồi. Một lời khó nói, bây giờ con nhóc này ở đâu? Dương Tiêu nhìn Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên nói thật, ngày mai Tô Thiên Lung sẽ đến thành phố Trung Nguyên tổ chức họp báo phim. Đây là một cơ hội tốt. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến đó. Dương Tiêu cũng muốn xem bây giờ con nhóc này như thế nào. Trạng vạng, Đường Hạo hoàn toàn không kiên nhẫn đi. Mẹ kiếp, họp gì mà lâu như vậy? Không phải là đang đùa mình chứ? Đúng lúc này, Long Ngũ lái xe rời khỏi tập đoàn Tuyết Tiêu. Nhìn thấy Long Ngũ đi ra, Đường Hạo vội vẫy tay nói, Long Tổng, Long Tổng. Thằng ngốc này còn chưa đi. Nhìn Đường Hạo, trên mặt Long Ngũ tỏ vẻ vui đùa. Long Ngũ quá lười để ý tới Đường Hạo, anh ngó lơ Đường Hạo, đạp ga định rời đi. Đường Hạo tưởng Long Ngũ không nhìn thấy mình, nên sải bước dừng lại trước mặt xe Long Ngũ, khiến Long Ngũ giật mình. Nếu không kịp đạp phanh thì đã đụng phải Đường Hạo, Long Ngũ trừng mắt nhìn Đường Hạo, chán sống à. Long Tổng, tôi là Đường Hạo, tôi đã đợi anh cả buổi chiều rồi. Đường Hạo bước tới nịnh nọt. Long Ngũ cau mày nói, tôi biết, có vấn đề gì sao? Biết, biết, Long Tổng, anh có ý gì? Đường Hạo kinh ngạc nói. Long Ngũ chế nhạo, khinh thường nói, ngu ngốc, vừa nãy tôi trêu cậu, cậu còn tưởng là thật à? Năm đó nhà họ Đường các người hờ hững lạnh nhà tôi, bây giờ tôi khiến nhà họ Đường các người không với cao được, mau tránh ra, cậu chặn xe của tôi. Cái gì, trêu cậu? Bùm! Lời này vừa dứt, hai mắt Đường Hạo đờ đẫn, giống như bị sét đánh giữa trời quang, toàn thân vô cùng hoang mang. Long Tổng, anh không đùa tôi chứ? Đường Hạo cố nở một nụ cười. Vươn tay không đánh người mặt cười, anh ta không tin Long Ngũ sẽ không niệm tình cũ. Long Ngũ nhìn chằm chằm Đường Hạo như nhìn một thằng hề nhảy nhót, trêu chọc đùa. Cậu cho rằng tôi đang đùa với cậu à? Mau tránh ra ngay cho tôi. Long Tổng, anh có thân phận đặc biệt, mấy năm nay anh ngủ đông mở cửa hàng bên cạnh nhà họ Đường chúng tôi không bán đứng để lộ anh mà. Nếu chúng tôi nói cho kẻ thù của anh biết nơi ẩn náu của anh, thì sợ rằng chắc chắn Long Tổng sẽ gặp rắc rối lớn, không phải sao? Đường Hạo bắt đầu chơi chiêu tình cảm. Nhắc đến chuyện này, Long Ngũ khít mũi khinh thường, Đường Hạo, cậu còn mặt mũi nhắc tới chuyện này với tôi. Nếu không phải nhà họ Đường các người sợ Long Ngũ tôi cho tàn lại cháy, bán đứng tôi sẽ bị trả thù, e rằng nhà họ Đường các người đã bán đứng tôi từ lâu rồi. Nhà họ Đường các người, lòng dạ quá đen tối. Bị Long Ngũ nói toạc ra, sắc mặt Đường Hạo trắng xanh. Nhưng, dù sao chị Đường vẫn cũng là người nhà họ Đường chúng tôi mà. Trên người chị ấy chảy dòng máu của nhà họ Đường chúng tôi. Nể mặt chị Đường vận, không lẽ Long Tổng không thể cho nhà họ Đường tôi mặt mũi sao? Đường Hạo tiếp tục chơi chiêu tình cảm. Nghe vậy, Long Ngũ chế nhạo nói, vậy thì sao? Năm đó các người đối xử với người nhà vận vận như thế nào? 10 năm qua các người đối xử với vận vận như thế nào? Tôi nói rồi, nhà họ Đường các người lòng dạ quá đen tối, đời này tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ không hợp tác với nhà họ Đường cậu. Còn nữa, nhà họ Đường các người mặt trời sắp lặn, hấp hồi, đợi xong đời đi. Buông lời nói tàn nhẫn, Long Ngũ không thèm quan tâm tới Đường Hạo sắc mặt xấu, anh quay xe rời đi. Sau khi bị Long Ngũ lừa, hai mắt Đường Hạo bị bao phủ một màu sắc đỏ ngầu. Ngày xưa trong mắt bọn họ Long Ngũ là một con chó chết, một người nhỏ bé, không thể lên sân khấu, ai ngờ hôm nay Long Ngũ đã trở thành người đại diện pháp lý của một tập đoàn lớn với số vốn đăng ký là 3 tỷ tệ. Nhìn chằm chằm hướng xe Long Ngũ biến mất, hai mắt Đường Hạo như muốn nứt ra nói, Long Ngũ mày giỏi lắm cái đồ mắt chó coi thường người khác, dám coi thường nhà họ Đường tao, còn dám làm nhục Đường Hạo tao.
Sớm muộn gì cũng có một ngày tao sẽ khiến mày phải sám hối vì hành vi của mình, khiến mày quỳ xuống trước mặt tao xin tha. Trong khi mình bị thương nặng, còn bị lừa mấy tiếng đồng hồ, Đường Hạo gần như nổ tung ngay tại chỗ. Cái gì, Long Ngũ thật sự nói như vậy? Bà cụ Đường nghe được tin thì sửng sốt. Vốn bà ta cho rằng Long Ngũ sẽ niệm tình cũ cho nhà họ Đường một ít đơn hàng, nhưng không ngờ Long Ngũ lại không thèm nể nang gì nhà họ Đường. Tuy bà cụ Đường đã lớn tuổi nhưng cũng không ngu ngốc, bà ta biết nếu lần này không được chia phần bánh lớn của tập đoàn Tuyết Tiêu thì địa vị của nhà họ Đường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Dù sao thì hiện giờ nhà họ Đường đang bị thua lỗ nghiêm trọng, hầu hết tất cả những khách hàng lớn mà Đường Mộc Tuyết giành được đều bị bọn họ biến thành những hình ảnh khiêu dâm. Miêu tả là một trò cầu thả cũng không ngoa. Đường Hạo không cam lòng hỏi, bà nội, bây giờ chúng ta phải làm sao? Vì Long Ngũ đã không niệm tình cũ, nên chúng ta sẽ yên lặng chờ xem thay đổi, giảm giá lớn cho khách hàng hiện tại, ổn định trước mắt, sau đó tìm kiếm cơ hội tốt. Đồng thời, mấy ngày này chúng ta sẽ liên hệ với một số tập đoàn dược phẩm lớn khác ở thành phố Trung Nguyên. Bà cụ Đường nghiêm nghị nói. Bà cụ Đường là người đầy mưu mô. Bà ta biết tập đoàn Tuyết Tiêu đột ngột thành lập này không kém gì một quả bom tấn rơi xuống thành phố Trung Nguyên, nhất định sẽ có tác động mạnh mẽ đến các tập đoàn dược phẩm khác. Chỉ cần nhà họ Đường nắm được quan hệ với những tập đoàn dược phẩm lớn này, nhà họ Đường sẽ không sợ tập đoàn Tuyết Tiêu. Bây giờ người đau đầu nhất không phải nhà họ Đường, mà là một số tập đoàn dược phẩm lớn khác, bởi vì sự xuất hiện của tập đoàn Tuyết Tiêu có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với họ. Đường Hạo che lấp nói, cháu hiểu rồi bà nội. Nhất định cháu sẽ khiến tên khốn Long Ngũ hồi hận. Về đến nhà, tinh thần của Đường Mộc Tuyết đã tốt hơn rất nhiều, lúc này Đường Mộc Tuyết đang nằm trên giường đối phó với số ít khách hàng còn lại. Sao rồi, những khách hàng khác đã ổn định chưa? Dương Tiêu bưng một ly nước mật ong vào phòng. Nhìn thấy Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết cười dịu dàng nói, tốt hơn trước nhiều rồi, nhưng bởi vì sự việc này mà rất nhiều ông tổng đã bị bắt đi điều tra. Có lẽ phần lớn những người này sẽ không thể thoát ra được. Là một đòn giáng mạnh vào nhà họ Đường sẽ kém thị trường ở thành phố Trung Nguyên ít nhất 1/3. Nghe vậy, Dương Tiêu dở khóc dở cười, anh có thể thấy được, cho dù đám người bà cụ Đường ngược đãi Đường Mộc Tuyết mấy nghìn lần, thì Đường Mộc Tuyết vẫn luôn quan tâm đến sự nghiệp của nhà họ Đường. Dương Tiêu không khỏi thở dài, nếu như không phải bà cụ Đường thiên vị Đường Hạo chèn ép Đường Mộc Tuyết, nếu Đường Mộc Tuyết có thể kế thừa nhà họ Đường, thì có lẽ tình hình bây giờ của nhà họ Đường chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Bây giờ lập trường hai bên khác nhau, xuất phát điểm cũng khác nhau. Cho nên đôi bên đã định sẵn một cuộc chiến vô hình. Mộc Tuyết, ổn định được nhóm khách hàng này là đủ rồi. Sớm muộn gì nhà họ Đường cũng sẽ là của em. Trước đó anh đã nói ngày này sẽ không lâu. Dương Tiêu cưng chiều nói. Đường Mộc Tuyết hy vọng ngày đó sẽ đến sớm. Nhà họ Đường đã thủng trăm nghìn lỗ, Đường Mộc Tuyết thân là người nhà họ Đường. Cô đã hứa với ông cụ Đường sẽ giúp nhà họ Đường phát triển, nhìn thấy nhà họ Đường sa sút như thế này cô thực sự không chịu đựng nổi. Nhanh thôi, Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, đột nhiên hỏi, chiều nay có một công ty dược phẩm tên là tập đoàn Tuyết Tiêu đột nhiên được thành lập với số vốn đăng ký 3 tỷ tệ, chuyện này có liên quan đến anh đúng không? Mộc Tuyết, tạm thời đừng nhắc tới chuyện này, nghỉ ngơi sớm đi. Dương Tiêu cười nhẹ nói. Anh muốn cho Đường Mộc Tuyết một sự bất ngờ, sau khi thắng nhà họ Đường anh sẽ chính thức nói với Đường Mộc Tuyết, bởi vì chủ tịch tập đoàn Tuyết Tiêu được đăng ký dưới tên của Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu đặc biệt yêu cầu mọi người bảo mật thông tin của tập đoàn, thế giới bên ngoài chỉ có thể tìm ra người đại diện theo pháp lý của công ty là Long Ngũ. Đường Mộc Tuyết không hỏi nhiều, cô biết khi đến lúc Dương Tiêu sẽ nói cho cô biết. Tập đoàn Tuyết Tiêu, chữ Tuyết trong đó sẽ là mình sao? Đường Mộc Tuyết rất mong chờ. Ngày hôm sau, sau khi đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty, Dương Tiêu lái xe về khách sạn Thịnh Hoàng. Hôm nay, anh muốn tới thăm con nhóc Tô Thiên Lung, nhân tiện nói chuyện đại ngôn của tập đoàn Tuyết Tiêu. Khách sạn Thịnh Hoàng là một trong số ít khách sạn 5 sao ở thành phố Trung Nguyên. Anh vừa đến đã thấy cảnh tượng đông đúc, xung quanh khách sạn có hàng trăm nhân viên an ninh, có vẻ như khách sạn đã được bao toàn bộ. Nhân viên an ninh là để bảo vệ Tô Thiên Lung khỏi bị quấy rầy. Dương Tiêu đậu xe, đi thẳng đến lối vào của khách sạn. Vừa mới bước tới, Dương Tiêu đã bị nhân viên an ninh dẫn đầu ngăn lại, dừng lại, làm gì đấy? Xin chào, tôi tới tìm Tô Thiên Lung, tôi là bạn của cô ấy. Dương Tiêu nói thẳng. 5 năm trước anh xuất ngũ Tô Thiên Lung mới 13 tuổi,
Dương Tiêu không có thông tin liên lạc cụ thể của Tô Thiên Lung. Nghe thấy vậy, nhân viên an ninh dẫn đầu chế nhạo. Ngay sau đó, anh ta cầm dùi cui điện tới chỗ Dương Tiêu, khinh khỉnh nói, bạn của cô Thiên Lung. Thôi đi mát nhóc à, mỗi ngày có ít nhất mấy trăm người tự xưng là bạn của cô Thiên Lung, nhân lúc tôi còn chưa nổi giận thì nhanh chóng rời khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ khiến nửa đời sau của cậu không thể tự lo được. Bị nhân viên an ninh dẫn đầu khinh thường, Dương Tiêu cũng không tức giận. Dù gì thì bây giờ Tô Thiên Lung cũng là thiên hậu châu Á trẻ tuổi, fan hâm mộ tràn lan khắp cả nước, rất nhiều fan hâm mộ cuồng cũng đang vắt óc muốn gặp Tô Thiên Lung. Dương Tiêu tiếp tục, tôi không nói dối, anh có thể liên hệ với Thiên Lung, nói bạn cũ xuất ngũ ở Đề Đô đến thăm, cô ấy sẽ biết là ai. Dương Tiêu không muốn nói quá trực tiếp, hiện trường có rất nhiều người ánh mắt hỗn loạn, nếu quá trực tiếp, chỉ cần người có ý đồ xấu nghe được thì sẽ càng phiền phức hơn. Nhóc, lỗ tai của cậu nhét đầy lông lừa hả? Không hiểu ý tôi sao? Mau cút đi, cái loại người cố tỏ ra huyền bí như cậu tôi gặp nhiều rồi, nếu còn không cút thì tôi sẽ để anh em của mình đánh cậu răng rụng đầy đất. Nhân viên an ninh dẫn đầu tức giận mắng. Nhìn thấy đối phương hoàn toàn không có thái độ thân thiện, Dương Tiêu cau mày nói, tôi nhắc lại, tôi không nói dối. Cậu cút hay không? Nhân viên an ninh dẫn đầu trực tiếp ấn nút dùi cui điện truyền đến một luồng điện chói tai. Đây không phải là dòng điện bình thường, nếu chạm vào người bình thường, có lẽ sẽ bị choáng ngay tại chỗ. Đối mặt với nhân viên an ninh ngang ngược vô lý, Dương Tiêu nhận ra rằng mình đang đàn gảy tai trâu, đối phương cũng không coi trọng anh. Nhìn thấy Dương Tiêu không rời đi, ít nhất hàng nghìn người có mặt tại hiện trường khóa chặt mắt vào Dương Tiêu cười nhạo. Anh trai à, được rồi đấy, chúng tôi có thể hiểu tâm trạng cổ bỏ CSI, chế son GAE muôn gặp nữ thân Thiên Lung của anh. Vừa nãy tôi đã dùng cách này, không hề có tác dụng gì cả. Đúng vậy, đừng tự tìm mất mặt nữa, chọc tức những người này họ sẽ đánh thật đấy. Chúng ta vẫn nên đợi bên ngoài đi, đợi lát nữa nữ thần Thiên Lung sẽ ra khỏi khách sạn. Nếu may mắn thì vẫn có thể xin một bức ảnh có chữ ký. Dương Tiêu lại nhìn về phía nhân viên an ninh, nghiêm nghị nói, không thể châm trước được một chút sao. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với Tô Thiên Lung. Chuyện quan trọng gì? Nhìn thấy Dương Tiêu kiên trì như vậy, nhân viên an ninh dẫn đầu không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự quen biết Tô Thiên Lung thiên hậu châu Á trẻ tuổi? Như đã biết, người bình thường bị bọn họ dọa sẽ sợ hãi rời đi. Dương Tiêu đành phải nói, tôi tìm Tô Thiên Lung bàn chuyện đại ngôn. Đại ngôn, đại ngôn sản phẩm, nhân viên an ninh đứng đầu giật mình, giây tiếp theo anh ta cười lớn, nhóc hà, cậu bị điên hả? Cậu không biết cô Thiên Lung không bao giờ chấp nhận bất kỳ đại ngôn sản phẩm nào sao? Tôi thấy là cậu đến đây gây chuyện, mau cút đi. Nhóm fan hâm mộ Tô Thiên Lung đứng xung quanh cũng đều bật cười, họ nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn một trò đùa. Anh trai à, anh uống nhiều quá à? Nữ thần không bao giờ chấp nhận đại ngôn sản phẩm, đây là chuyện cả nước đều biết. Đúng vậy, bên nước ngoài đưa cho cô Thiên Lung giá phí đại ngôn gần 200 triệu tệ cho một năm đã bị cô Thiên Lung từ chối. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc từ trong đám người bước ra, người này vừa đi ra liền khinh thường nói với Dương Tiêu, tôi còn tưởng là yêu hóa ra là Tiêu Dương cái đổ khoai lang nát cà chua thối. Anh không xem lại mình có đức hạnh gì, còn muốn gặp cô Thiên Lung, mau về nằm mơ lại đi. Dương Tiêu quay đầu lại thì nhìn thấy Bạch Quỳnh cậu chủ nhà họ Bạch gia tộc số 1 ở Giang Nam, đang đứng trước đám đông. Bạch Quỳnh, Dương Tiêu ngạc nhiên nói. Sau khi kết thúc buổi triển lãm quần áo ở Trung Nguyên lần trước, Hoa Mộ Tranh yêu cầu anh đóng giả bạn trai của cô để cảnh cáo Bạch Quỳnh. Hoa Mộ Tranh có hôn ước từ nhỏ với Bạch Quỳnh, Hoa Mộ Tranh không thích Bạch Quỳnh, Dương Tiêu biết điều đó. Khiến Dương Tiêu ngạc nhiên là Bạch Quỳnh này cũng là một fan hâm mộ của Tô Thiên Lung, bọn họ chạm mặt ở đây. Bạch Quỳnh giễu cọt, đúng, là bổn thiếu, anh nhìn lại tấm lụa của bản thân mình xem, hai ngày qua anh trốn đi đâu. Cũng may là bổn thiếu không đụng phải anh. Nếu không bổn thiếu nhất định sẽ đánh anh khiến anh hồi hận đã đến thế giới này. Nhớ lại vì Dương Tiêu mà mình bị Hoa Mộ Tranh tát, lại nghĩ tới chuyện Hoa Mộ Tranh lại dám đích thân thừa nhận Dương Tiêu là bạn trai, Bạch Quỳnh đã rất tức giận. Cho đến bây giờ, Bạch Quỳnh vẫn không biết tên thật của Dương Tiêu, vẫn cho rằng Dương Tiêu tên là Tiêu Dương. Kít! Ngay lúc này, một chiếc Mercedes-Benz chậm rãi dừng trước khách sạn, bóng dáng trung niên bước ra. Làm sao vậy? Người trung niên bước xuống nhìn nhân viên an ninh dẫn đầu. Nhân viên an ninh dẫn đầu nhìn thấy người đến, liền vội vàng bước tới nịnh nọt nói, đạo diễn Phùng, tên nhóc này. Cố tình gây chuyện,
la hét đòi gặp cô Thiên Lung bàn chuyện đại ngôn sản phẩm. Ồ, còn có chuyện như vậy. Người trung niên liếc nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt ảm đạm. Nhân viên an ninh dẫn đầu nghiêm nghị nói, đúng vậy, đạo diễn Phùng, có cần dạy dỗ tên nhóc này một trận không? Người trung niên là Phùng Cương, là tổng đạo diễn sản xuất phim, lần này bọn họ đến Trung Nguyên chuẩn bị tổ chức họp báo điện ảnh cho bộ phim mới. Phùng Cương xua tay, sau đó đi tới trước mặt Dương Tiêu, anh bạn trẻ đừng gây chuyện, đây không phải là nơi để cậu tới giễu võ Dương Oai, nếu không biết tốt xấu thì đừng trách chúng tôi không khách sáo với cậu. Đạo diễn Phùng, ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu, nhìn thấy Phùng Cương, Bạch Quỳnh lập tức đi tới. Phùng Cương kinh ngạc nhìn Bạch Quỳnh ăn mặc phi thường, cậu là... Tôi là Bạch Quỳnh, cậu chủ của nhà họ Bạch ở Giang Nam, lát nữa có thể cho tôi chụp ảnh với cô Thiên Lung được không? Tôi sẽ đầu tư 50 tệ tệ cho bộ phim tiếp theo của các ông. Bạch Quỳnh cười nói. Cái gì, đầu tư 50 triệu tệ? Nghe vậy, Phùng Cương lộ vẻ kích động, thấp giọng cười, được chứ cậu Bạch, lát nữa tôi sẽ tranh thủ cho cậu, cậu cũng biết rồi đấy, cô Thiên Lung có thói quen sạch sẽ. Đúng vậy, Tô Thiên Lung không quan tâm đến mấy chuyện như kia, cho dù là người giàu nhất quốc gia, chỉ cần cô ấy không muốn, cô ấy cũng sẽ không bao giờ gặp chứ đừng nói là chụp ảnh chung. Nghe thấy chưa? Thằng dế nhưỡi, Bạch Quỳnh giễu võ Dương Oai nhìn Dương Tiêu. Đến rồi, chị Quyên đến rồi. Đột nhiên, đám đông trở nên phấn khích. Chỉ nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi bước ra khỏi khách sạn, người phụ nữ này là Từ Quyên, người đại diện của Tô Thiên Lung. Khi Từ Quyên bước ra ngoài, hàng nghìn fan hâm mộ có mặt đều vô cùng phấn khích, tựa như điên cuồng. Từ Quyên lộ vẻ mặt xin lỗi mọi người, đêm qua Thiên Lung đến Trung Nguyên, bị sốt nhẹ. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi họp báo tối nay. Hả, nữ thần bị sốt, hàng nghìn người tim đập nhanh. Dương Tiêu nghe vậy nói, tôi là bác sĩ, tôi biết cách chữa bệnh, để tôi vào khám cho con nhóc cho. Anh là ai? Hay nghe thấy Dương Tiêu lại gọi Tô Thiên Lung là con nhóc, Từ Quyên ngạc nhiên nhìn Dương Tiêu. Đạo diễn Phùng Cương chế nhạo, người này đến đây gây chuyện, luôn miệng nói muốn bàn chuyện đại ngôn với cô Thiên Lung. Nghe vậy, sắc mặt Từ Quyên trở nên cứng ngắc. Cô biết rõ Tô Thiên Lung chưa bao giờ nhận làm đại ngôn cho bất kỳ sản phẩm nào, đột nhiên, ánh mắt Từ Quyên trở nên lạnh lẽo khi nhìn Dương Tiêu. Tôi là bạn của Thiên Lung, 5 năm trước tôi từ biệt con nhóc ở Đế Đô, cô hãy nói với con nhóc như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ gặp tôi. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Từ Quyên tỏ vẻ xin lỗi, Thiên Lung đang nghỉ ngơi, tôi sẽ chuyển lời của anh. Vậy, được rồi, Dương Tiêu khá tiếc nuối, chỉ có thể xoay người rời đi. Hiện tại anh không có thông tin liên lạc của Tô Thiên Lung, nếu bây giờ con nhóc thực sự bị bệnh, anh cũng không tiện xen vào. Quan trọng nhất là 5 năm vội vàng trôi qua, cô nhóc theo sau mông anh giờ đã thiên hậu châu Á trẻ tuổi, nhớ mình hay không cũng khó mà nói. Khi Dương Tiêu rời đi, Bạch Quỳnh khít mũi, chỉ dựa vào. Anh mà cũng quen bia cô Thiên Lung, không soi gương xem mình có đức hạnh gì. Đúng vậy, loại người này điên rồi, không cần quan tâm. Nhóm fan hâm mộ lần lượt giải tán. Ngay từ đầu Phùng Cương đã không để Dương Tiêu vào mắt, Từ Quyên cũng cho rằng Dương Tiêu đang nói đùa. Trong một căn phòng tổng thống trong khách sạn, một cô gái trẻ ôm mặt thất thần nói, anh Dương Tiêu, anh đang ở, đâu? Thiên Lung đã tìm anh 5 năm rồi. Cô nhóc còn đang nghĩ về mùa xuân à? Từ Quyên nói đùa khi cô trở về phòng. Hai người họ thường có một mối quan hệ tốt, giống như chị em, về cơ bản giữa hai người họ không có bí mật lớn. Cô gái trẻ là Tô Thiên Lung, thiên hậu châu Á trẻ tuổi, cô bĩu môi nói, chị Quyên, chị đừng nhìn em rồi lại nói móc imo. Vừa nãy chị xuống lầu gặp một người rất kỳ lạ, anh ta nói 5 năm trước anh ta từ biệt em ở Đế Đô, còn nói muốn bàn chuyện hợp đồng với em thấy có nực cười không? Từ Quyên nói, 5 năm trước từ biệt ở Đế Đô. Vừa nghe thấy những lời này, thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung kêu lên, cái gì? Người kia đâu? Hình như đi rồi. Từ Quyên ứng Tô Thiên Lung làm cho sửng sốt. Đi rồi, không phải chứ, Tô Thiên Lung trợn to mắt, không do dự lao ra ngoài trong bộ đồ ngủ. Nhìn thấy Tô Thiên Lung lao ra ngoài bát chấp hình tượng của mình, Từ Quyên kinh ngạc nói, Thiên Lung, em làm gì vậy? Chị Quyên, người đó là anh Dương Tiêu của em, người em ngày đêm suy nghĩ. Tô Thiên Lung kích động nói. Cha cô mất sớm từ khi cô còn nhỏ, cô lớn lên trong một cô nhi viện ở Đế Đô. Cô đã quen biết Dương Tiêu từ thời thơ ấu. 5 năm trước Dương Tiêu đã xuất ngũ, anh đưa cô đến đoàn ca múa quốc gia. Trong suốt 5 năm, Tô Thiên Lung vẫn luôn khổ cực tìm kiếm tin tức của Dương Tiêu.
bây giờ cuối cùng cũng có tin tức. Tô Thiên Lung chạy vào thang máy bất chấp hình tượng, tim đập thình thịch. Cô không ngừng cầu nguyện trong lòng, anh Dương Tiêu, anh nhất định phải đợi Thiên Lung. Người đó là Dương Tiêu, Từ Quyên sửng sốt. Ở với Tô Thiên Lung được 3 năm, Từ Quyên biết rất rõ trong 3 năm qua Tô Thiên Lung khổ cực tìm kiếm một quân nhân đã xuất ngũ tên Dương Tiêu. Điều khiến Từ Quyên ngạc nhiên là chàng trai lạ mặt vừa rồi chính là người mà Tô Thiên Lung đang tìm kiếm. Nhìn thấy thang máy liên tục đi xuống, khuôn mặt non nót của Tô Thiên Lung đều là thẹn thùng, trong lòng có chút bất an, không biết gặp được Dương Tiêu thì nên nói như thế nào. Mặc kệ như thế nào, anh Dương Tiêu anh phải đợi em, đợi Thiên Lung đến. Tô Thiên Lung tự lắm bảm. Đúng vậy, Tô Thiên Lung đã tìm kiếm Dương Tiêu tròn 5 năm. Theo như những gì Tô Thiên Lung có thể nhớ được, cha mẹ cô đã qua đời, cô sống trong cô nhi viện từ khi còn nhỏ. Vì Tô Thiên Lung chậm phát triển, thấp bé, khi còn nhỏ cô ít nói nên rất nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện đã bắt nạt cô. Và những đứa trẻ sống xung quanh cô nhi viện cười nhạo cô có mẹ sinh nhưng không có mẹ dưỡng, thậm chí nhiều đứa trẻ còn cười nhạo cô là một con vịt con xấu xí. Khi còn nhỏ, Tô Thiên Lung thường xuyên bị sốt, người lớn trong cô nhi viện không thích cô, cho rằng cô là một tinh linh phiền phức. Tô Thiên Lung trải qua mấy năm thời thơ ấu xám xịt, ngay lúc thế giới của Tô Thiên Lung hoàn toàn u ám, một thanh niên xuất hiện trong thế giới của cô. Tô Thiên Lung còn nhớ rõ ngày đó có một đám trẻ chỉ vào cô nói cô là một con vịt con xấu xí, có mấy đứa trẻ còn bước tới đâm cô. Đúng lúc này, một nam thanh niên mặc đồ rằn di đã đứng ra bảo vệ cô, trách móc nhóm trẻ đã bắt nạt cô. Thanh niên có lai lịch lớn mạnh, anh đem cô đến cô nhỉ viện cảnh cáo những người lớn đó bọn họ phải đối xử tốt với cô. Người lớn trong cô nhi viện không dám xúc phạm nam thanh niên này, họ đều tôn trọng nam thanh niên. Từ đó về sau, trong cô nhi viện không còn ai dám bắt nạt cô nữa. Sau đó, nam thanh niên thường mang sữa và hoa quả đến gặp cô, sau đó Tô Thiên Lung mới biết nam thanh niên đó tên là Dương Tiêu, đội trưởng đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng đóng quân ở Đề Đô. Trong cô nhi viện Tô Thiên Lung không có bạn bè, sau đó nhiều đứa trẻ được nhận nuôi, cô là một người cô đơn. Vì vậy, Tô Thiên Lung đã nhiều lần bí mật đến đội đặc chiến tìm Dương Tiêu. Từ nhỏ cô đã yêu thích nhảy múa hát, Dương Tiêu để cô theo học với chị Lăng Ảnh Huyên đội phó của đội đặc chiến, nhờ đó mà quen được nhiều anh trong đội đặc chiến. Trong khoảng thời gian đó, Tô Thiên Lung cảm thấy những ngày tháng đó ấm áp và hạnh phúc nhất. Sau đó, Dương Tiêu thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn, mỗi lần Tô Thiên Lung bé thơ đều chờ đợi Dương Tiêu làm nhiệm vụ trở về. Một ngày nọ, anh Dương Tiêu trở về bất ngờ nói với cô rằng anh sẽ đi, anh đưa cô đến đoàn ca múa quốc gia. Phải nói tài năng ca múa của Tô Thiên Lung vượt xa người thường, cô nhanh chóng phát triển tài năng, sau đó chưa đầy 2 năm ở trong đoàn ca múa quốc gia, Tô Thiên Lung không nhịn được nhớ thương Dương Tiêu rời đoàn ca múa quốc gia đi tìm Dương Tiêu. Với khả năng ca hát và nhảy múa tốt, cô vừa rời đoàn ca múa quốc gia đã nhanh chóng được các công ty giải trí đánh giá cao, ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ. Tô Thiên Lung ra mắt năm 15 tuổi, từ đó cô phát triển vượt bậc, cho đến nay đã là thiên hậu châu Á trẻ tuổi. Trong 3 năm kể từ khi ra mắt, Tô Thiên Lung chưa từng nhận bất kỳ đại ngôn nào, chỉ nhằm nâng cao danh tiếng, mở rộng ảnh hưởng, thuận lợi tìm được Dương Tiêu hơn. 99% số tiền cô kiếm được đưa vào các công việc phúc lợi công cộng, cô không ngừng thầm cầu nguyện cho Dương Tiêu. Sau tất cả, Dương Tiêu là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Đứng ở cửa khách sạn, đạo diễn Phùng Cương chế nhạo nói, một nhân vật nho nhỏ để có thể tìm được cảm giác tồn tại chuyện gì cũng dám làm. Đạo diễn Phùng nói đúng, lần sau tôi gặp lại anh ta, tôi sẽ đánh anh ta một trận khóc lóc gọi cha gọi mẹ. Bạch Quỳnh độc ác nói. Hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại đây còn đều rằng Dương Tiêu đang có nhiệt, Tô Thiên Lung là thiên hậu châu Á trẻ tuổi làm sao có thể biết được một thằng dế nhưỡi. Cùng lúc đó, nhiều tập đoàn dược phẩm ở thành phố Trung Nguyên phồng bụng cười to. Đầu óc của lãnh đạo tập đoàn Tuyết Tiêu là bã đậu à? Mời thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung làm đại diện phát ngôn. Bọn họ nghĩ gì vậy? Lúc đầu, bên nước ngoài đưa cho Tô Thiên Lung gần 200 triệu tệ phí đại ngôn trong một năm còn bị từ chối. Làm sao bọn họ có thể mời được cô Thiên Lung cao quý thiên hậu trẻ tuổi? Tô Thiên Lung chưa từng nhận bất kỳ đại ngôn nào, đây là sự thật được công khai. Tập đoàn Tuyết Tiêu đã phạm sai lầm như vậy, thực sự buồn cười chết mát. Nhà họ Đường cũng biết được tin tức, Đường Hạo cười to, mời Tô Thiên Lung làm đại diện phát ngôn. Bọn Long Ngũ kia ngu thật. Vào lúc này, hầu hết tất cả các tập đoàn dược phẩm ở thành phố Trung Nguyên đều coi tập đoàn Tuyết Tiêu là trò đùa.
Bọn họ đều biết trong giới giải trí trong nước chỉ có Tô Thiên Lung là làm việc độc lập, có chính kiến của mình, đây cũng là nguyên nhân chính khiến vô số người hâm mộ. Người anh em, thế nào rồi? Long Ngũ gọi cho Dương Tiêu. Dương Tiêu bắt lực nói, gặp phải một chút vấn đề, đừng lo lắng. Bây giờ rất nhiều người đang xem trò cười của chúng ta. Long Ngũ châm chọc. Dương Tiêu không quan tâm nói, kệ cho bọn họ cười trước đi, e là cuối cùng bọn họ sẽ không cười được. Lần này Dương Tiêu không suy nghĩ kỹ càng, nếu anh có được phương thức liên hệ của Tô Thiên Lung thì chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết. Bên ngoài khách sạn, mọi người đang chuẩn bị giải tán, một bóng người xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ màu hồng bị sốt nhẹ chạy ra khỏi khách sạn. Anh Dương Tiêu, Tô Thiên Lung vừa chạy ra ngoài đã hét lên. Nữ thần, nhìn kìa, nữ thần đã ra ngoài rồi. Nhiều người có mặt kinh ngạc thay đổi vẻ mặt. Trời ạ, thật sự là nữ thần Thiên Lung. Không phải nữ thần bị sốt nhẹ sao? Tại sao lại đi ra hai? Hàng nghìn fan hâm mộ chuẩn bị rời đi đều âm thầm sửng sốt, không ai ngờ được lúc này Tô Thiên Lung lại chạy ra ngoài. Bạch Quỳnh cũng sửng sốt, nhìn khuôn mặt như thần tiên của Tô Thiên Lung, hai mắt anh ta sáng lên nói, cô Thiên Lung. Tô Thiên Lung liếc mắt nhìn, cô hoàn toàn không thấy bóng dáng Dương Tiêu đâu cả, lúc này cô đã hoảng sợ. Để tìm được Dương Tiêu, cô đã mất thời gian 5 năm. Trong 2 năm ở đoàn ca múa, Tô Thiên Lung vừa học tập vừa thăm hỏi tung tích của Dương Tiêu. Thân phận của Dương Tiêu rất đặc biệt, ngay cả tin tức về việc xuất ngũ cũng được giữ bí mật, cô cũng không có cách nào biết được. Sau 3 năm ra mắt, Tô Thiên Lung đã trở thành thiên hậu nổi tiếng châu Á trẻ tuổi, cô vẫn đang tìm kiếm tin tức của Dương Tiêu. Điều khiến Tô Thiên Lung tuyệt vọng là dường như Dương Tiêu đã biến mất khỏi thế giới, không hề có một chút tin tức nào. Cô không hề biết 5 năm qua Dương Tiêu không tiêu hao sức mạnh ẩn trốn trong nhà họ Đường. Biển người mênh mông nước ta có dân số khổng lồ 1,4 tỷ người, tìm Dương Tiêu không khác gì mò kim đáy bể. Cô Thiên Lung, sao cô lại ra đây? Tổng đạo diễn Phùng Cương cũng vô cùng sửng sốt. Nhìn về phía Phùng Cương, Tô Thiên Lung vội vàng hỏi, vừa nãy người bạn cũ nói muốn gặp tôi đâu? Bạn cũ, ánh mắt Phùng Cương đột nhiên đờ đẫn. Chẳng lẽ là tên khốn Tiêu Dương kia? Sắc mặt Bạch Quỳnh trở nên cứng ngắc. Nhận thấy có điều gì đó không đúng, Tô Thiên Lung nắm chặt bàn tay Hồng Hào, đôi mắt đẹp mở to, chẳng. Chẳng lẽ các người đã đuổi anh Dương Tiêu đi? Sao các người có thể đối xử với anh Dương Tiêu của tôi như vậy? Tôi, cảm nhận được lửa giận trên người Tô Thiên Lung, Phùng Cương ngắn người. Vừa rồi ông ta thật sự cho rằng Dương Tiêu tới đây lòe thiên hạ, ai ngờ cậu ta thật sự không nói đùa, thật sự quen biết với thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung. Hiển nhiên quan hệ giữa hai người không phải tầm thường. Không phải chứ, anh trai vừa nãy thực sự quen biết cô Thiên Lung, vậy mà tất cả chúng ta đều nhầm lẫn. Trong chốc lát Bạch Quỳnh sững sờ, tất cả những người vừa khinh thường Dương Tiêu đều bị gãy cằm, bọn họ hoàn toàn không kịp cảnh giác trước cảnh tượng này. Nhìn thấy dáng vẻ Phùng Cương muốn nói lại dừng, Tô Thiên Lung vừa nhìn đã hiểu chắc chắn là Phùng Cương và những người khác đã đuổi anh Dương Tiêu của cô đi. Cô tức giận nói, đạo diễn Phùng. Tôi sẽ không tham gia buổi họp báo phim nữa, các ông tự xử lý đi. Sao, cô Thiên Lung, cô không tham gia nữa. Đừng quên chúng ta đã ký hợp đồng, việc cô không hợp tác với nhà sản xuất chúng tôi là vi phạm hợp đồng. Đột nhiên Phùng Cương trở nên lo lắng. Tô Thiên Lung tức giận nói, vi phạm hợp đồng. Được, nếu các người nói vi phạm hợp đồng thì vi phạm đi, đổi luôn nữ chính của bộ phim đi, các người muốn xử lý như nào thì xử. Không được mở họp báo phim dưới danh nghĩa của tôi. Tôi sẽ không thiếu các người một xu tiền vi phạm hợp đồng. Không phải cô không có tinh thần hợp đồng, mà là hành động của Phùng Cương và những người khác hoàn toàn khiến Tô Thiên Lung tức giận. Cô quen biết Dương Tiêu từ khi còn nhỏ, đã tìm kiếm Dương Tiêu suốt 5 năm, trong lòng Tô Thiên Lung, Dương Tiêu chính là cả thế giới của cô. Trong 5 năm qua, Tô Thiên Lung không ngừng nhớ về việc cô đã gặp Dương Tiêu như thế nào. Hôm nay anh Dương Tiêu của cô đã bị đuổi đi một cách tùy tiện và vô lý. Khiến Tô Thiên Lung rất tức giận. Mình đã từng gầy nhỏ cần anh Dương Tiêu che chở, bây giờ Thiên Lung đã lớn hoàn toàn có thể bảo vệ anh Dương Tiêu. Cô Thiên Lung, cô không nói đùa chứ? Phùng Cương hoảng sợ. Nếu Tô Thiên Lung đơn phương chấm dứt hợp đồng, đối với ông ta sẽ tạo ra tổn thất không thể đo lường được. Xét cho cùng, bộ phim này chủ yếu được hỗ trợ bởi danh tiếng thiên hậu châu Á trẻ tuổi của Tô Thiên Lung, phía bên cục kia cũng đã qua thẩm tra. Nếu bây giờ nữ chính đột ngột bị thay đổi, một khi phim được công chiếu doanh thu phòng vé chắc chắn sẽ giảm mạnh, bản thân ông ta cũng sẽ bị một số lượng lớn fan hâm mộ Tô Thiên Lung chửi như chó.
Trong 3 năm qua, Tô Thiên Lung không có lịch sử đen tối, một khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, e rằng không ít người trong giới giải trí sẽ chê cười ông ta. Tô Thiên Lung lạnh lùng nói, tôi không nói đùa với ông, đạo diễn Phùng, chúng ta chấm dứt hợp đồng đi. Am nhìn thấy khuôn mặt như băng giá của Tô Thiên Lung, Phùng Cương như bị sét đánh, suýt ngã quy. Cô Thiên Lung, tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Vì thằng nhóc vừa nãy sao? Phùng Cương không cam lòng hét lên. Tô Thiên Lung lạnh lùng nói, đúng vậy, đúng là vì anh ấy. Thằng nhóc kia có đức hạnh gì mà lại có thể được cô Thiên Lung đối xử trịnh trọng như vậy? Phùng Cương như sắp phát điên. Nghĩ đến vẻ mặt dịu dàng của Dương Tiêu, Tô Thiên Lung cười dịu dàng, bởi vì anh ấy là anh Dương Tiêu của tôi. Sau đó, Tô Thiên Lung mặc kệ Phùng Cương và những người khác, lên xe đuổi theo hướng Dương Tiêu biến mất. Ông khi Tô Thiên Lung rời đi, cảnh tượng bỗng chốc sôi trào. Oh my god, nữ thần Thiên Lung quá bá đạo, yêu rồi yêu rồi. Đúng vậy, chỉ là không ngờ thằng nhóc kia lại có lai lịch lớn. Lúc nãy Bạch Quỳnh vẫn đang giễu võ Dương Oai dở đỡ, sửng sốt, anh ta hoàn toàn không hiểu một thằng dế nhũi mà lại có thể khiến thiên hậu châu Á trẻ tuổi quan tâm như vậy. Tiền độ bên điện hạ thế nào rồi? Lý Minh Hiên lái xe đến tập đoàn Tuyết Tiêu. Bây giờ tập đoàn Tuyết Tiêu mới thành lập, Long Ngũ chưa đủ kinh nghiệm quản lý, trong khoảng thời gian này Lý Minh Hiên cần phải thường xuyên tới trợ giúp. Long Ngũ nói, tình huống không tốt lắm, hình như vừa nãy còn chưa gặp được. Họ hai Lý Minh Hiên có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh ta, Dương Tiêu thần thông quảng đại, với năng lực của Dương Tiêu cho dù anh không có được đại ngôn, nhưng gặp Tô Thiên Lung cũng không phải là vấn đề lớn. Bịch bịch. Lúc này, đội trưởng đội bảo vệ thỏ hồn hển chạy tới chỗ hai người, Long Tổng, Lý Tổng. Sao vậy? Long Ngũ nhìn đội trưởng đội bảo vệ. Sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ sợ hãi nói, ở cửa có một cô gái tới mong được gặp, hình như người kia là cô Tô Thiên Lung thiên hậu châu Á trẻ tuổi. Cô Tô Thiên Lung, Long Ngũ và Lý Minh Hiên nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, Long Ngũ vội vàng nói, nhanh, mau mau mời người ta vào. Cùng lúc đó, Dương Tiêu đã gặp rắc rối. Trên đường trở về biệt thự bên Hồ Nhạn Minh, hàng chục chiếc xe ô tô vây quanh anh. Dương Tiêu sờ mũi, nói không nên lời, thật sự là sóng không yên, không thể để tôi nhàn rỗi một chút sao. Dương Tiêu, đồ khốn kiếp mau xuống đây cho tôi. Ngay sau đó, một người phụ nữ mảnh mai trong bộ đồ tập thể dục màu trắng trừng mắt với Dương Tiêu. Anh nhìn thì thấy Lam Vi Vi bạn thân của Đường Mộc Tuyết đang giận dữ trừng mắt nhìn anh. Nhìn thấy đó là Lam Vi Vi một con khủng long giống cái không phân rõ trắng đen, Dương Tiêu cười khổ, tôi nói này chị cả, cô chặn xe của tôi làm gì? Hừ, Dương Tiêu anh mau cút xuống đây, hôm nay bà cô đây sẽ đập anh thành đầu heo. Lam Vi Vi nhìn chằm chằm Dương Tiêu tức giận hét lên. Nghĩ đến chuyện Dương Tiêu dám vụng trộm sau lưng Đường Mộc Tuyết bạn thân mình, lần trước gặp mặt còn sờ đùi ăn đậu hũ của mình, Lam Vi Vi nghiền răng căm hận Dương Tiêu. Chậc chậc chậc, Dương Tiêu, hôm nay anh xong đời rồi. Bóng dáng Triệu Vô Cực bước ra khỏi đám đông. Nhìn thấy Triệu Vô Cực lại đến, khóe miệng Dương Tiêu co giật, anh biết ngay là Triệu Vô Cực ở giữa ba phải mà. Để ngăn Lam Vi Vi tấn công mình, Dương Tiêu không xuống xe, mở cửa sổ chán nản nói, cô Lam, cô là bạn thân nhất của Mộc Tuyết, cô không biết Mộc Tuyết là người như thế nào sao? Mộc Tuyết luôn luôn giữ mình trong sạch, nếu tôi thực sự đi vụng trộm, cô cảm thấy Mộc Tuyết sẽ tha thứ cho tôi. Anh bớt ngụy biện đi, Mộc Tuyết là người có lòng tốt, anh lợi dụng lòng tốt của Mộc Tuyết bắt nạt cô ấy. Lam Vi Vi lạnh lùng nói. Dương Tiêu đau đầu nói, cô Lam, tôi không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với cô, tôi có chuyện phải làm, để tôi đi. Có chuyện, có phải anh lại đi tán gái? Lam Vi Vi nói lời tục tu. Dương Tiêu chán nản, tán gái. Cô thật sự hiểu lầm Dương Tiêu tôi rồi. Nếu tôi làm chuyện có lỗi với Mộc Tuyết, Dương Tiêu tôi sẽ bị xám xét đánh chết. Thật sao, bọn đàn ông khốn nạn như các anh đều nói như vậy. Lần trước anh trêu đùa tôi thì nói sao? Lam Vi Vi vặn lại. Dương Tiêu sững sờ, trêu đùa. Tôi trêu đùa cô khi nào? Anh không biết xấu hổ, còn không thừa nhận. Anh, lần trước anh chạm vào tôi, anh quên rồi hả? Lam Vi Vi nhìn chằm chằm Dương Tiêu, chỉ muốn đánh Dương Tiêu. Nhìn thấy dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận của Lam Vi Vi, Dương Tiêu ngổn ngang. Lần trước chẳng phải anh chỉ vô tình chạm vào đùi trong của Lam Vi Vi thôi sao? Chuyện này thì tính là gì? Anh đâu có chạm vào nữa đâu. Ánh mắt Dương Tiêu giật giật, tôi nói lần trước chỉ là ngoài ý muốn cô tin không?
ngoài ý muốn, tôi tin cái đầu quỷ nhà anh. Lần trước tôi đã nói rồi, trong ngày khai trương phòng tập võ tôi sẽ đánh anh trước mặt mọi người. Hôm nay phòng tập võ của tôi khai trương, là thời điểm thực hiện lời hứa của tôi. Lam Vi Vi nắm chặt nắm đấm. Dương Tiêu kinh ngạc, nhanh như vậy. Dương Tiêu, nếu anh là đàn ông thì hãy đến phòng tập võ so tài với tôi, đừng có lằng nha lằng nhằng như tiểu thư. Lam Vi Vi khiêu khích. Nhìn chằm chằm vẻ mặt nhiệt tình của Lam Vi Vi, Dương Tiêu thở dài, anh thật sự không muốn xảy ra xích mích với Lam Vi Vi. Triệu Vô Cực chậm rãi bước tới, khinh thường nói, Dương Tiêu, anh có phải đàn ông không? Do dự như cháu trai thế hả? Anh sẽ không phải là cháu trai đấy chứ? Ha 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 hai. Nghe vậy, một đám người có mặt tại hiện trường cười rộ lên, tiếng cười cực kỳ chói tai, như thể Dương Tiêu nhát gan từ đầu tới chân. Dương Tiêu khịt mũi nhìn Triệu Vô Cực đang âm thầm thêu dệt chuyện, tôi có phải cháu trai hay không còn cần anh tới chỉ trỏ. Không thì hai chúng ta thử xem sao. Hai chúng ta thử xem. Xí, thân phận của tôi là gì? Tôi không thèm so tài với loại phế vật như anh. Triệu Vô Cực tràn đầy kiêu ngạo. Để anh ta so tài với Dương Tiêu, đây không phải kêu anh ta đi tìm chết sao? Lần trước Dương Tiêu đấu với Lam Vi Vi, có thể thấy rõ Lam Vi Vi có kỹ năng phi thường còn không đánh bại được Dương Tiêu, bị Dương Tiêu ăn đậu hũ. Quan trọng nhất là trước khi đi Dương Tiêu đã đắm lên chiếc Lamborghini của mình, điều đáng sợ là cửa sổ chiếc Lamborghini của anh ta đã bị vỡ. Má nó này quá đáng sợ. Cửa sổ của một chiếc siêu xe thể thao đẳng cấp thế giới bị đập vỡ tan tành. Đây là chuyện mà con người làm được sao? Đừng quên, cho dù kính của một chiếc ô tô bình thường cũng không phải là con người sử dụng sức mạnh của mình có thể làm vỡ được. Dương Tiêu cười lắc đầu, anh hiểu bây giờ Triệu Vô Cực này đang đóng vai trò là một người khích bác ly gián, có tình làm cho mối quan hệ của anh và Lam Vi Vi trở nên cứng nhắc hơn. Dương Tiêu nghiêm nghị nhìn Lam Vi Vi nói, cô Lam, Dương Tiêu tôi đã bị sỉ nhục 5 năm. Nhưng trong 5 năm này tôi chưa từng làm gì có lỗi với Đường Mộc Tuyết, chuyện lần trước ở Xuân Thượng Nhân Gian là tôi bị Đường Hạo và Đường Dĩnh gài bẫy. Trong nội bộ nhà họ Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh vẫn luôn nhắm vào Mộc Tuyết, chuyện này hẳn là cô biết rất rõ, bọn họ đang muốn phá hủy mối quan hệ giữa tôi và Mộc Tuyết, bây giờ Mộc Tuyết đã hiểu điều đó. Hơn nữa, Triệu Vô Cực này không phải người tốt gì. Để có thể theo đuổi được Mộc Tuyết có chuyện gì mà anh ta không làm được. Đặc biệt là nhắm vào tôi có thể nói là cực kỳ bị ổi. Hy vọng cô Lam cảnh giác cao độ tránh bị kẻ vô liêm sỉ lợi dụng. Thằng khốn, mày mắng ai là kẻ vô liêm sỉ? Nghe vậy, Triệu Vô Cực tức giận hét lên. Nghe thấy lời của Dương Tiêu, Lam Vi Vi suy nghĩ cẩn thận, cô cho rằng lời nói của Dương Tiêu rất có lý, có quá nhiều người trong nhà họ Đường nhắm vào Đường Mộc Tuyết, bọn họ thật sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mà, lần trước Dương Tiêu thực sự sàm sỡ cô, còn nói cô ngực nhỏ, điều này làm cho Lam Vi Vi thực sự tức giận. Triệu Vô Cực giật dây nói, cô Lam, cô đừng để bị dấu hiệu giả tạo này làm mù mắt, tên này toàn nghĩ xấu, lần trước anh ta còn sàm sỡ cô. Nếu thân thủ tôi phi thường tôi đã đánh tên cặn bã này đến mức nửa đời sau nằm trên giường từ lâu rồi. Dương Tiêu, mặc kệ như, thế nào, hôm nay giữa tôi và anh nhất định phải có kết thúc. Lam Vi Vi càng tức giận hơn. Sống hơn 20 năm. Cô chưa từng bị người khác giới sàm sỡ, đùi trong là bộ phận rất nhạy cảm của người con gái. Nhìn thấy Lam Vi Vi kiên trì, Dương Tiêu cười khổ nói, xem ra không thể nói chuyện. Đương nhiên không thể nói rồi, yên tâm, tôi sẽ gọi cấp cứu cho anh. Lam Vi Vi lạnh lùng nói. Dương Tiêu bất lực nhún vai, được rồi, nếu cô Lam đã muốn chấm dứt thì hôm nay tôi sẽ chấm dứt cùng cô, đi thôi, đến phòng tập võ của cô. Từ nhỏ Dương Tiêu đã hiểu được một chân lý. Đó là nói chuyện đạo lý với phụ nữ là không có đạo lý gì mà nói, một khi phụ nữ càn quấy thì quả thực rất đau đầu. Hơn nữa, Lam Vi Vi này là bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết, hiện tại Lam Vi Vi mở phòng tập võ ở Trung Nguyên, sau này cúi đầu không thấy ngắng đầu thấy. Nếu hôm nay không giải quyết triệt để thì e rằng sau này sẽ gặp không ít phiền phức. Dương Tiêu sợ nhất là phiền phức, cho nên dứt khoát giải quyết một lần cho xong. Tốt, hy vọng anh không chạy trốn, làm một người đàn ông đi. Lam Vi Vi hằn học liếc nhìn Dương Tiêu, sau đó bước lên chiếc Audi màu trắng của cô. Dương Tiêu quay xe đi theo chiếc Audi màu trắng đến một phòng tập võ thái cực quyền ở ngoại ô phía nam thành phố Trung Nguyên. Để ngăn chặn Dương Tiêu chạy trốn, phía trước và phía sau có hàng chục chiếc xe đã vây chặt chiếc Maserati của Dương Tiêu, người nào không biết sẽ cho rằng ông lớn nào đó đang được bảo vệ.
Dương Tiêu rất không nói nên lời, anh cảm thấy như bị bắt làm con tin. Bên trong tập đoàn Tuyết Tiêu, Long Ngũ nhìn thấy Tô Thiên Lung tràn đầy khí chất tuổi trẻ, kinh ngạc nói, cô là Tô Thiên Lung, cô Tô. Sao vậy, trông không giống à, thật 100% luôn. Khuôn mặt dịu dàng của Tô Thiên Lung tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Vừa rồi cô đuổi theo Dương Tiêu thì bị mát dấu, nhưng cô nghe nói Dương Tiêu đang tìm mình là vì chuyện làm người phát ngôn cho một công ty dược phẩm tên là Tập đoàn Tuyết Tiêu. Vì vậy, Tô Thiên Lung tìm đến cửa, cô biết khi đến đây tìm anh Dương Tiêu mà cô đã tìm suốt 5 năm sẽ dễ dàng hơn. Long Ngũ thốt lên, không, chỉ là tôi ngạc nhiên vì cô Tô trẻ trung xinh đẹp tự nhiên như vậy. Người thật còn đẹp đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Thật sao, anh Dương Tiêu đâu? Tô Thiên Lung sốt ruột hỏi. Bị Tô Thiên Lung hỏi như vậy, Long Ngũ thắc mắc, không biết. Theo đạo lý thì giờ này Dương Tiêu không về nhà thì sẽ đến công ty, cô Tô chờ một chút, bây giờ tôi sẽ gọi cho thằng nhóc đó ngay. Long Ngũ đại ca, có chuyện gì sao? Dương Tiêu đang đi tới phòng tập võ, nhận được điện thoại của Long Ngũ liền hỏi. Long Ngũ thấp giọng nói, người anh em, cậu đang ở đâu? Cô Tô, Tô Thiên Lung đến rồi. Hả, không phải chứ, hiện tại tôi đang gặp rắc rối, không đi được, anh đưa điện thoại cho con nhóc đó đi. Dương Tiêu thấp giọng nói. Long Ngũ không chần chừ đưa điện thoại cho Tô Thiên Lung, tên nhóc kia bảo tôi đưa điện thoại cho cô. Thật sao, Tô Thiên Lung cầm lấy điện thoại, mặt đẹp đỏ bừng, trong lòng như có con nai con chạy, lo lắng không biết nên nói như thế nào. Vừa trả lời điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng của Dương. Tiêu vang lên, nhóc. Không phải em đang sốt sao? Sao? Lại chạy ra ngoài, bây giờ anh có chút chuyện cần giải quyết, lát nữa sẽ tìm em sau. Nghe thấy giọng nói mà mình nhớ thương, Tô Thiên Lung kích động suýt khóc. Cô đã tìm kiếm Dương Tiêu suốt 5 năm, trong lòng Tô Thiên Lung, Dương Tiêu chính là cả thế giới của cô. Vâng, anh Dương Tiêu, anh làm việc trước đi, Thiên Lung chờ anh về. Trong đôi mắt tràn ngập tinh tường của Tô Thiên Lung đã ươn ướt. Cúp điện thoại. Dương Tiêu cười thoải mái, không khác gì, con nhóc này so với trước kia không thay đổi chút nào, bây giờ chắc đã mặn mà hơn rồi nhỉ. Năm đó, Dương Tiêu đi ngang qua cô nhỉ viện, nhìn thấy Tô Thiên Lung bị bắt nạt anh tiến lên quát mắng bọn trẻ. Từ tận đáy lòng, Dương Tiêu cảm thấy thương xót Tô Thiên Lung. Bởi vì anh cũng có cảm giác như vậy, năm đó anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô, phải chịu mọi ấm ức đau khổ. May mắn anh là con trai, khẽ cắn răng chịu đựng cũng chịu được. Tô Thiên Lung thì khác, cô là bé gái lớn lên trong cô nhi viện, môi trường có thể hủy hoại một con người, nếu Tô Thiên Lung tiếp tục bị như vậy thì thế giới sẽ rất u ám. Vì vậy, Dương Tiêu bảo vệ Tô Thiên Lung, hy vọng Tô Thiên Lung có thể khỏe mạnh, hạnh phúc lớn lên, anh. Cũng coi Tô Thiên Lung như em gái ruột của mình. Anh Dương Tiêu, Thiên Lung ở đây chờ anh về, lần này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Tô Thiên Lung kích động suýt khóc. Nhìn thấy dáng vẻ Tô Thiên Lung như vậy. Long Ngũ thấp giọng nói với Lý Minh Hiên, cậu nói xem thằng nhóc Dương Tiêu này lại tạo nghiệt à. Ngay cả bé gái cũng không tha. Chuyện này, Lý Minh Hiên hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Long Ngũ sờ cằm dáng vẻ như có thể nhìn thấu tất cả bí mật của Dương Tiêu, không ngờ thằng nhóc này chơi bời trăng hoa, ngay cả bé gái cũng không tha, cầm thú, thật sự là cầm thú. May mà Dương Tiêu không có mặt, nếu như nghe thấy Long Ngũ trêu chọc anh như vậy. Có lẽ Dương Tiêu sẽ nôn ra máu ngay tại chỗ. Anh chỉ đơn thuần coi Tô Thiên Lung như em gái của mình, không hề xen lẫn bất kỳ mối quan hệ cá nhân giữa nam và nữ nào. Vốn dĩ Tô Thiên Lung định đợi Dương Tiêu ở đây, nhưng đạo diễn Phùng Cương nổi giận đã trực tiếp kiện ra tòa. Bây giờ Phùng Cương là vò đã mẻ không sợ sứt, Tô Thiên Lung không để ông ta tốt, ông ta cũng sẽ không cho Tô Thiên Lung được yên, cùng lắm là cá chết lưới rách. Anh Long Ngũ, anh Lý, bây giờ tôi phải về xử lý chuyện quan trọng. Đây là cách thức liên lạc của tôi, khi anh Dương Tiêu trở lại, nhất định phải để anh ấy liên lạc với tôi. Từ Quyên, người đại diện của cô gọi điện tới, Tô Thiên Lung không ra mặt giải quyết không được. Long Ngũ do dự, cô Tô, cô nghĩ sao về chuyện làm người phát ngôn của công ty? Chuyện của anh Dương Tiêu chính là chuyện của Thiên Lung, yên tâm, tôi đồng ý chuyện người phát ngôn này. Tô Thiên Lung nở một nụ cười ngọt ngào. Sở dĩ cô làm việc chăm chỉ như vậy là để tìm Dương Tiêu, hiện tại đã tìm được Dương Tiêu, đối với cô một đại ngôn không là gì cả. Ngay sau khi Tô Thiên Lung đồng ý làm người phát ngôn cho tập đoàn Tuyết Tiêu, toàn bộ ngành dược phẩm ở thành phố Trung Nguyên đã sôi sục. Cái gì,
Thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung đồng ý làm người phát ngôn cho tập đoàn Tuyết Tiêu. Làm sao có thể? Đờ mò, tin tức này có đáng tin không? Không phải Tô Thiên Lung không nhận bất kỳ đại ngôn nào sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đậu xanh rau mát, tập đoàn Tuyết Tiêu đã làm như thế nào? Chẳng lẽ phía sau tập đoàn Tuyết Tiêu có ông lớn nào chống lưng sao? Nhóm thương nhân dược phẩm đứng xem trò đùa của tập đoàn Tuyết Tiêu giờ không thể cười được nữa, bọn họ đều cảm thấy khủng hoảng. Người nhà họ Đường biết được tin tức, Đường Hạo sững sờ, có được đại ngôn. Máu chó như vậy, không phải bọn Long Ngũ tung tin đồn chứ. Vào lúc này, các công ty dược phẩm ở thành phố Trung Nguyên chưa từng tìm cách hợp tác với tập đoàn Tuyết Tiêu đều cảm thấy rất bất an. Chuyện Thiên hậu châu Á làm người phát ngôn cho tập đoàn Tuyết Tiêu là điều mà bọn họ không ngờ tới. Kít! Đi theo chiếc Audi màu trắng của Lam Vi Vi, Dương Tiêu nhanh chóng đến lối vào của phòng tập võ có tên Thượng Võ Đường ở ngoại ô phía nam. Thượng Võ Đường, tên hay, vừa xuống xe hai mắt Dương Tiêu sáng lên khi nhìn rõ tấm biển hiệu. Được Dương Tiêu khen ngợi, Lam Vi Vi tự hào nói, điều đương nhiên. Không tệ, có văn hóa bản lĩnh, Dương Tiêu cười nói. Tinh thần thượng võ thực sự không có nghĩa là chiến đấu ác liệt, yêu thích chiến tranh, mà là một tinh thần không bao giờ chịu áp bức, một tinh thần dám chống lại bất công. Dương Tiêu biết một dân tộc không có tinh thần võ thuật ở nước ngoài chắc chắn sẽ bị ngoại lực áp đảo, một dân tộc không có tinh thần võ thuật khi ở trong nước nhất định sẽ tụt hậu so với thời đại. Thượng Võ Đường, tên này thật sự rất hay. Cô Lam, vừa bước vào sảnh Thượng Võ Đường, đã có rất nhiều khách mời đến chúc mừng. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với việc khai trương Thượng Võ Đường, rất nhiều võ sĩ từ thành phố Trung Nguyên đã đến chúc mừng. Lam Vi Vi kế thừa võ sư thái cực quyền số 1 ở trong nước, hiện bản thân Lam Vi Vi là võ sư thái cực quyền trẻ nhất trong lịch sử của thành phố Trung Nguyên, được rất nhiều người luyện võ kính trọng. Thượng Võ Đường vừa khai trương, rất nhiều phụ huynh ở thành phố Trung Nguyên đã đến đăng ký cho con em mình học võ thực thụ ở Thiên Phủ Chi Quốc. Khi còn nhỏ Lam Vi Vi không chỉ học thái cực quyền mà còn học rất nhiều môn võ trong nước. Lam Vi Vi vừa bước vào Thượng Võ Đường, cô nắm chặt tay như một nữ hiệp nói, cảm ơn tất cả mọi người đã đến động viên, nhưng bây giờ Vi Vi có một cuộc đấu tay đôi cần phải giải quyết. Cô Lam định ra tay sao? Nghe xong lời này, rất nhiều người có mặt đều trở nên phần khích. Lam Vi Vi trở lại thành phố Trung Nguyên chưa được bao lâu, cô cũng đã bàn luận với một số nhân vật nặng ký của Hiệp hội võ thuật trong tỉnh, rất nhiều người chưa từng thấy Lam Vi Vi ra tay. Tính toán của Lam Vi Vi rất hay, cô có thể dùng cơ hội dạy dỗ Dương Tiêu thể hiện được kỹ năng võ thuật cao siêu của mình. Không thể không nói, vì cô là con gái nên rất nhiều võ sĩ ở thành phố Trung Nguyên đã đặt câu hỏi về khả năng của cô. Hôm nay Thượng Võ Đường khai trương, cô vừa ra tay thì tất cả những ai nghi ngờ khả năng của cô sẽ đều im bặt. Triệu Vô Cực nhìn Dương Tiêu châm chọc, phế vật. Tự cầu nhiều phúc đi, lần này anh bị đánh thành đầu heo là cái chắc. Lần trước chủ yếu là kỳ của Lam Vi Vi đến, thực sự không tiện ra tay, bây giờ kỳ của Lam Vi Vi đã hết, theo quan điểm của Triệu Vô Cực, nhất định Lam Vi Vi sẽ đánh Dương Tiêu thành đầu heo. Đánh thành đầu heo, anh chắc chắn như vậy. Dương Tiêu khít mũi. Dương Tiêu hạ quyết tâm, chờ bàn luận xong với Lam Vi Vi, nhất định anh phải tìm cơ hội dạy dỗ Triệu Vô Cực, nếu không tên này sẽ khiến cho người ta chán ghét. Lam Vi Vi tập trung nhìn Dương Tiêu, Dương Tiêu, tới đánh đi. Nhìn theo ánh mắt của Lam Vi Vi, hầu hết tất cả mọi người đều khóa chặt ánh mắt vào Dương Tiêu. Chính là tên này không biết sống chết trêu chọc cô Lam à. Thật là can đảm. Đúng vậy, tên này can đảm thật, dám trêu chọc cô Lam, không biết chữ chết viết như nào sao. Lạnh, tên nhóc này chắc chắn lạnh, anh xem tên nhóc này gầy gò, e là cô Lam đạp một cú đã nằm bẹp trên mặt đất mà không dậy nổi. Chuyện lần trước Lam Vi Vi bị Dương Tiêu ăn đậu hũ là do Triệu Vô Cực châm ngòi thổi gió truyền ra ngoài, rất nhiều người có mặt tại hiện trường chờ đợi Dương Tiêu bị đánh năm bẹp. Tôi tuyên bố trước, dừng lại ở đây. Dương Tiêu nói trước, mặc kệ Lam Vi Vi hiểu lầm mình như thế nào, thì Lam Vi Vi vẫn luôn là bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết. Lam Vi Vi khít mũi, bớt nói nhảm, đánh đi. Được thôi, nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt Lam Vi Vi, Dương Tiêu chỉ có thể bước tới. Mọi người biết ý lui ra nhường chỗ cho hai người. Trong mắt Lam Vi Vi lóe lên một loại ánh sáng, cẩn thận nhé. Vèo ngay sau đó, Lam Vi Vi đã chủ động tấn công, chân dài xinh đẹp của cô lập tức đá về phía ngực của Dương Tiêu. Lam Vi Vi di chuyển cực nhanh, nhanh gấp mấy lần tốc độ của người thường,
cực kỳ bùng nổ. Tốc độ nhanh, mọi người có mặt tại hiện trường đều thốt lên. Dương Tiêu kinh ngạc nói, đờ mờ, đây mà là Thái Cực Quyền sao? Đây rõ ràng là Sanda mà. Thái Cực Quyền nhấn mạnh vào việc khắc phục sức mạnh bằng sự mềm mỏng và đánh bại kẻ mạnh bằng điểm yếu. Lam Vi Vi đã trực tiếp đánh đổ nhận thức của Dương Tiêu về Thái Cực Quyền. A Mồ trong khoảnh khắc tiếp theo, vang lên một âm thanh cực kỳ chói tai. Hả, xảy ra chuyện gì? Mọi người đều kinh ngạc khi nghe thấy âm thanh chói tai. Như mọi người đều biết, vừa rồi Dương Tiêu dễ dàng tránh được toàn bộ đòn đánh của Lam Vi Vi, và sau đó âm thanh chói tai vang lên. Quay lại nhìn thì thấy tấm bảng thượng võ đường bị đá nát, những mảnh vỡ của tấm bảng rơi xuống đất. Bịch bịch bịch. Ngay sau đó, một nhóm người mặc đồng phục Taekwondo ì lao vào sảnh. Nhìn thấy nhóm khách không mời này, Dương Tiêu nhìn Lam Vi Vi trêu chọc, chậc chậc, cô Lam, xem ra có người tới đập phá. Các người là ai? Trong phút chốc sắc mặt Lam Vi Vi u ám. Người bên kia đã đá tấm bảng của cô ra thành nhiều mảnh khiến Lam Vi Vi rất tức giận. Người thanh niên cầm đầu liếc nhìn cảnh tượng chế nhạo, thượng võ đường. Rác rưởi, võ thuật Trung Hoa của các người đều là rác rưởi, Thái Cực Quyền chó má gì, đứng trước Taekwondo Hàn Quốc của tôi hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Võ thuật Trung Hoa hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Nghe vậy, trong mắt Dương Tiêu lóe lên một tia lạnh lùng. Vốn dĩ anh định xem náo nhiệt, nhưng bên kia lại xông lên làm nhục võ thuật Trung Hoa khiến Dương Tiêu không thể bình tĩnh được. Nhìn thấy thanh niên cầm đầu kiêu căng ngạo mạn, trên mặt Lam Vi Vi chợt nổi lên một tia lạnh lẽo. Hôm nay là ngày quan trọng khai trương thượng võ đường, ban đầu cô định dạy dỗ Dương Tiêu để thể hiện kỹ năng võ của mình. Không ngờ, khi cô đang đấu với Dương Tiêu, có người xông vào đập phá, mắng võ thuật Trung Hoa là rác rưởi, điều này khiến Lam Vi Vi người vô cùng yêu nước rất tức giận. Dương Tiêu liếc nhìn đám người chế nhạo nói, hóa ra là một đám người Taekwondo Hàn Quốc. Có cần tôi giúp giải quyết bọn họ không? Không cần, Lam Vi Vi lạnh lùng nói. Dương Tiêu cũng không nói quá nhiều lời, được rồi, lúc nào cần thì gọi tôi. Nếu như nhóm người này chỉ đơn giản tới đập phá, Dương Tiêu sẽ chỉ xem náo nhiệt. Hiện tại đám người này lại làm nhục võ thuật Trung Hoa, điều này khiến Dương Tiêu không vui. Nhưng Dương Tiêu có thể nhìn ra được đám người này võ công cao cường, có lẽ sẽ khó đối phó. Nếu đám người này không có chút sức lực nào dám đập phá phòng tập võ của nữ khủng long bạo chúa này, thì chẳng phải là đến chịu đòn sao? Láo xược, đám người học võ tới tham gia lần lượt mắng chửi. Lam Vi Vi nhìn đám đông nghiêm nghị nói, mọi người, hôm nay là ngày vui khai trương của thượng võ đường. Không cần mọi người nhọc lòng về những rắc rối của thượng võ đường. Nói như vậy đám người học võ mới chịu ngừng, họ tin rằng thực lực của Lam Vi Vi đủ sức giải quyết đám khách không mời này. Quản lý trưởng, đối phương rất hung hăng, một người trung niên trong trang phục Thái Cực Quyền đứng dậy đi tới chỗ Lam Vi Vi. Người trung niên là Địch Hồng, một cao thủ Thái Cực Quyền nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên, được Lam Vi Vi mời làm phó quản lý của thượng võ đường. Lam Vi Vi gật đầu, Địch Hồng liếc nhìn đám khách không mời. Lạnh lùng nói, hôm nay các người muốn làm gì? Làm gì, đương nhiên là đập phá, thượng võ đường chó má, Thái Cực Quyền chó má, thật là sỉ nhục võ thuật. Nếu tất cả các người quỳ xuống bái tôi làm thầy, tôi có thể dạy cho các người Taekwondo Hàn Quốc chân chính nhất. Tên thanh niên cầm đầu ngạo nghễ nói. Cậu chủ nói đúng, Thái Cực Quyền là chó má gì? Chẳng qua là khoa tay múa chân mà thôi, giống như các cụ già ở Thiên Phủ chỉ quốc các người nhảy múa trên quảng trường. Ha 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 hai. Đám khách không mời đều cười rộ lên, như thể Thái Cực Quyền không đáng nói trước mặt Taekwondo Hàn Quốc. So sánh Thái Cực Quyền với múa trên quảng trường, nhóm người học võ có mặt tại hiện trường đều tức giận, đó đơn giản là một loại sỉ nhục đối với võ thuật của nước bọn họ. Địch Hồng lạnh lùng nói, Ace ngồi đáy giếng, làm sao các người có thể biết được tinh túy rộng lớn của Thái Cực Quyền? Sao? Không phục. Đám người học võ các người khoe khoang trước mặt Taekwondo Hàn Quốc của tôi làm gì? Còn chẳng phải tất cả đều bị Taekwondo Hàn Quốc của chúng tôi đánh bại sao? Tên cầm đầu ché diễu. Nhóm người này lại tới, thật là đáng ghét. Một số người nhận ra thân phận của những người này. Gần đây, một nhóm võ sĩ trẻ Hàn Quốc tập Taekwondo đã đến thành phố Trung Nguyên, phá khắp mọi phòng tập. Nhiều võ đường đã bị các võ sĩ Taekwondo trẻ tuổi của Hàn Quốc đập phá. Thậm chí một số võ sĩ còn bị họ đánh phải nhập viện. Nhóm người này kiêu ngạo ngang ngược, không coi ai ra gì, nói năng cuồng vọng nhiều lần, không thèm quan tâm tới võ thuật Trung Hoa. Một nhóm học viên của thượng võ đường tức giận nắm chặt tay, nếu Lam Vi Vi, Địch Hồng ra lệnh,
e là tất cả sẽ lao về phía trước so tài với những người này. Địch Hồng bước tới nói, võ thuật Trung Hoa rộng lớn và thâm sâu, nguồn gốc sâu xa, có lịch sử lâu đời. Những gì các người thấy chỉ là phần nổi của tảng băng. Hôm nay, thượng võ đường của chúng tôi khai trương, các người tới đá nát tấm biển sân khấu của chúng tôi, thủ đoạn rất đáng ghét. Cậu, đi ra, hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Địch Hồng chỉ vào người thanh niên cầm đầu, muốn dạy dỗ cho anh ta một bài học. Nhìn thấy Địch Hồng thực sự khiêu khích thanh niên cầm đầu, đám thanh niên Hàn Quốc tập võ đều cười rộ lên. Ôi trời, ông chú à, chú muốn dạy cậu chủ của tôi một bài học sao? Thân thể này của chú có được không đấy? Đúng vậy, ông chú à, chú được không? Đợi lát nữa cậu chủ của chúng tôi ra tay, e rằng cơ thể chú sẽ rã rời. Thực lực của cậu chủ chúng tôi mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ một chiêu này sẽ mất đi nửa mạng của chú đó. Bị đám thanh niên Hàn Quốc làm nhục, toàn thân Địch Hồng run lên, là cao thủ đứng đầu thành phố Trung Nguyên, ông ta chưa bao giờ bị khinh thường như vậy. Chẳng phải các người khinh thường võ thuật Trung Hoa của tôi sao? Bước ra bàn luận rõ ràng thì sẽ biết ai mạnh ai yếu. Thanh niên cầm đầu chắp tay khinh thường nói, ông không đủ tư cách chiến đấu với tôi. Cái gì, không đủ tư cách chiến đấu? Ngay khi lời này vừa dứt, tất cả những võ sĩ có mặt trong thượng võ đường không thể bình tĩnh nữa. Người khác không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ thái cực quyền của Địch Hồng rất nổi bật ở thành phố Trung Nguyên, ngoài Lam Vi Vi ra thì ít ai có thể so được với Địch Hồng. Kiêu ngạo, liên tiếp bị sỉ nhục, Địch Hồng thẹn quá thành giận. Dương Tiêu đứng bên cạnh khóe miệng giật giật, người thanh niên cầm đầu này thật đúng là giả vờ đủ. Dương Tiêu không phải thần tiên, nếu hai người không đấu với nhau, anh không thể biết ai trong hai người mạnh hơn. Chỉ cần cả hai cùng ra tay, Dương Tiêu mới có thể xác định được khoảng cách sức mạnh giữa hai bên. Tên thanh niên cầm đầu chế nhạo nói, tôi kiêu ngạo. Ông biết tôi là ai không hả ông già vô học, tôi là Phác Tu Hiền. Phác Tu Hiền, người này là Phác Tu Hiền. Phía quan chức Taekwondo Hàn Quốc ca tụng là người luyện võ hiếm thấy trong 3.000 năm. Tên thanh niên vừa nói tên, đám võ sĩ có mặt đều kinh ị ngạc. Phác Tu Hiền là hậu duệ của dòng Taekwondo Hàn Quốc, rất tài năng, mới 20 năm tuổi anh ta đã được Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc trao tặng đai 7 đai đen đẳng cấp. Phải nói rằng trong dòng Taekwondo của Hàn Quốc, đai đen Taekwondo 5 đai trở lên là cao thủ bậc nhất, chỉ những người có đóng góp xuất sắc cho Taekwondo mới đạt đai 7 trở lên. Vì tài năng Taekwondo của Phác Tu Hiền quá mạnh nên anh ta đã phá kỷ lục lịch sử của môn Taekwondo, anh ta còn được mệnh danh là tài năng võ sĩ hiếm có ở Hàn Quốc trong suốt 3.000 năm. Vẻ mặt của Địch Hồng thay đổi dữ dội, ông ta biết cái tên Phác Tu Hiền này, và cũng biết Phác Tu Hiền mạnh đến mức nào. Nghe nói trước đây anh chàng này đã thách đấu rất nhiều võ sĩ Muay Thái ở Thái Lan, và vô số võ sĩ Muay Thái lớn tuổi đều thất bại trước Phác Tu Hiền. Điều khiến Địch Hồng không bao giờ ngờ tới là Phác Tu Hiền lại đến đập phá phòng tập võ vào thời điểm này. Một võ sĩ tài năng hiếm thấy trong 3.000 năm, Hàn Quốc mới tồn tại bao lâu? Tại sao Hàn Quốc và Nhật Bản lại thích làm những chuyện quái gở vậy? Dương Tiêu rất cạn lời. Võ sĩ tài năng hiếm thấy trong 3.000 năm, Hàn Quốc có gạch dưới lịch sử chưa đầy 100 năm. Nhật Bản cũng là một quốc đảo nhỏ, luôn thích ca tụng một số mỹ nữ ngàn năm hiếm thấy. Nhìn thấy Địch Hồng thay đổi sắc mặt, Phác Tu Hiền khinh thường, đồ rác rưởi. Cậu nói ai là rác rưởi? Lại bị sỉ nhục, Địch Hồng tràn đầy tức giận. Phác Tu Hiền liếc nhìn toàn bộ hiện trường, trêu đùa nói, xin lỗi, tôi không nói ông là rác rưởi, tôi nói tất cả mọi người ngồi ở đây đều là rác rưởi. Hung hãng càn quấy, kiêu ngạo, cái bọn chày gỗ nói khoác không biết ngượng mồm. Tất cả võ sĩ trong sảnh lớn thượng võ đường đều vô cùng tức giận. Nếu ánh mắt của họ có thể giết người thì có lẽ phần lớn những thanh niên Hàn Quốc này đã bị ngũ mã phanh thây. Sắc mặt Dương Tiêu tối sầu âm lại, xem ra mấy năm nay tôi không tồn tại trên đấu trường quốc tế, bên người Hàn Quốc lại bắt đầu nổi lên. Tốt, rất tốt, hay cho một câu rác rưởi, hôm nay tôi muốn nhìn xem võ thuật đã được quan chức Taekwondo Hàn Quốc đánh giá hiếm thấy trong 3.000 năm như thế nào. Ánh mắt Địch Hồng giàn trở nên lạnh lẽo, một luồng hơi. Thở mạnh mẽ toát ra từ cơ thể ông ta. Nhìn thấy Địch Hồng ra tay, nhóm võ sĩ và học viên hét lên. Quản lý Địch Hồng, cho bọn hung hăng càn quấy chảy gỗ này đẹp mặt đi, để bọn họ nhìn kỹ cái gì gọi là võ thuật Trung Hoan. Tiền bối Địch Hồng, đánh bọn nhóc nói năng bừa bãi này nằm bẹp đi, dám giễu võ uy tín về võ thuật Trung Hoa. Lam Vi Vi không nói, cô đã ngầm đồng ý để Địch Hồng ra tay.
Địch Hồng tức giận nhìn chằm chằm Phát Tu Hiền, ra tay đi. Dựa vào ông mà muốn đạn bại tôi, chỉ là gạo cũng muốn tỏa sáng. Phát Tu Hiền hoàn toàn không để Địch Hồng vào mắt. Khi anh ta còn ở Thái Lan, nhiều võ sư lớn tuổi được mệnh danh là vua Muay Thái còn không thể so được với anh ta, Phát Tu Hiền không hề coi trọng Địch Hồng. Địch Hồng tức giận, đúng vậy chỉ dựa vào tôi, lên đi. Địch Hồng vừa rút lời, cơ thể ông ta nổ tung, một cú đấm dài mạnh mẽ của ông ta quét về phía Phát Tu Hiền. Hay lắm quản lý Địch Hồng, nhìn Địch Hồng ra tay, nhóm võ sĩ và học viên trở nên hưng phấn. Địch Hồng vô cùng dữ tợn, nắm đấm vù vù vang dội. Nếu không phải Lam Vi Vi từ Đề Đô trở về, thì Địch Hồng gạch dưới sẽ là cao thủ thái cực quyền số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Nhìn thấy điều này, sắc mặt Dương Tiêu sa sầm lại, không ổn, sắp thua rồi. Thua, cậu nhóc, cậu nói láo gì hả? Nhiều người nghe vậy đều khinh thường nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu không phản bác, anh biết thái cực quyền nhấn mạnh việc sử dụng sự mềm mại thắng mạnh, tìm kiếm sự ổn định rồi thăng tiến. Rõ ràng Địch Hồng đã bị Phát Tu Hiền chọc tức, chủ động tấn công không phải là phong thái nhất quán của thái cực quyền. Vào lúc này, Địch Hồng đã phơi bày mọi khuyết điểm của mình trước tầm nhìn của Phát Tu Hiền, hơn một nửa sẽ bị Phát Tu Hiền đánh bại. Khóa chặt ánh mắt vào dáng vẻ của Địch Hồng, Phát Tu Trần chế nhạo, công phu thái cực quyền. Đây là công phu thái cực quyền sao? Nếu vậy thì khiến người ta thất vọng quá, mở to mắt chó ra mà xem cái gì gọi là taekwondo chân chính nhát. Vẻ on trong giây tiếp theo, Phát Tu Hiền rơi vào trạng thái bùng nổ như một con hổ điên, đôi mắt hung ác nham hiểm, nắm đắm biến thành một bóng mờ. Địch Hồng đã nhanh, nhưng Phát Tu Hiền còn nhanh hơn ông ta. Những nắm đấm của Địch Hồng rất mạnh mẽ cứng cáp, Phát Tu Hiền đã thẳng ông ta mấy lần. Bịch! Dưới con mắt của mọi người, Phát Tu Hiền đã đáp một cú đấm vào ngực Địch Hồng, trước khi Địch Hồng kịp phản ứng, cơ thể ông ta đã đập vào tường như một quả đạn đại bác. Phụt, ngã xuống đất Địch Hồng phun ra một ngụm máu tại chỗ, hơi thở uế oải, hoàn toàn không có sức chiến đấu nữa. Tiền bối Địch Hồng, mí mắt những người có mặt tại hiện trường nhảy loạn xạ. Một chiêu, chỉ một chiêu, Địch Hồng có thân thủ cao siêu đã bị Phát Tu Hiền hạ gục. Được Hàn Quốc mệnh danh là tài năng võ thuật số 1 trong 3.000 năm, quả thật là kinh người. Nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Địch Hồng, hai mắt Lam Vi Vi gần như bùng cháy, khốn nạn. Dám ra tay độc ác với quản lý Địch Hồng. Độc ác thì sao? Một thứ rác rưởi, không đủ kẽ răng. Phát Tu Hiền khinh thường. Cậu chủ nhà tôi nói đúng, ông chú này chỉ là đồ rác rưởi, muốn so tài với cậu chủ, đây chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Cô nên cảm ơn cậu chủ nhà tôi, nếu không phải cậu chủ nhà tôi thủ hạ lưu tình, sợ rằng ông chú này đã chết. Nhóm thanh niên Hàn Quốc đứng sau Phát Tu Hiền hét lên, không để ý đến cảm xúc của Lam Vi Vi. Đáng sợ như vậy sao? Sắc mặt của nhóm võ sĩ khó coi. Nếu không lưu tình thì Địch Hồng đã đi đời nhà ma, Phát Tu Hiền đã đạt đến mức độ kinh hoàng nào? Lam Vi Vi tức giận run lên, xin lỗi. Xin lỗi, em gái à, em đang đùa tôi đấy à? Phát Tu Hiền che nhạo. Anh ta quan sát Lam Vi Vi mềm mại tỉ mi, liếm đầu lưỡi khinh nhờn nói, cực phẩm. Thật sự là một phụ nữ cực phẩm, nếu tối nay cô ở một đêm vui vẻ với tôi. Tôi sẽ xin lỗi, thế nào? Người đẹp, có hứng thú học tiếng Hàn không? Buổi tối khi ở trên giường tôi có thể dạy y mồ. Anh nằm mơ đi, một đám không biết xấu hổ. Lam Vi Vi sắp nổ tung. Dám lôi kéo mình mở phòng, chuyện này thật sự không thể tha thứ. Trong mắt Lam Vi Vi lóe lên tia sáng lạnh, cô phát tay, mấy người lập tức đỡ Địch Hồng lui xuống. Cảm nhận được sự tức giận trên người Lam Vi Vi, Phát Tu Hiền kích động nói, tốt lắm. Tôi thích phụ nữ hoang dã điên cuồng, nếu tất cả đều giống như những con mèo nhỏ lười biếng, vậy thì sẽ mất đi thú vui chinh phục. Chinh phục, hừ, tên cặn bã, nộp mạng đi, Lam Vi Vi rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt xinh đẹp của Lam Vi Vi tràn đầy khí lạnh, một cú đá ngang trên không trung rồi rơi về phía cơ thể Phát Tu Hiền. Trong không khí, cú đá ngang của Lam Vi Vi tạo thành một vòng cung hoàn hảo, hổ phát huy sức mạnh, thổi gió quét về mọi hướng. Một võ sĩ đã thốt lên, thực lực của cô Lam mạnh thật, hơn hẳn thế hệ của tôi. Đúng vậy, không hồ là kế thừa võ sư thái cực quyền số 1 Trung Quốc, lực bộc phát này quá mạnh. Nhìn đi, Phát Tu Hiền này xong đòi rồi. Lực bộc phát không tệ, Dương Tiêu nhìn Lam Vi Vi, gật đầu tán thưởng. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, ngoài Lăng Ảnh Huyên, cựu đội phó đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng, không có nhiều người có thể sánh ngang với sức mạnh bùng nổ của Lam Vi Vi.
nhìn thấy thực lực của Lam Vi Vi mạnh mẽ như vậy, tinh thần của Phác Tu Hiền được nâng lên, hay lắm, tôi thích phụ nữ mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt tôi thì vẫn quá yêu. Khóa bóng chân của Lam Vi Vi, Phác Tu Hiền cười điên cuồng, đứng tại chỗ chân phải lập tức đạp ra. Bị chi dưới cái ánh của mọi người, hai chân chạm vào mạnh mẽ, một tiếng va chạm âm ý vang lên, Lam Vi Vi chỉ cảm thấy có một lực mạnh mẽ tiêm vào chân, khiến cô hoàn toàn mất trọng tâm. Không ổn, chân dài trắng như tuyết của Lam Vi Vi tê dại, thân thể yêu kiều từ trên không rơi xuống. Cô Lam, nhìn thấy Lam Vi Vi không phải là đối thủ của Phác Tu Hiền, nhóm võ sĩ có mặt tại đó kêu lên. Nhìn chằm chằm thân thể mềm mại ngã xuống của Lam Vi Vi, Phác Tu Hiền liếm môi cười, cô gái hoang dã điên cuồng, em là của tôi. Vẻ đẹp của Lam Vi Vi rất hấp dẫn, đặc biệt là phần hoang dã thu hút Phác Tu Hiền sâu sắc. Nhìn thấy dáng vẻ bị ổi của Phác Tu Hiền, Lam Vi Vi tái mặt. Ngay khi Phác Tu Hiền chuẩn bị đỡ thân hình gợi cảm của Lam Vi Vi, thì một bóng người nhanh như chớp đã đỡ lấy vòng eo đầy đặn của Lam Vi Vi trước. Tiếp theo, một cảnh tượng dở khóc dở cười xuất hiện. Chỉ thấy Phác Tu Hiền không đỡ được người, ngược lại hai tay ôm lấy người đàn ông to lớn trước mặt, cảnh tượng vô cùng buồn cười. Người ra tay là Dương Tiêu, bị Phác Tu Hiền ôm từ phía sau, mặt Dương Tiêu tràn đầy vạch đen, anh bạn, anh sẽ không phải biến thái chứ. Hơn nữa, tôi cũng không phải là tiểu thụ, anh ôm tôi như vậy thực sự thích hợp sao? Dương Tiêu, Lam Vi Vi mở to mắt khi thấy người bắt được mình là Dương Tiêu. Nhìn Lam Vi Vi bị mình ôm, Dương Tiêu nói đùa, sao? Chẳng lẽ cô muốn bị tên chày gỗ Phác Tu Hiền ôm à? Không, không phải, tại sao anh lại đi ra? Bị Dương Tiêu ôm vào lòng, mặt Lam Vi Vi đỏ bừng. Dương Tiêu cười nói, tôi không thể nhìn cô bị tên này khinh thường, đúng không? Nghe vậy, Lam Vi Vi cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng ấm áp, ấn tượng của cô về Dương Tiêu đã tốt hơn nhiều, còn may anh còn đáng mặt đàn ông. Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ nể mặt cô là bạn thân của Mộc Tuyết thôi. Dương Tiêu giải thích, nhìn thấy Dương Tiêu lại chiếm tiện nghi của Lam Vi Vi, Triệu Vô Cực đứng trong đám đông khó chịu như một chú husky giống với hôm đó. Vốn dĩ anh ta muốn mượn sự giúp đỡ của Lam Vi Vi dạy dỗ Dương Tiêu, nhưng không ngờ có một nhóm thanh niên Hàn Quốc đến gây rối, anh ta không những không đánh chết được Dương Tiêu, mà còn để cho Dương Tiêu nhân cơ hội chạm vào người đẹp. Thả Lam Vi Vi xuống, Dương Tiêu tức giận nói với Phác Tu Hiền, tôi nói này anh bạn, anh là gay à? Anh ôm tôi, không biết tôi cảm thấy rất khó chịu hả? Phác Tu Hiền cũng sững sờ, rõ ràng vừa nãy anh ta định ôm thân thể yêu kiều của Lam Vi Vi, nhưng không ngờ. Cuối cùng lại ôm một người đàn ông to lớn, Phác Tu Hiền buồn bực suýt nôn ra máu. Danh con, mày dám phá hỏng việc tốt của tao, mày chán sống hả? Mũi Phác Tu Hiền gần như bốc khói. Suýt chút nữa anh ra đã ôm được người đẹp, nào ngờ lại có người hớt tay trên. Dương Tiêu quay lại nhìn Phác Tu Hiền, chế nhạo, tôi chán sống. Trên địa bàn Thiên Phủ Chi Quốc của tôi mà còn dám hung hăng càn quấy, trước khi đi ra ngoài phụ huynh trong nhà anh không dạy anh phải khiêm tốn đâu hả? Dương Tiêu, đừng lộn xộn, tên này quá mạnh, Lam Vi Vi bị thua thiệt kiêng kỳ nói. Phác Tu Hiền ác độc nhìn chằm chằm Dương Tiêu, hừ. Đừng xen vào, thật đáng tiếc, anh ta đã chọc giận tôi rồi. Hôm nay tôi phải đánh tên khốn kiếp này răng rơi đầy đất. Tôi phải đánh tên khốn kiếp này hối hận đã xuất hiện trên thế giới này. Được ca tụng như một võ sĩ tài năng số một hiếm thấy trong 3.000 năm, đương nhiên Phác Tu Hiền có uy thế của riêng mình. Thật sao, anh biết hay không, cho dù Phác Sương đứng trước mặt tôi cũng không dám nói như vậy. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Cái gì, Phác Sương? Lời này vừa dứt, mặc kệ là nhóm võ sĩ có mặt tại hiện trường hay nhóm người Phác Tu Hiền đều kinh ngạc. Phác Sương là đạo chủ của Taekwondo Hàn Quốc, được công nhận là chuyên gia về Taekwondo số một thế giới. Bây giờ Dương Tiêu lại nói Phác Sương đứng trước mặt anh cũng không dám nói như vậy, đây không phải là quá kiêu ngạo sao? Phác Sương tức giận nắm chặt tay, danh con, mày đang ép tao giết mày. Phác Sương là ân sư của anh ta, người đàn ông trước mặt anh ta dám xúc phạm ân sư của anh ta, điều này khiến Phác Tu Hiền tức giận. Tin hay không thì tùy anh, Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Năm đó khi đang thực hiện nhiệm vụ anh đã từng đấu với Phác Sương, thực lực của Phác Sương thuộc hàng bậc nhất thế giới, thật đáng tiếc lại gặp phải anh, nếu Phác Sương không chạy nhanh thì chắc chắn sẽ bị Dương Tiêu trực tiếp chém chết. Thậm chí, Dương Tiêu còn chặt đứt hai ngón tay của Phác Sương, giết chết nhiều siêu cao thủ Taekwondo. Phác Tu Hiền nhìn chằm chằm Dương Tiêu bằng ánh mắt đầy sát khí,
Tốt, rất tốt, sau đây tao sẽ tự tay giết mày rửa sạch nhục nhã mà mày đã mang đến cho tao và ân sư của tao. Ok, vừa nãy anh công khai khinh thường võ thuật Trung Hoa của tôi, bây giờ anh chuẩn bị quỳ xuống chuộc tội đi. Mặt Dương Tiêu không chút gợn sóng nói. Vừa dứt lời, sắc mặt của đám võ sĩ có mặt tại hiện trường trở nên cứng ngắc. Bọn họ không hề biết Dương Tiêu lấy can đảm đó ở đâu mà dám nói chuyện với Phác Tu Hiền như thế. Phải biết rằng, Phác Tu Hiền là một tài năng võ thuật được quan chức Taekwondo Hàn Quốc ca ngợi là 3.000 năm có một. Với kỹ năng phi thường, ngay cả Lam Vi Vi cũng phải chào thua. Vẻ mặt Triệu Vô Cực tràn đầy giễu cợt, suýt chút nữa anh ta đã tiến lên nói với Dương Tiêu, bốc phét đi, anh tiếp tục bốc phét đi, nếu có năng lực thì đem ra châu nổ tung đi. Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tiêu, trong lòng lắm bẩm, anh chết đi, mau bị Phác Tu Hiền giết đi, Đường Mộc Tuyết sẽ là của tôi. Cậu chủ, tên này quá đáng ghét, mau giết anh ta đi. Đúng vậy cậu chủ, tên này không chỉ coi thường cậu, mà còn dám làm nhục ngài Phác Xương, thực sự không thể tha thứ. Giết anh ta, giết anh ta. Nhóm thanh niên Taekwondo Hàn Quốc đi theo Phác Tu Hiền tức giận nói. Phác Tu Hiền nắm chặt tay, nhìn Dương Tiêu, quỳ xuống chuộc tội. Nếu mày đã yêu cầu như vậy, thì mày hãy quỳ xuống cho tao đi. Dương Tiêu đến đây, đừng làm ẩu. Lam Vi Vi vội vàng nói. Lúc này, Lam Vi Vi vô cùng hối hận, nếu biết sẽ như thế này cô sẽ không gọi Dương Tiêu đến thượng võ đường, nếu Dương Tiêu không đến thì sẽ không dính vào chuyện như vậy. Thực lực của Phác Tu Hiền quá mạnh, ít nhất gấp mấy lần sức chiến đấu của cô. Bây giờ Dương Tiêu liên tục kêu gọi Phác Tu Hiền đã rất tức giận, nếu Dương Tiêu có bất kỳ sơ suất nào, cô không có cách nào giải thích với Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu nhàn nhạt cười nói, yên nào. Đối phó với mặt hàng không đâu vào đâu này vẫn quá dư sức. Mặt hàng không đâu vào đâu, sắc mặt Phác Tu Hiền xa xăm lại. Trong lòng Triệu Vô Cực vui mừng khôn xiết, Dương Tiêu à Dương Tiêu, không làm sẽ không chết, anh xong đời rồi. Có vấn đề gì à? Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Đám võ sĩ có mặt tại hiện trường cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao Dương Tiêu lại liên tục nói ra những lời giễu cợt, thực sự có thực lực sao? Nhưng Dương Tiêu còn trẻ như vậy. Làm sao cậu ta có thể là đối thủ của Phác Tu Hiền? Phác Tu Hiền không còn kiềm chế được cảm xúc hét lên, chó má mày, dám xúc phạm tao hết lần này đến lần khác, tao sẽ tự tay giết chết mày. Vẻ on Phác Tu Hiền nổi trận lôi đình, cơ thể của anh ta giống như một con ngựa hoang mất cương tấn công Dương Tiêu. Trong phút chốc, tay phải Phác Tu Hiền ngưng tụ thành nắm đấm, quay đầu lại dốc toàn lực muốn đánh bay đầu Dương Tiêu. Thân là người đầu tiên trong thế hệ trẻ của Taekwondo Hàn Quốc, Phác Tu Hiền cực kỳ tự tin vào kỹ năng của mình, dưới đòn toàn lực của mình, chắc chắn anh ta sẽ đấm xuyên thủng cả tấm thép không thể phá hủy. Phá quân đánh chết, một cú tuyệt kích mà Phác Tu Hiền tự nghĩ. Phác Tu Hiền đã luyện tập cú đấm này không biết bao nhiêu lần, khi còn ở Thái Lan, mỗi khi anh ta sử dụng cú đấm phá quân, các võ sĩ quyền Anh của Thái Lan đều bị lu mờ trước mặt anh ta. Nếu cú đấm này rơi vào đầu của Dương Tiêu, ở trong mắt của Phác Tu Hiền, chắc chắn Dương Tiêu sẽ chết. Xuống địa ngục đi, kiếp sau đừng ngu ngốc như vậy nữa. Phác Tu Hiền tức giận hét lên. Dưới lực lượng phá quân tàn bạo lạnh thấu xương này, toàn bộ luồng không khí đều trải qua những thay đổi to lớn. Lam Vi Vi kêu lên, Dương Tiêu mau tránh ra. Anh chàng này sắp xong đời rồi. Đám người có mặt đều trợn mắt nhìn. Triệu Vô Cực hào hứng nói, tạm biệt, Dương Tiêu. Ngay khi mọi người tin rằng Dương Tiêu sắp chết, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên. Tay phải hóa thành một bóng mở đón nhận đòn chí mạng của Phác Tu Hiền. Sao có thể như thế được? Sắc mặt của Phác Tu Hiền thay đổi lớn khi phá quân đánh chết bị chặn lại. Dương Tiêu khinh thường nói, sao lại không được? Dương Tiêu không chút do dự đột nhiên xuất lực, chỉ cần một chiêu cánh tay phải của Phác Tu Hiền lập tức bị chật khớp. Ai cánh tay phải bị chật khớp khiến Phác Tu Hiền kêu gào như lợn bị giết. Bịch bịch, Dương Tiêu liếc mắt sang chỗ khác. Chân phải của anh tung ra như một con rồng điên, đá vào xương bánh chè của Phác Tu Hiền giống như một cái búa nặng nề. Chân bị chịu một lực cực mạnh, Phác Tu Hiền chỉ cảm thấy đầu gối lập tức mất cảm giác. Bịch! Dưới cái nhìn của mọi người, Phác Tu Hiền quỳ xuống ngay tại chỗ. PT nhìn chằm chằm vào Phác Tu Hiền được quan chức Taekwondo Hàn Quốc ca tụng là một võ sĩ tài năng hiếm thấy 3.000 năm quỳ xuống vững vàng trên mặt đất, mọi người có mặt tại hiện trường hít vào một hơi lạnh. Cậu chủ, nhìn thấy Phác Tu Hiền quỳ gối trước mặt Dương Tiêu, tất cả mọi người trong nhóm Taekwondo
Cổ Hàn Quốc đi theo Phác Tu Hiền đều thay đổi sắc mặt. Họ nhìn Dương Tiêu với ánh mắt kinh hoàng, như thể họ đã nhìn thấy ma. Phác Tu Hiền được quan chức Taekwondo ca ngợi là tài năng võ thuật hiếm thấy trong 3.000 năm, từng khiêu chiến với vô số võ sĩ lâu năm trên thế giới. Nhìn toàn bộ Đông Nam Á có thể thấy những người bất phân thắng bại với Phác Tu Hiền được đếm trên đầu ngón tay. Những người này cũng là tồn tại của võ sĩ quốc gia, có chỗ đứng trên thế giới. Tuy nhiên, cậu chủ kiêu hãnh Phác Tu Hiền của họ lại thực sự đã bị đánh bại bởi một kẻ vô danh ở Thiên Phủ Chỉ Quốc, còn khiến cậu chủ của họ quỳ trên mặt đất. Cảnh tượng trước mắt gây ảnh hưởng mạnh đến thị giác của đám người này, bọn họ hoàn toàn không dám tin Phác Tu Hiền đã bị đánh bại. Triệu Vô Cực đang chờ xem chương trình hay há to miệng, thua. Phác Tu Hiền lại thật sự thất bại trong tay phế vật Dương Tiêu này. Tôi không hoa mắt nhìn nhầm chứ. Anh chàng này, nhìn chằm chằm Phác Tu Hiền đang quỳ trên mặt đất, Lam Vi Vi vẫn luôn tự hào về võ công của mình sững sờ. Đờ mời quỳ xuống, cậu chủ Phác Tu Hiền giỏi Taekwondo thực sự đã quỳ. Tên này quá trâu đúng không? Ôi! Khi mọi người phản ứng lại, toàn bộ thượng võ đường như nổ tung, không ai ngờ rằng Dương Tiêu một tên vô danh sẽ hạ gục Phác Tu Hiền chỉ trong vài giây. Sau khi đánh bại Phác Tu Hiền, Dương Tiêu chắp hai tay sau lưng, với tư thế kiêu hãnh khiến người ta phải kính sợ. Ban đầu Dương Tiêu không định can thiệp quá nhiều, nhưng đối phương liên tục làm nhục võ thuật Trung Hoa khiến Dương Tiêu khá bức xúc. Anh là thân thể long chủ cao quý, từng là một quân nhân. Dù đã xuất ngũ nhưng lòng yêu nước mạnh mẽ của Dương Tiêu không cho phép anh đứng nhìn bất kỳ ai làm nhục võ thuật Trung Hoa. Võ thuật Trung Hoa rộng lớn thâm sâu, có bề dày lịch sử hàng nghìn năm, Hàn Quốc lập quốc còn chưa đầy trăm năm, đám chuột này có tư cách gì chỉ trỏ võ thuật Trung Hoa. Trên mặt Phác Tu Hiền không còn chút máu, sắc mặt anh ta dữ tợn muốn đứng lên khỏi mặt đất, nhưng phát hiện đầu gối đã mất chi giác, không dùng được chút sức lực nào. Đáng ghét, Phác Tu Hiền tức giận hét lên. Là người số một trong thế hệ trẻ của Taekwondo cổ Hàn Quốc, trên lưng anh ta gánh vác danh dự rất nặng, sự xuất hiện của Dương Tiêu đã hoàn toàn làm tan nát trái tim kiêu ngạo của Phác Tu Hiền. Phác Tu Hiền trừng mắt nhìn Dương Tiêu muốn nuốt chửng Dương Tiêu, anh ta cuồng loạn hét lên, giết anh ta cho tôi, giết anh ta. Vâng, cậu chủ, đám thanh niên Taekwondo cổ tức giận lao về phía Dương Tiêu. Trong nháy mắt, Lam Vi Vi có thể nhìn ra những người đi theo Phác Tu Hiền đều là những người phi thường. Dù sao có thể đi theo Phác Tu Hiền thì thực lực nào sẽ kém. Dương Tiêu, tôi giúp anh. Lam Vi Vi muốn ra tay. Người anh em, tôi cũng tới giúp cậu. Nhiều võ sĩ đứng lên. Dương Tiêu xua tay, không cần, nếu hôm nay bọn họ đã dám làm nhục võ thuật Trung Hoa, thì tôi sẽ cho bọn họ xem võ công Trung Hoa thực sự. Triệu Vô Cực ở trong đám người u ám nói, hừ. Giả vò. Chờ bị đánh chết đi. Giết anh ta. Nhất định phải giết anh ta cho tôi. Đôi mắt của Phác Tu Hiền bắn ra sát khí khắp nơi. Dám làm nhục cậu chủ của tôi, danh con, nộp mạng đi. Nhóm cao thủ Taekwondo cổ Hàn Quốc trẻ tuổi đồng loạt lao về phía Dương Tiêu, tất cả đều là những kẻ hung hãn và ác độc, muốn xé xác Dương Tiêu. Dương Tiêu liếc nhìn nhóm cao thủ Taekwondo cổ trước mặt nói, phải không? Vậy bây giờ tôi sẽ để các người biết thế nào là công phu Trung Hoa. Vịnh Xuân Quyền. Một trong số họ vừa lao lên, Dương Tiêu đã ra tay táo bạo một cú đấm rơi xuống, cơ thể của người này giống như diều đứt dây nặng nề rơi xuống. Bát quái trưởng. Một tiếng bốp, một võ sĩ Taekwondo cổ trẻ tuổi khác ngã xuống đất. Đạn chân. Dương Tiêu đá chân phải ra, hai thanh niên tổn thương nặng ở đầu gối ngã xuống đất tại chỗ kêu lên. Hình ý quyền. Trước sự chứng kiến của nhóm người trong sảnh thượng võ đường, Dương Tiêu lao vào đám đông như một con hổ dữ. Nhóm võ sĩ Taekwondo cổ trẻ tuổi lần lượt ngã xuống. Ôi mẹ ơi, nhìn thấy Dương Tiêu hung ác như vậy, các cao thủ Taekwondo cổ còn lại đâu dám bước tới, chân đều run lên, suýt tè ra quần. Nhìn thấy gần như toàn bộ đàn em của mình đều ngã xuống, hai tròng mắt của Phác Tu Hiền vỡ vụn ngay tại chỗ. Những tên đàn em này đều được anh ta tuyển chọn kỹ càng, tất cả đều không yếu hơn võ sư đời trước, nếu liên thủ cùng nhau thì ngay cả anh ta cũng khó đấu lại được. Ai có thể ngờ được tên trước mặt này lại thật sự đem tất cả đàn em của mình đánh nằm xuống, người này là quỷ sao? Trời ạ, anh chàng này quá đẹp trai đúng không? Tại sao tôi vẫn luôn ở thành Trung Nguyên lại chưa từng nghe nói qua một thanh niên như vậy? Một võ sĩ kinh ngạc. Không biết, tôi chưa từng thấy người này bao giờ. Kỹ năng này quá mạnh, thế hệ của tôi cũng không sánh bằng. Đúng là sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy.
Có một người trẻ tuổi như vậy, võ công Trung Hoa của chúng ta nhất định sẽ càng thêm chói lọi. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên, thán phục trước kỹ năng của Dương Tiêu. Lam Vi Vi nhìn Dương Tiêu như nhìn một con quái vật, anh chàng này thực sự là chồng phế vật của cô bạn thân nhất của mình sao? Kỹ năng mạnh như vậy sao có thể bị mắng là phế vật trong 5 năm? Cô thực sự không thể hiểu được. May mắn vừa rồi mình không đối đầu trực diện với Dương Tiêu, nếu cô thực sự đấu thì có lẽ dựa vào chút kỹ năng của cô sẽ không chịu nổi một chiêu của Dương Tiêu. Trong ấn tượng của Lam Vi Vi, không ai trong số những cao thủ thế hệ trẻ mà cô từng thấy trong đời có thể so với Dương Tiêu. Giờ phút này, Lam Vi Vi sinh ra ảo giác, có lẽ chỉ có người giống như thầy của cô, võ sư Thái Cực Quyền số 1 Trung Hoa mới có thể so với Dương Tiêu. Sau khi đánh bại nhóm võ sĩ Taekwondo cổ kiêu ngạo của Hàn Quốc, Dương Tiêu không thay đổi sắc mặt. Đối với anh, sử dụng kỹ năng của mình đối phó với những người này chỉ đơn giản là dùng dao giết gà mổ trâu. Sau khoảng thời gian khôi phục này, sức mạnh của anh đã hồi phục được 50%, thậm chí còn hơn 50%, đây không phải là điều mà bọn xấu này có thể xúc phạm. Từng là lưỡi dao sắc bén đất nước, đệ nhất binh vương thiên phủ chi quốc, Dương Tiêu đã học hết các môn võ thuật của Trung Hoa. Tuy rằng không phải loại võ công nào cũng có thể tiến dần từng bước, nhưng cũng có thể sánh ngang với các cao thủ võ thuật hàng đầu Trung Hoa. Sắc mặt Phát Tu Hiền thay đổi mạnh mẽ, anh ta nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng kêu lên, mau, đi mời bậc thầy Hàn Đại Trung đến. Vâng, một người trịnh trọng hét lên. Hàn Đại Trung, không phải chứ, tên này cũng đã đến thành phố Trung Nguyên rồi sao? Nếu như vậy thì hôm nay sẽ gặp rắc rối lớn. Mọi người trong thượng võ đường nghe xong hầu hết toàn bộ đều bị sốc. Năm nay Hàn Đại Trung 40 năm tuổi, là siêu cao thủ Taekwondo cổ Hàn Quốc đai đen 9. Sức mạnh của ông ta chỉ đứng sau võ sư Taekwondo cổ Phát Xương, ông ta thực sự là một bậc thầy võ thuật đẳng cấp thế giới. Trên mặt Phát Tu Hiền hiện lên một tia lạnh lùng, như thể chỉ cần Hàn Đại Trung đến thì Dương Tiêu chắc chắn sẽ chết. Ngay lúc đám cao thủ Taekwondo cổ nhận định Dương Tiêu sắp xong đời, hai mắt Dương Tiêu sáng rực. Chắp tay sau lưng, Hàn Đại Trung thì sao? Chỉ cần ông ta dám gánh vác, tôi bảo đảm sẽ cho ông ta đứng thẳng đi vào nằm đi ra, bởi vì, võ thuật Trung Hoa của tôi không thể bị sỉ nhục. Láo xược, nói khoác không biết ngượng. Nghe thấy Dương Tiêu lại dám khinh thường Hàn Đại Trung, nhóm người Phát Tu Hiền vô cùng tức giận. Trong lòng bọn họ, Hàn Đại Trung chính là thần thoại, không cho phép khinh thường. Danh con, chờ chết đi. Phát Tu Hiền trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Hàn Đại Trung là võ sư đai đen 9 trẻ nhất trong lịch sử Taekwondo cổ, đã lập nhiều kỷ lục trong lịch sử Taekwondo cổ, thu hút vô số người đến quỳ bái làm thầy. Ngay cả thầy của anh ta Phát Xương số 1 Taekwondo cổ cũng tán thưởng Hàn Đại Trung có thừa, nói thẳng thì với tài năng võ thuật của Hàn Đại Trung thì một ngày nào đó có thể giỏi hơn anh ta rất nhiều. Vài năm trở lại đây, Phát Xương số 1 Taekwondo cổ bị thương nặng không bế quan không được, mọi việc của Hiệp hội Taekwondo cổ đều do Hàn Đại Trung lo liệu. 3 năm trước, Hàn Đại Trung thi đấu với Thánh Kiếm của Nhật Bản, Hàn Đại Trung đã đánh bại Thánh Kiếm Nhật Bản một cách mạnh mẽ. 2 năm trước, Hàn Đại Trung và ông vua của môn Judo Brazil đấu, vua Judo Brazil còn không kiên trì nổi 10 chiêu trong tay Hàn Đại Trung. 1 năm trước, Hàn Đại Trung tham gia Đại hội Võ thuật Đông Nam Á, càn quét nhiều cao thủ và xuất sắc giành chức vô địch. Đúng lúc này, một đám thanh niên Taekwondo cổ đều tuyên án tử hình cho Dương Tiêu, có vẻ như chỉ cần Hàn Đại Trung đến thì Dương Tiêu sẽ xuống mổ là cái chắc. Lam Vi Vi ở đế đô quanh năm, đương nhiên cô biết Hàn Đại Trung là trụ cột của Taekwondo cổ Hàn Quốc. Lam Vi Vi lập tức bước tới trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu, anh mau rời khỏi đây đi, chờ Hàn Đại Trung tới anh sẽ không thể chống đỡ. Không sao, Dương Tiêu cười nhẹ. Lúc anh bươn trải mưa gió chưa bao giờ nghe nói đến tên Hàn Đại Trung này. Nhìn thấy Dương Tiêu kiên trì như vậy, Lam Vi Vi lo lắng, đừng có chấp, mau rời đi đi. Rời đi, tôi không nói lời nào, ai dám tự ý rời đi. Đột nhiên, một giọng nói không tức giận mà uy nghiêm như sấm nổ tung. Mọi người chăm chú nhìn lên, thấy một người đàn ông trung niên mặc đồng phục Taekwondo từ bên ngoài thượng võ đường bước vào với vẻ mặt nghiêm túc. Thấy người tới, đám thanh niên Taekwondo cổ Hàn Quốc mừng rỡ như vớ được cọng rơm. Hàn Đại Trung, tiền bối Hàn đến rồi, tiền bối Hàn đến rồi. Phát Tu Hiền giống như điên cuồng kích động nói, bậc thầy Hàn. Cuối cùng ông cũng đến. Tu Hiền, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Đại Trung nhìn thấy Phát Tu Hiền quỳ trên mặt đất, sắc mặt ông ta ngưng tụ lại, một luồng hơi thở cực lớn trong cơ thể ông ta lập tức bắn ra. Phát Tu Hiền là con cưng của trời,
là người tài giỏi nhất trong lịch sử Taekwondo cổ, để bảo vệ sự an toàn của Phác Tu Hiền, ông ta đã đích thân cùng anh ta đi thách đấu với các cao thủ trên thế giới. Điều mà Hàn Đại Trung không bao giờ ngờ tới là khi ông ta chỉ chậm hơn một bước, Phác Tu Hiền đã bị người khác đánh quỳ trên mặt đất. Trong giây tiếp theo, trên người Hàn Đại Trung trào ra một cảm giác nhục nhã mạnh mẽ. Dám để người có tài năng mạnh nhất trong Taekwondo cổ phải quỳ xuống. Đây đơn giản là một sự hổ thẹn, là sự báng bổ lớn nhất đối với Taekwondo cổ. Phác Tu Hiền nói với vẻ mặt xấu hổ, xin lỗi bậc thầy Hàn, tôi đã bị đánh bại, tôi làm mát mắt Taekwondo cổ. Cái gì, bị đánh bại, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hàn Đại Trung nắm chặt hai tay, áp lực mạnh mẽ trong cơ thể khiến người ta không khỏi rùng mình. Đây là Hàn Đại Trung sao? Mạnh quá! Đúng vậy, không hổ là Taekwondo cổ Hàn Quốc với đai đen chín nhanh nhất trong lịch sử, quả nhiên là danh bất hư truyền. Dưới ánh hào quang khổng lồ của Hàn Đại Trung, nhóm võ sư ở thành phố Trung Nguyên đã bị lu mờ. Hàn Đại Trung là một chuyên gia võ thuật đẳng cấp thế giới, họ chỉ là những cao thủ võ thuật ở Trung Nguyên, thậm chí nếu bọn họ cùng lên thì e rằng cũng không đủ để Hàn Đại Trung đánh một tay. Ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt như ngọc của Lam Vi Vi trở nên tái nhợt. Cô đã từng đi theo thầy của mình đến gặp các chuyên gia võ thuật từ mọi tầng lớp trên thế giới. Lần trước gặp Hàn Đại Trung khí thế của ông ta vẫn chưa khủng bố như vậy. Cảm nhận được sự tức giận trong cơ thể Hàn Đại Trung, Phác Tu Hiền nhìn Dương Tiêu với vẻ oán hận như rắn độc, bậc thầy Hàn, là thằng danh này. Ai, Hàn Đại Trung nhìn Dương Tiêu tràn đầy sát khí. Gương mặt xinh đẹp của Lam Vi Vi tái lại, xong rồi, Mộc Tuyết, tớ đã phạm sai lầm lớn. Trong lòng của Lam Vĩ Vi, Hàn Đại Trung là bất khả chiến bại, chỉ cần Hàn Đại Trung ra tay, chắc chắn Dương Tiêu không chết cũng sẽ bị thương. Người anh em này gặp nguy hiểm rồi, đám võ sĩ đều âm thầm mặc niệm cho Dương Tiêu. Phác Tu Hiền cười dữ tợn, như thể Dương Tiêu đã tóe máu ngay tại chỗ. Nhưng mà, ngay khi Hàn Đại Trung nhìn rõ mặt của Dương Tiêu, hơi thở mạnh mẽ toát ra trong cơ thể ông ta đột nhiên biến mất, đôi mắt như chuông đồng lộ ra vẻ sợ hãi vô hạn. Bịch! Khoảnh khắc tiếp theo, Hàn Đại Trung đột nhiên quỳ xuống trên mặt đất, hoảng sợ run rẩy nói, Hàn Đại Trung Taekwondo cổ của Hàn Quốc, bái kiến Dương Tiêu Điện Hạ. Cái gì? Bái kiến Dương Tiêu Điện Hạ? Nghe thấy lời của Hàn Đại Trung, mọi người trong sảnh lớn thượng võ đường đều há to miệng, có thể nhét được 5-6 quả trứng lớn. Phác Tu Hiền đang chờ đợi Dương Tiêu xuống mồ, dường như bị sét đánh, đôi mắt của anh ta lập tức đờ đẫn. Các cao thủ Taekwondo cổ còn kinh hoàng hơn. Họ không thể tin Hàn Đại Trung trụ cột của Taekwondo cổ lại thực sự cúi đầu quỳ xuống bái kiến một thằng nhóc. Tương tự, Lam Vi Vi và nhóm cao thủ võ sĩ cũng dậy sóng trong lòng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là ông, nhìn rõ người tới, Dương Tiêu cười nhẹ. Hàn Đại Trung run lên, giống như đã nhìn thấy vua của mình cung kính nói, đúng vậy, Dương Tiêu điện hạ, là tiểu nhân. Mấy năm nay tôi không xuất hiện, các người sống không tệ nhỉ. Bây giờ còn dám tới thiên phủ chi quốc ngang ngược càn quấy, các người cảm thấy các người đã nổi. Hay là chê tôi không nhấc nổi dao? Vẻ mặt của Dương Tiêu dần trở nên uy nghiêm. Hàn Đại Trung biết nước lũ đã tràn vào miếu Long Vương, trên trán ông ta toát mồ hôi lạnh, run lên, xin lỗi Dương Tiêu điện hạ, chúng tôi không nên đến thiên phủ chi quốc làm phiền. Ngay sau đó Hàn Đại Trung nhìn về phía đám người Phác Tu Hiền rồi quở trách, đám người có mắt không tròng các cậu còn không mau tới đây xin lỗi Dương Tiêu điện hạ. Xin lỗi, Phác Tu Hiền sững sờ. Nhóm võ sĩ Taekwondo của Hàn Quốc cũng sững sờ, bọn họ không hề biết tại sao lại phải xin lỗi Dương Tiêu. Nhìn về phía đám người Phác Tu Hiền vẫn còn đang do dự, Hàn Đại Trung hét lên, các ngươi còn chần chừ cái gì nữa. Xúc phạm đến Dương Tiêu điện hạ, cho dù ông lớn Phác Xương có tới cũng không cứu nổi các cậu. Cái gì, ông lớn Phác Xương đến cũng không cứu nổi bọn họ. Nhóm võ sĩ có mặt tại hiện trường đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc, trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi chấm. Nhân vật số một Taekwondo cổ Hàn Quốc cũng không cứu được đám người Phác Tu Hiền. Rốt cuộc thân phận của Dương Tiêu gây sốc đến mức nào? Lam Vi Vi sửng sốt che đôi môi đỏ mọng, nhìn Dương Tiêu hai mắt đầy kinh ngạc, rối rắm, hoàn toàn không biết Dương Tiêu có thân phận gì mà có thể khiến Hàn Đại Trung cao thủ quốc tế kinh sợ như thế này. Khi nghe thấy điều này, một hình bóng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Phác Tu Hiền.